Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 654, một mềm dẻo như ngọc, bên trong giấu mãnh hổ. Nhà của Vương Tử Quân ở khu nhà dành cho thường ủy thị ủy ở cách ủy ban thành phố không quá xa, nếu so sánh với những căn biệt thự hai tầng ở thành phố Đông Bộ thì thật sự nhỏ hơn một chút. Dựa theo đề nghị của Kim Điền Lạc thì hy vọng Vương Tử Quân ở khách sạn, thế nhưng Vương Tử Quân từ chối. Vương Tử Quân bước xuống xe, hắn cảm thấy hôm nay mình có chút chóng mặt. Hôm nay có một tổ nghiên cứu của Mặt trận Tổ quốc tỉnh xuống thành phố La Nam, vì nể mặt khối Mặt trận Tổ quốc tỉnh mà Vương Tử Quân là bí thư thị ủy phải tự mình đi uống rượu. Vị phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn Nam thấy Vương Tử Quân tự mình đến thì có thể nói là bừng bừng khí thế, kết quả không những uống đến mức tự mình về phòng ngủ, thậm chí Vương Tử Quân uống cùng bây giờ cũng sinh ra cảm giác khó chịu. Bí thư Vương, ngài đi chậm một chút. Đồng chí Tân khẽ dìu lấy Vương Tử Quân, sau đó mở cửa phòng ra. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn khẽ thoát khỏi bàn tay nâng đỡ của đồng chí Tân, sau đó khoát tay với đồng chí Tân. Chí Tân, cũng không còn sớm nữa, anh cũng nên đi nghỉ ngơi thôi. Khi hai người nói chuyện với Nhu thì một người đột nhiên chạy đến, nàng lớn tiếng hỏi. Ngài là bí thư Vương sao? Người tiến vào đột nhiên này làm cho đồng chí Tân chợt chấn động, Vương Tử Quân vốn đang say khướt cũng vã cả mồ hôi. Lúc này tình huống vã mồ hôi làm cho Vương Tử Quân tỉnh táo hơn một chút. Cô là ai, đến đây làm gì? Đồng chí Tân nhìn thoáng qua bóng người rồi quát lớn. Hắn vốn nhân cơ hội này mà chặn người muốn xâm nhập vào nhà Vương Tử Quân ở ngoài cửa, nhưng khi hắn nhìn rõ bộ dạng của đối phương thì cơ thể đanh định hoạt động chợt rụt ngay trở lại. Tất nhiên cũng không phải là người kia có bộ dạng quá xấu xí, ngược lại đó là một cô gái, vẻ mặt của nàng khá căng thẳng nhưng lại làm cho người ta nhìn vào cảm thấy thương yêu xúc động. Cô nàng mặc áo tay ngắn màu trắng, quần jean màu xanh, là phong cách quen thuộc của thanh niên hiện hành, nhưng một bộ quần áo bình thường như vậy lại làm cho nàng càng thêm quyến rũ động lòng người. Trên gương mặt tinh xảo là cặp mắt trắng đen rõ ràng, cặp mắt đó đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn hai người Vương Tử Quân. Bộ ngực cao ngất của cô gái liên tục phập phồng, tiếng thở gấp vang lên, có thể thấy tâm lý của nàng lúc này có chút kích động. Ngài là bí thư Vương sao? Tôi là Nhâm Nhạn Đồng, tôi có chuyện cần phản ánh với ngài. Nhâm Nhạn Đồng khẽ thở dốc hai tiếng, nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía đồng chí Tân. Trong mắt nàng thì người đàn ông này tuổi lớn hơn một chút, là một người trưởng thành, rất giống như bí thư Vương mà nàng muốn tìm. Tuy có nhiều người nói Vương Tử Quân rất trẻ, thế nhưng lúc này cảm giác đầu tiên của nàng lại cho rằng đồng chí Tân là bí thư Vương. Cô có chuyện gì muốn phản ánh với bí thư Vương thì ngày mai đi đến văn phòng, bây giờ trời đã tối, bí thư Vương cần nghỉ ngơi. Tuy cô gái xinh đẹp không khỏi làm cho đồng chí Tân sinh ra cảm giác thương tiếc, thế nhưng dù sao hắn cũng từng là một vị chủ tịch huyện, bây giờ hắn càng quan tâm đến những thứ có ảnh hưởng đến Vương Tử Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhâm Nhạn Đồng nghe lời nói của đồng chí Tân, trong lòng chợt có chút gấp gáp. Nàng cũng muốn đến phản ánh với bí thư Vương vào ban ngày, thế nhưng là ban ngày thì nàng căn bản không tìm được Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi là cháu của Giang Tiểu Vinh, tôi muốn phản ánh với ngài về chuyện của dì hai, vì ban ngày tôi căn bản không thể nào được gặp ngài. Nhâm Nhạn Đồng không biết lấy đâu ra sức lực, dưới tình huống đồng chí Tân cố gắng mở lời tiễn khách, nàng không những không đi mà còn tiến lên gần hơn. Cháu của Giang Tiểu Vinh. Vương Tử Quân có hơi trầm ngâm, sau đó hắn nói với đồng chí Tân. Chí Tân, nếu cô ấy đã muốn nói chuyện, như vậy cho cô ấy qua đây. Đồng chí Tân nghe được lời phân phó của Vương Tử Quân, lúc này mới không tiếp tục đứng chắn trước mặt lãnh đạo. Lúc này Nhâm Nhạn Đồng cũng thở dài một hơi, thì ra người này không phải là bí thư Vương, thế là ánh mắt của nàng nhìn về phía Vương Tử Quân. Dưới ánh đèn sáng chói gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân chậm rãi in vào trong mắt nàng, gương mặt căng thẳng của nàng chợt có hơi ngây dại. Gương mặt kia khá quen thuộc, tuy đã nửa tháng trôi qua thế nhưng gương mặt đó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong lòng nàng, xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Tuy nàng biết cơ hội gặp mặt người kia là con số không, thế nhưng dù sao nàng cũng ngồi trong lòng một người đàn ông xa lạ, ký ức như vậy làm cho nàng sinh ra đủ mọi ý nghĩ. Nàng vốn nghĩ rằng đó chỉ là một ký ức đẹp, nó sẽ dần dần tan biến, đến khi có tuổi thì nàng sẽ xem đó là một câu chuyện lý thú, thành chủ đề đưa ra kể cho đám con cháu, sẽ làm cho người ta sinh ra những cảm giác khó quên khi nhớ lại. Nhưng Nhâm Nhạn Đồng thật sự không ngờ mình có thể gặp hắn vào thời điểm này, địa điểm này. Hắn là bí thư thị ủy La Nam sao? Nàng nghĩ đến những lời hắn vừa nói mà thật sự giống như không tin vào mắt mình. Vương Tử Quân thấy Nhâm Nhạn Đồng thì cũng có hơi sững sờ,
Tuy hắn không quan tâm đến sự kiện xảy ra trên máy bay trước đó, thế nhưng ký ức về nó vẫn xuất hiện trong lòng hắn. Lúc này Nhâm Nhạn Đồng xuất hiện trước mặt làm hắn thật sự bất ngờ, thế nhưng nếu so sánh với Nhâm Nhạn Đồng thì hắn chỉ ngây người giây lát, sau đó cười nói. Tôi là Vương Tử Quân, cô có gì cần phải ánh thì đi vào ngồi uống nước rồi nói. Vương Tử Quân nói rất tùy ý nhưng cũng nhanh chóng làm cho Nhâm Nhạn Đồng tỉnh táo trở lại, nàng nghe thấy hắn nói một chữ ngồi, thế là gương mặt không khỏi đỏ lên. Chí Tân, anh rót nước cho khách đi. Vương Tử Quân vừa ngồi xuống ghế salon trong nhà vừa nói với đồng chí Tân. Đồng chí Tân hiểu ý Vương Tử Quân, tuy chỉ là nói hắn rót nước, thế nhưng thực tế lại có nghĩa cho hắn ở lại. Dù sao lúc này cũng là buổi tối, người đến phản ánh vấn đề lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, bí thư Vương cũng muốn tránh tỉ hiềm. Anh thật sự là bí thư thị ủy La Nam, là Vương Tử Quân sao? Nhâm Nhạn Đồng nhìn đồng chí Tân xoay người đi pha trà, lúc này nàng mới dùng giọng run rẩy hỏi. Vương Tử Quân gật đầu nói. Đúng vậy, tôi là Vương Tử Quân. Bí thư Vương, hôm nay tôi đến tìm ngài, chỉ là muốn phản ánh một việc. Dì hai của tôi chẳng qua chỉ là đi phản ánh tình huống dượng tôi bị oan, cớ sao các người lại bắt cả dì lại. Nhâm Nhạn Đồng nhắc đến chuyện liên quan đến Giang Tiểu Vinh thì vẻ mặt bất yên chợt tan biến. Nàng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, nàng giống như biến thành một con báo đang cố gắng giữ quyền lợi cho mình, cơ thể tràn đầy dã tính. Vương Tử Quân nhìn Nhâm Nhạn Đồng, hắn khẽ cười nói. Giang Tiểu Vinh, bây giờ chỉ là hỗ trợ điều tra, ai nói bắt chị ấy lại. Chương 654-2, mềm dẻo như ngọc, bên trong giấu mãnh hổ. Không bắt lại vì sao không cho dì về nhà? Không bắt lại vì sao cục công an lại nói sẽ tiến hành lập án điều tra về dì hai của tôi? Nhâm Nhạn Đồng nói đến đây thì có chút kích động. Bí thư Vương, ngài cũng đừng tưởng rằng chúng tôi không biết gì cả. Người bạn của dì hai chúng tôi trong cục công an đã nói rõ ý đồ của thị ủy, nói là thị ủy chuẩn bị cho ra xử lý nghiêm khắc với dì hai của tôi. Vương Tử Quân khẽ nhíu mày lại, sau đó hắn khẽ nhìn thoáng qua Nhâm Nhạn Đồng, sau đó trầm giọng nói. Không có chuyện này. Anh đảm bảo sẽ không xử lý nghiêm khắc dì hai của tôi sao? Nhâm Nhạn Đồng sở dĩ dám lớn tiếng biện luận với Vương Tử Quân, chủ yếu là vì trong lòng có tồn tại cảm giác tức giận. Lúc này nghe được lời nói của VQ, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tín nhiệm. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt khôn yên của Nhâm Nhạn Đồng, hắn cười cười nói. Tôi đảm bảo chỉ cần Giang Tiểu Vinh không làm trái pháp luật, như vậy sẽ không có chuyện gì cả. Dì hai tôi xâm nhập vào hội nghị kinh tế của thành phố để kêu oan, như vậy không phải không có chuyện sao? Nhâm Nhạn Đồng khẽ cắn răng, cặp môi anh đào lại hé mở, nàng khẽ hỏi. Không có chuyện gì. Vương Tử Quân phất phất tay, hắn trầm giọng nói. Sau khi nhận được lời đảm bảo của Vương Tử Quân thì Nhâm Nhạn Đồng mới cảm thấy tảng đá trong lòng mình hạ xuống. Nàng nhìn Vương Tử Quân đang ngồi đối diện với mình, trong lòng chợt cảm thấy người đàn ông này là một ngọn núi lớn, làm cho người ta sinh ra cảm giác an toàn. Cô còn chuyện gì không? Nếu như không thì lúc này đã muộn rồi, cô nên về nghỉ ngơi sớm đi. Vương Tử Quân nói rồi quay sang lên tiếng với đồng chí Tân đang từ dưới bếp đi lên. Chí Tân, anh đưa Nhậm tiểu thư về nhà an toàn cho tôi. Vâng, Bí thư Vương. Đồng chí Tân vốn đã có vài phương án xử lý với sự việc này, sau khi xác định người kia được Bí thư Vương khuyên bảo và rời đi thì hắn mới thở dài một hơi. Dù thế nào thì một cô gái xinh đẹp xông vào nhà của Bí thư thị ủy, dù không có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ bị người ta truyền ra ngoài. Đồng chí Tân và Nhâm Nhạn Đồng rời đi làm cho gian phòng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Vương Tử Quân vốn có vài phần men say và buồn ngủ thế nhưng lúc này đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo. Hắn nhìn ly trà của Nhâm Nhạn Đồng còn để lại trên mặt bàn, đầu óc bắt đầu vận chuyển. Giang Tiểu Vinh, còn có. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, hắn gặp rất nhiều người, mỗi sáng sớm trong phòng làm việc của đồng chí Tân có rất nhiều người chờ để được gặp mặt bí thư Vương. Cũng có người hẹn trước và không có hẹn trước, thế nhưng những người được đi vào phòng đồng chí Tân để chờ đợi cũng không phải tầm thường. Sau ngày mà Vương Tử Quân gặp mặt Nhâm Nhạn Đồng, một người làm cho đồng chí Tân cảm thấy bất ngờ chợt xuất hiện trong phòng. Người này không có cấp bậc nào ở thành phố La Nam, nhưng hắn đến lại làm cho đám cán bộ đang đứng chờ được Vương Tử Quân triệu kiến phải đứng cả lên. Giám đốc Trịnh, đã vài ngày không gặp, chúc anh buổi sáng tốt lành. Giám đốc Trịnh, mời anh ngồi bên này, chúng ta đã lâu rồi không gặp mặt nói chuyện. Giám đốc Trịnh, thật sự trùng hợp, đang định ngày mai đến chỗ ngài một chút. Không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này.
Đồng chí Tân nhìn người đàn ông với bộ dạng bình tĩnh và nụ cười làm cho người đối diện sinh ra cảm giác như tắm gió xuân đang mỉm cười chào hỏi đám cán bộ cấp cục trong thành phố La Nam, trong lòng không khỏi nghĩ đến những đánh giá về người này trong thành phố La Nam, mềm mại như ngọc, trong lòng giấu mãnh hổ. Chủ nhiệm Đồng, tôi đến gặp mặt Bí Thư Vương, không biết Bí Thư Vương có thời gian rảnh không? Trịnh Khiếu Đống mỉm cười đi đến trước bàn làm việc của đồng chí Tân, hắn vừa lấy gói thuốc ra mời đồng chí Tân vừa mỉm cười nói. Đồng chí Tân nhận lấy một điếu thuốc đặt lên bàn, sau đó cười nói. Giám đốc Trịnh ngài cứ chờ chút, tôi sẽ báo cáo với Bí Thư Vương. Trịnh Khiếu Đống cười cười, sau đó ngồi xuống cách đồng chí Tân không xa. Hắn phân phát thuốc trong tay cho những người ngồi trong phòng, sau đó cười nói. Vậy làm phiền chủ nhiệm Đồng, nếu như sáng nay Bí Thư Vương không rảnh, chiều nay tôi sẽ đến. Đồng chí Tân khẽ gật đầu, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của mình, lại gõ cửa đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân đang ký duyệt văn kiện. Bí Thư Vương, Trịnh Khiếu Đống đến. Vương Tử Quân vẫn tiếp tục ký văn kiện không nhanh không chậm, sau khi ký xong một văn kiện thì hắn mới khẽ nói. Nếu đã đến thì mời anh ấy vào. Đồng chí Tân đồng ý một tiếng rồi đi ra ngoài. Vương Tử Quân nhìn những phần văn kiện trên bàn, ánh mắt rơi xuống Nhật báo La Nam ngày hôm nay. Trên trang thứ hai của Nhật báo La Nam có hình ảnh một người đàn ông đeo kính đen, người này đang mỉm cười với bốn phía, bộ dạng ung dung bình tĩnh. Phía trên hình ảnh còn có một hàng chữ màu đen, tấm gương phát triển điển hình. Trịnh Khiếu Đống đến rất nhanh, 2 phút sau đã đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Hắn vừa vào cửa thì cười nói. Bí Thư Vương, đều muốn đến thăm hỏi ngài nhưng không trùng hợp, mong rằng Bí Thư Vương không trách tôi đến chậm. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông trung niên mặc áo trắng ngắn tay và quần tây đen, cảm giác đầu tiên chính là không quá giống với Trịnh Khiếu Nam. Nếu như không phải đã từng gặp Trịnh Khiếu Nam, hắn thậm chí sẽ nghĩ người đàn ông này là giáo viên trường học nào đó. Vương Tử Quân nhìn Trịnh Khiếu Đống duỗi tay ra, hắn cười cười, sau đó rời khỏi bàn làm việc của mình. Mời Giám đốc Trịnh ngồi. Tôi cũng thật sự kính ngưỡng đại danh của Giám đốc Trịnh từ lâu rồi. Vương Tử Quân nói rồi khẽ nhấc tờ báo lên nói. Tấm gương điển hình phát triển kinh tế, thật sự rất tốt, thành phố La Nam chúng tôi muốn phát triển kinh tế thì cần những xí nghiệp ra có ánh mắt, hơn nữa muốn đầu tư lâu dài ở thành phố La Nam. Trịnh Khiếu Đống nở nụ cười khiêm tốn nói. Bí Thư Vương, ở trước mặt ngài tôi cũng không dám tự xưng như vậy, ngài là người cầm lái con thuyền lớn là thành phố La Nam. Tôi dù thế nào cũng phải theo sát ngài trên con thuyền này. Đồng chí Tân nghe hai người Vương Tử Quân và Trịnh Khiếu Đống đối thoại với nhau mà trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác bội phục. Tuy hắn không có hảo cảm gì với Trịnh Khiếu Đống, thế nhưng cũng không thể không bội phục thủ đoạn của đối phương. Hắn đặt 2 ly trà xuống trước mặt hai người, sau đó khẽ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Chương 654-3, mềm dẻo như ngọc, bên trong giấu mãnh hổ. Bí Thư Vương, chúng tôi làm kinh doanh thì mong chờ một hoàn cảnh tốt đẹp. Tuy tôi và Bí Thư Vương lần đầu tiên gặp mặt nhau, thế nhưng tôi lại cực kỳ bội phục những gì ngài làm ở thành phố Đông Bộ. Lần đầu tiên nghe được tên của Bí Thư Vương, đó là lúc tôi đang bàn chuyện làm ăn ở thành phố Đông Bộ, khi đó tôi cũng hâm mộ những đồng nghiệp đầu tư ở Đông Bộ, thầm nghĩ đến khi nào thành phố La Nam của chúng tôi mới có một vị chủ tịch tốt như Bí Thư Vương. Trịnh Khiếu Đống nói đến đây thì dùng giọng có chút động tình nói. Không biết có phải lời cầu nguyện của tôi đã cảm động ông trời hay không, lãnh đạo tỉnh ủy đã phái Bí Thư Vương đến thành phố La Nam. Sau khi nghe tin tức này, tôi có thể nói là vui mừng như điên, rất muốn chạy ngay đến ra mắt thăm hỏi Bí Thư Vương. Nhưng khi tôi cho lái xe chuẩn bị sẵn sàng, nổ máy chờ sẵn thì phát hiện không biết chỗ ở của Bí Thư Vương. Trịnh Khiếu Đống nói đến đây thì trên mặt chợt lộ ra niềm vui giống như những đứa trẻ, điều này càng làm cho lời nói của hắn có thêm vài phần chân thành. Vương Tử Quân không chút nào tin tưởng lời nói của Trịnh Khiếu Đống, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận lời nói của đối phương làm cho người ta sinh ra hảo cảm, hơn nữa hảo cả đó cứ liên tục tăng tiến. Nếu như không phải trước đó hắn đã tìm hiểu rõ ràng về anh em Trịnh gia, hắn cảm thấy mình thật sự khó thể từ chối sự tiếp cận làm thân của đối phương. Sau này Bí Thư Vương đến nhận chức, tôi lại vì công việc mà thần xui quỷ khiến thế nào vẫn luôn không kịp đến chào hỏi ngài. Thế nhưng có câu cơm ngon không sợ muộn. Tuy tôi đến có hơi trễ, thế nhưng được gặp mặt Bí Thư Vương tôi càng cảm thấy những lời nói về ngài ở bên ngoài là chính xác thế nào. Vương Tử Quân khẽ cười cười nói. Giám đốc Trịnh, tôi đây chỉ khen ngài 2 câu, ngài lại cho tôi một liều thuốc mạnh,
ngài cũng đừng nên tiếp tục như vậy nữa, nếu không tôi sẽ bay lên trời mất. Bí thư Vương, con người của tôi xưa nay có sao nói vậy? Bí thư Lưu đến nhà thường nói với bố tôi rằng tôi quá thành thật, nói cái gì cũng không suy nghĩ cho kỹ càng. Trịnh Khiếu Đống khẽ cười một tiếng, hắn vừa uống trà vừa nói. Anh nói chuyện không suy nghĩ kỹ càng, như vậy người khác không phải là kẻ ngốc sao? Vương Tử Quân thầm cười lạnh, hắn nghĩ như vậy nhưng không nói ra. Hắn biết rõ những lời của Trịnh Khiếu Đống không phải đang nói về bản thân, mà muốn khẳng định mối quan hệ với bí thư Lưu trên tỉnh ủy. Vương Tử Quân cười cười, hắn không tiếp lời Trịnh Khiếu Đống, chỉ cười nói. Thật sự trùng hợp, ông cụ nhà tôi cũng thường xuyên chỉ bảo tôi như vậy, nói rằng tôi dù làm bất cứ chuyện gì đều phải nghĩ cho kỹ càng. Hai người khách sáo với nhau một phen, thật sự mất 5-6 phút. Trịnh Khiếu Đống vừa nói vừa qua sát vị bí thư thị ủy trẻ tuổi phong nhã trước mặt, trong lòng càng sinh ra nhiều đánh giá về Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân lại nâng ly trà lên thì Trịnh Khiếu Đống chợt nói. Bí thư Vương, em trai của tôi từ nhỏ đã là một ma vương gây họa, từ nhỏ bố tôi đã đánh mắng dạy bảo nó rất nhiều, thế nhưng con người là như vậy, đánh chết cái nết không chừa. Vương Tử Quân cười cười mà không mở miệng. Hắn biết rõ Trịnh Khiếu Đống lần này đến là có chuyện, hắn cũng muốn xem đối phương cho ra điều kiện gì. Bây giờ bố tôi đã lớn tuổi, tôi cũng không muốn ông vì chuyện của Khiếu Nam mà nổi giận, thế cho nên nhận lấy nhiệm vụ quản giáo tiểu tử kia. Nhưng tôi là người quản giáo không hợp cách, tiểu tử kia tuy mở miệng là nói lời hay ý đẹp, thế nhưng chó sao không ăn cứt, lại thường xuyên gây chuyện không hay. Nhưng hắn cũng không phải quá xấu, rất biết giữ nghĩa khí, thường nhận cả những thứ không thuộc về mình. Điều này làm tôi thật sự đau đầu. Trịnh Khiếu Đống nói đến đây thì gãi gãi đầu, bộ dạng thật sự đau đầu. Người thông minh nói chuyện trước nay đều không cần nói thẳng, Trịnh Khiếu Đống giống như cảm khái về tình nghĩa anh em, thế nhưng hắn lại nói rõ mục đích của mình, cũng đưa ra ý nghĩ về cách giải quyết sự việc liên quan đến Trịnh Khiếu Nam. Chỉ cần Vương Tử Quân đi theo ý nghĩ của hắn, những lời ngưỡng mộ vừa rồi của hắn sẽ là sự thật. Vương Tử Quân hiểu thực lực của Trịnh Khiếu Đống. Hắn chậm rãi thưởng thức lời đề nghị hấp dẫn của đối phương. Trịnh Khiếu Đống là một nhà giàu nhất thành phố La Nam, tất nhiên sẽ là một trong những người có lực ảnh hưởng lớn ở La Nam, đặc biệt là phó bí thư Lưu Truyền Thụy càng làm cho người ta phải cố kỵ 5-6 phần. Lúc này Vương Tử Quân là người mới đến, nếu có được sự trợ giúp của Trịnh Khiếu Đống, xem như có lực giúp đỡ cực mạnh. Nhưng hắn làm được như vậy sao? Trịnh Khiếu Đống đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân nhất định sẽ động lòng vì lời đề nghị của mình, vì điều này đối với Vương Tử Quân là một chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Trịnh Khiếu Đống đã tiếp xúc nhiều với những kẻ làm quan, hắn phát hiện chỉ cần là con người thì đều có khuyết điểm của mình, hoặc là vì tiền, hoặc là vì quyền, thậm chí là vì cả hai. Vương Tử Quân còn trẻ mà đã là bí thư thị ủy La Nam, Trịnh Khiếu Đống cảm thấy tiền khó thể đả động được loại người này. Thế nhưng Vương Tử Quân là cán bộ trẻ tuổi tương lai rộng lớn. Những người này cần thành tích để có thể tiếp tục tiến nhanh tiến xa hơn. Vì thế mà Trịnh Khiếu Đống không nói đến tiền, hắn đưa ra tình huống mình thuần phục Vương Tử Quân, hắn cảm thấy những yêu cầu của mình sẽ không quá phận, Vương Tử Quân có lẽ sẽ đồng ý. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn nâng ly nước lên uống một ngụm, sau đó thản nhiên nói. Giám đốc Trịnh yêu thương em làm cho tôi cảm động, nhưng đây là chuyện của cơ quan tư pháp, cứ để cho pháp luật phán định. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng xem như biểu hiện thái độ của mình, để cho cơ quan tư pháp phán định, như vậy chính là xử lý theo pháp luật. Trịnh Khiếu Đống không thể không nghe rõ những lời như vậy, hắn nhìn Vương Tử Quân, hai mắt khẽ híp lại. Bí thư Vương, người sống trong thiên địa vĩnh viễn không thể không có lúc cầu người, nếu làm việc gì đó quá tuyệt tình, như vậy cũng không có lợi gì với chính mình. Trịnh Khiếu Đống tuy nói không quá lớn nhưng lại cực kỳ âm trầm. Lúc này hắn không còn hòa nhã như vừa rồi. Hắn giống như một con sói độc, đang dương nanh múa vuốt với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Trịnh Khiếu Đống, hắn lạnh lùng cười nói. Giám đốc Trịnh, tôi rất đồng ý với lời nói của anh, mà những lời như vậy cũng là thứ mà tôi muốn tặng cho anh. Cảm ơn Bí Thư Vương, thế nhưng tôi cũng muốn nói với Bí Thư Vương một câu, đó là chưa đến lúc cuối cùng thì tất cả quân bài chưa được mở ra, nhưng đến khi đó thì sẽ không còn tốt đẹp gì nữa rồi. Tất cả khí thế mạnh mẽ nguy hiểm trên người Trịnh Khiếu Đống chợt biến mất sạch sẽ, lúc này hắn giống như lại quay về một Trịnh Khiếu Đống ôn hòa nhã nhặn như thường. Vương Tử Quân dựa lưng lên ghế salon rồi thản nhiên nói. Anh đã nói xong chưa? Nếu như đã xong thì cứ tự nhiên, tôi sẽ không tiễn. Trịnh Khiếu Đống đứng lên ghế salon,
khi hắn đẩy cửa phòng thì trầm giọng nói. Anh sẽ phải hối hận. Vương Tử Quân không nói gì, thế nhưng bờ môi lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Sự việc đã đến mức độ hiện tại, những lời nói mang tính uy hiếp căn bản không đáng là gì với Vương Tử Quân. Chương 655, một ánh mặt trời soi sáng nhân tâm. Sự kiện Trịnh Khiếu Đống đến giống như một bọt nước rơi xuống mặt hồ rộng lớn, ngay sau đó đã biến mất trên mặt hồ yên tĩnh. Nhưng dù là với Vương Tử Quân hay là đại đa số cán bộ thành phố La Nam, bọt nước kia sẽ căn bản không dễ dàng biến mất. Bí thư Vương, Viện Kiểm sát thành phố La Nam đang tiếp nhận vụ án Trịnh Khiếu Nam cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong, án này có chứng cứ vô cùng xác thực, nếu tiến hành tố tụng, tòa án sẽ nhanh chóng cho ra phán quyết mà thôi. Thường ủy Thị ủy, Bí thư ủy Ban Tư pháp Tống Ích Dân đứng trước mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ mở miệng báo cáo. Tống Ích Dân tỏ ra rất nhiệt tình ở vụ án Trịnh Khiếu Nam, hắn là một bí thư ủy Ban Tư pháp trước nay luôn khổ sở trước sự cường thế của Hà Tiến Trung. Bây giờ hắn muốn thông qua vụ án Trịnh Khiếu Nam này để dựng lên quyền uy của mình ở thành phố La Nam. Đồng thời trong quá trình này hắn cũng bắt đầu dựa về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bản sao chép tình tiết vụ án Tống Ích Dân đưa đến, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Viện Kiểm sát có nắm chắc hồ sơ vụ án lần này không? Tống Ích Dân là người đốc thúc vụ án này, hắn tất nhiên hiểu rõ áp lực mà Vương Tử Quân đang gánh chịu. Hắn trầm giọng nói không chút do dự. Bí thư Vương yên tâm, các đồng chí Viện Kiểm sát cực kỳ có lòng tin với vụ án lần này. Vương Tử Quân gật đầu nói. Bí thư Tống, có lòng tin là tốt, vụ án Trịnh Khiếu Nam có ảnh hưởng quá ác liệt, chúng ta cần nhanh chóng biến vụ án này thành điển hình, cho nhân dân thành phố La Nam và người bị hại một câu trả lời rõ ràng. Bí thư Vương cứ yên tâm, cơ quan tư pháp chúng tôi kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Tống Ích Dân nói đến đây thì khẽ nói. Bí thư Vương. Ban ngành tư pháp của thành phố La Nam làm việc mà có vài điểm căn bản không quá chú tâm, tôi cảm thấy vấn đề chủ yếu là vì có nhiều người ở trên vị trí quá lâu, tạo nên sự trì trệ. Nếu muốn giải quyết những vấn đề này, nhất định phải tiến hành một chút điều chỉnh. Vương Tử Quân hiểu ý của Tống Ích Dân, đối phương muốn lợi dụng vụ án Trịnh Khiếu Nam để tăng cường lực ảnh hưởng của mình ở hệ thống tư pháp. Vương Tử Quân cũng không ngăn cản mục đích của Tống Ích Dân ở hệ thống tư pháp, dù sao thì người nào cũng có tâm tính ích kỷ. Tống Ích Dân đã dựa vào mình, như vậy phải cho đối phương chút ích lợi, chính mình cũng nên giúp đối phương vào đúng lúc đúng thời điểm. Bí thư Tống, anh chuẩn bị như thế nào? Tống Ích Dân nghe thấy Vương Tử Quân không phản đối, thế là trong lòng cực kỳ mừng rỡ, hắn biết quyết định này nếu tìm được sự trợ giúp của Vương Tử Quân thì trên cơ bản có hơn phân nửa hoàn thành. Hắn uống một ngụm trà nhuận giọng rồi trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy nên bảo trì tính tích cực của cơ quan tư pháp. Càng phải bảo trì sự ổn định của cơ quan tư pháp, điều chỉnh lần này nên xuất phát từ cấp phó, từng bước một. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, hắn thật sự đồng ý lời đề nghị của Tống Ích Dân, điều này nói rõ Tống Ích Dân căn bản còn chưa bị thắng lợi làm cho choáng váng, còn biết rõ đi từng bước một. Tôi thấy điều này là hoàn toàn có thể, Ích Dân, trước tiên anh cho ra một chương trình điều động nhân sự, sau đó đưa cho phòng tổ chức cùng nhau nghiên cứu. Tống Ích Dân nghe thấy Vương Tử Quân hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị của mình thì trong lòng vui mừng như điên, hắn biết rõ như vậy lực khống chế hệ thống tư pháp của mình sẽ ngày càng mạnh mẽ. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chứng thực chỉ thị của ngài. Tống Ích Dân nói khá lớn, hơn nữa còn nhấn mạnh hai chữ chỉ thị. Vương Tử Quân rất thỏa mãn về thái độ của Tống Ích Dân, hắn là người đứng đầu thành phố La Nam, hắn cần có người giúp đỡ mình. Tống Ích Dân là bí thư ủy Ban Tư pháp, là thường ủy có độ nặng khá lớn, nếu tìm được sự trợ giúp của đối phương, không khác gì gia tăng một phần lực khống chế của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Có bí thư ủy Ban Tư pháp Tống Ích Dân thúc đẩy nên Tòa án Nhân dân thành phố La Nam xử lý vụ án liên quan đến Trịnh Khiếu Nam rất nhanh chóng, chỉ cần một tuần đã làm xong phần lớn thủ tục, chỉ đợi đi mở phiên tòa cho ra kết quả mà thôi. Trong thời gian một tuần này chính đàn thành phố La Nam cực kỳ bình tĩnh. Không những cục công an bên kia không có phản ứng gì với chuyện Trịnh Khiếu Nam, dù là Trịnh Khiếu Đống lúc này cũng không có động tác gì rõ rệt, giống như Trịnh Khiếu Nam rất có thể bị phán tử hình không liên quan gì đến mình. Trong thời gian một tuần qua Vương Tử Quân căn bản không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại cầu tình nào, càng không nghe thấy bất kỳ người nào mở miệng cầu tình cho Trịnh Khiếu Nam. Bí thư Lưu Truyền Thụy lại càng giống như không biết gì, chẳng những không gọi điện thoại đến, ngay cả khi Vương Tử Quân đến tỉnh họp vào hai ngày trước. Lưu Truyền Thụy chỉ hỏi thăm vài việc sinh hoạt hàng ngày, cũng không nhắc đến sự việc Trịnh Khiếu Nam. Điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút khác thường,
vì cẩn thận mà hắn thậm chí đã xem qua hồ sơ vụ án của Trịnh Khiếu Nam vài lượt, thế nhưng càng xem xét lại càng không thấy có chút sơ hở nào. Một ngày mới bừng sáng, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, Vương Tử Quân ngồi trên chiếc xe số 1 chạy như bay đến khu văn phòng thị ủy La Nam. Cũng dưới ánh nắng tươi đẹp của một ngày mới, Giang Tiểu Vinh đang chải tóc trong căn phòng thuê tạm ở thành phố La Nam. Nàng chải tóc của mình rất cẩn thận, giống như đang cố gắng chăm sóc cho từng sợi tóc của mình. Cũng dưới ánh sáng mặt trời ngày hôm nay, Trịnh Khiếu Nam đang ăn cơm trong khu vực giam giữ đột nhiên cười ha hả, hắn vừa cười vừa dùng tay đập phá tất cả những thứ xuất hiện trước mắt. Hắn cười giống như rất thoải mái, lại có thêm vài phần cuồng bạo. Ánh mặt trời chiếu sáng khu vực tòa án nhân dân thành phố La Nam, không gian chung quanh càng trở nên nghiêm túc hơn. Dưới ánh nắng tươi sáng của ngày mới có không ít người tụ tập ở ngoài tòa án thành phố, bọn họ chuẩn bị tiến vào bên trong tham gia vụ án kiện mà dù bất kỳ ai ở thành phố La Nam cũng cực kỳ quan tâm. 7 giờ 50 phút, chiếc xe số 1 của thị ủy La Nam dừng lại dưới khu văn phòng thị ủy, Vương Tử Quân xuống xe. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì một chiếc xe Santana dừng lại ngay phía sau, Lục Ngọc Hùng với nụ cười tươi sáng chậm rãi đi xuống. Bí thư Vương, hôm nay khí trời rất tốt. Lục Ngọc Hùng tiến lên đuổi theo nhịp bước của Vương Tử Quân, hắn mở miệng với gương mặt tràn đầy nụ cười. Chương 655, hai ánh mặt trời soi sáng nhân tâm. Vương Tử Quân nhìn ánh mặt trời lấp lánh rồi gật đầu nói. Thời tiết rất tốt. Thời tiết đẹp thế này nếu dùng để ngủ thì thật sự đáng tiếc. Lục Ngọc Hùng nói đến đây thì cười hì hì nói. Đáng tiếc những người già như chúng tôi đều quý trọng thời gian, thế nhưng thanh niên lại sử dụng thời gian quá hoang phí, luôn chìm đắm trong những giấc mộng hão huyền vào những lúc đẹp trời như thế này. Vương Tử Quân nghe ra ý nghĩa lời nói của Lục Ngọc Hùng, hắn nhìn gương mặt ngăm đen của đối phương, sau đó ngừng lại một chút rồi mới dùng giọng nhàn nhạt nói. Trời chiều cũng đẹp. Chỉ là khi đó lại có hoàng hôn, tôi lại không giống với bí thư Lục, tôi lại rất thích ánh nắng mặt trời. Vẻ mặt Lục Ngọc Hùng chợt biến đổi, tất nhiên hắn cũng hiểu ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân. Nhưng hắn là người mở miệng mượn lời châm chọc, thế cho nên hắn cũng không thể buồn bực cho được. Ha ha ha, ánh sáng buổi chiều tuy không rực rỡ bằng ban mai nhưng lại ổn định, tuy buổi sáng bừng bừng sức sống nhưng không biết khi nào sẽ bị mây đen che giấu, biết đâu cả ngày không bừng sáng. Lục Ngọc Hùng nói xong thì cười lên ha hả. Vương Tử Quân nhìn Lục Ngọc Hùng cười lớn, hắn cũng cười theo. Lúc này mối quan hệ giữa hai người Vương Tử Quân và Lục Ngọc Hùng nhìn qua có vẻ hòa hợp, điều này làm cho đám nhân viên công tác ở bốn phía cảm thấy khó hiểu, cả đám cảm thấy cực kỳ kỳ quái, thầm nghĩ khi nào thì Bí Thư Vương và Bí Thư Lục trở nên thân mật như vậy. Khi hai người Vương Tử Quân nở nụ cười thì Lý Quý Niên cũng xuống xe, hắn ngửa đầu nhìn trời, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhạt. Thư ký đi bên cạnh Lý Quý Niên chợt báo cáo. Chủ tịch, sáng nay phòng tài chính tổ chức hội nghị tài chính toàn thành phố, trưởng phòng Mã gọi điện thoại đến hỏi xem ngài có thời gian tham gia không. Lý Quý Niên sờ lên đầu rồi cười nói. Mỗi ngày đều có hội nghị này hội nghị kia, giống như một chủ tịch thành phố như tôi không đến thì bọn họ căn bản không tổ chức hội nghị vậy. Thế này đi, anh thông báo cho chủ tịch Hà, để anh ấy đến tham gia. Thư ký đồng ý một tiếng. Ngay sau đó ghi lại chỉ thị của lãnh đạo vào trong sổ. Sau khi đi vào phòng làm việc thì thư ký lại khẽ nói. Chủ tịch Lý, bí thư Khâu của quận Tứ Đằng muốn báo cáo công tác với ngài, ngài xem hôm nay có nên cho anh ấy đến một chuyến không? Lý Quý Niên chợt đen mặt, hắn trừng mắt nhìn viên thư ký rồi thản nhiên nói. Báo cáo, hội nghị, không thể cho tôi yên tĩnh một chút sao? Thư ký ít khi nào gặp phải tình huống Lý Quý Niên đen mặt dậy bảo như vậy. Thế cho nên trong lòng cực kỳ sợ hãi. Đối với hắn thì Lý Quý Niên chính là lãnh đạo lớn nhất, đừng nghĩ hắn ra ngoài cực kỳ uy phong, thế nhưng nếu làm mất đi niềm vui của lãnh đạo, xem như hắn sẽ chẳng còn gì. Lý Quý Niên ngồi xuống ghế của mình, hắn nhìn gương mặt sợ hãi của thư ký, sau đó mới thản nhiên nói. Hôm nay trừ khi tuyến trên có chỉ thị quan trọng, nếu không cậu đừng làm phiền tôi chỉ muốn xem kịch hay sắp xảy ra mà thôi. Thư ký thấy gương mặt Lý Quý Niên lộ ra nụ cười vui vẻ, lúc này hắn mới thở dài một hơi, hắn dùng tốc độ nhanh nhất để bắt đầu công tác của mình. Khi thư ký đặt ly trà bốc khói nghi ngút lên mặt bàn, chợt nghe thấy chủ tịch Lý mở miệng, một nhịp điệu quen thuộc vang lên, là bài Trắng sáng 10 năm. Tuy nhịp điệu bài này cũng không quá hay nhưng thư ký lại thở dài một hơi, hắn biết mỗi lần lãnh đạo có biểu hiện như vậy là đang cực kỳ vui sướng. Hắn nhớ trước đó khi chủ tịch Lý hát bài này, chính là thời điểm Trình Tự Học rời khỏi vị trí bí thư thị ủy La Nam.
Những ngày qua Trình Tự học rất an phận, sau sự kiện đường sắt Mân Cô thì lão giống như một quả bóng xì hơi, cũng không khoa chân múa tay với công tác thị ủy, rất ít khi phát biểu ý kiến. Hầu như ngày nào lão cũng trầm tĩnh làm cho đám nhân viên hội đồng nhân dân cảm thấy rất sợ hãi, rất sợ mình làm sai để trở thành nơi chút giận cho chủ tịch Trình. Trong đám nhân viên công tác của hội đồng nhân dân thành phố thì kẻ sợ hãi nhất chính là chủ nhiệm văn phòng Phạm Nghiêm Đào. Người ta phải đứng cách xa Trình Tự học, muốn tránh còn có thể chạy đi được, thế nhưng Phạm Nghiêm Đào lại khác, hắn là chủ nhiệm văn phòng, hắn muốn tránh cũng không có chỗ trốn. Cuộc sống giống như cưỡng gian, đã tránh không thoát thì cứ chậm chậm mà hưởng thụ. Phạm Viết Đào phát triển đầy đủ tinh thần này, hắn cố gắng làm tốt công tác bản chức của mình, dù chủ tịch Trình có muốn nổi giận cũng không tìm ra cái cớ nào cả. Một chiêu này của hắn tuy có chút bị động, thế nhưng lại giảm bớt khả năng bị mắng. Nhưng hôm nay hắn thật sự không yên, thầm hận hôm qua mình không chú ý, uống nhiều rượu và còn thừa cơ hội cùng vợ rối loạn cả đêm, tuy cả đêm sung sướng nhưng sáng thức dậy đã là 7 giờ 40. Khi thức dậy và nhìn vào đồng hồ thì cơ thể Phạm Nghiêm Đào giống như lên dây cót, hắn nhanh chóng mặc quần áo, rửa mặt qua loa, sau đó nhanh chóng đi về phía văn phòng hội đồng nhân dân thành phố. Nhưng hắn dù có đi nhanh thế nào cũng biết lần này mình đi làm muộn, trong lòng thầm nghĩ, xem ra lần này mình khó tránh được. Hắn nghĩ đến tình huống mình bị chủ tịch Trình mắng trước đó, hắn không khỏi oán giận chính mình. Nhưng dù oán giận cũng chỉ có thể đặt trong lòng, hắn không thể vì chuyện này mà tự xử lý chính mình. Khi Phạm Nghiêm Đào nhìn thấy chiếc xe Nissan Bluebird dừng trong bãi đậu xe, hắn thật sự hít vào một hơi thật sâu, sau đó đi về phía phòng làm việc của chủ tịch Trình. Duỗi đầu cũng bị chém. Có đầu cũng bị chém, nếu tránh không thoát thì cứ để cho đối phương chém. Trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn xem xét lại trang phục bản thân, sau đó khẽ gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch Trình Tự học. Chủ tịch Trình, hôm nay tôi ngủ quên, điều này. Phạm Nghiêm Đào là một kẻ xảo quyệt, hắn biết mình để cho lãnh đạo lấy cớ thì không bằng tự phê bình, như vậy Trình Tự học có mắng cũng sẽ nhẹ hơn. Đến muộn một chút cũng không là vấn đề, hơn nữa Nghiêm Đào anh đến cũng không quá muộn. Phạm Nghiêm Đào nghĩ rằng tiếp đón mình sẽ là một cơn mắng xối xả, thế nhưng hắn không ngờ tiếp đón mình lại là lời nói ấm áp như mùa xuân của Trình Tự học. Hắn nhìn gương mặt đầy nụ cười của Trình Tự học, thế là trong lòng càng thêm sợ hãi. Khi hắn chuẩn bị dùng giọng cực kỳ thành khẩn để kiểm điểm thì chợt nghe Trình Tự học nói. Lần này đến chậm cũng không sao, lần sau đến sớm một chút là được, Nghiêm Đào, cậu đến đây, xem tôi vẽ tranh chữ thế nào. Phạm Nghiêm Đào nghe thấy chủ tịch Trình Tự học gọi mình là Nghiêm Đào, hắn chợt thở dài một hơi, hắn biết nguy cơ của mình đã qua. Đúng lúc này đồng hồ chỉ 8 giờ, Trình Tự học đang nhìn bức tranh chữ của mình, trên mặt lộ ra vài phần chờ mong. Chương 656, một tâm đã vỡ, tâm đã bị thương, tâm đã chết âm. Tòa án nhân dân thành phố La Nam càng thêm nghiêm túc dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, khi nhân viên công tác ngồi vào ghế của mình. Cuối cùng tòa án mà bao nhiêu năm qua đã xử lý và phán quyết không biết bao nhiêu người đã mở. Tề Trình Hào là chánh án của phiên tòa lần này, hắn khẽ chau mày, tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn tiếp nhận vị trí này, thế nhưng trong lòng vẫn sinh ra cảm giác đè nén. Vụ án lần này không dễ xét xử chút nào, nếu không những vị chánh án có vị trí và tư cách cao vời xếp trước Tề Trình Hào sẽ chẳng cáo bệnh xin nghỉ, tất nhiên sẽ chẳng có khả năng rơi lên người hắn như lúc này. Khi biết được tin tức mình sẽ là thẩm phán xử lý vụ án lần này, Tề Trình Hào cũng muốn xin nghỉ, thế nhưng đáng tiếc là Viện trưởng Viện Kiểm sát Cát Tử Quang lại không cho phép hắn nghỉ bệnh. Tiểu Tề, trừ khi trong nhà cậu có chuyện buồn, như vậy tôi có thể cho cậu được nghỉ, nếu như không có bất cứ thứ gì khác, vậy thì cậu phải tiếp nhận phần công tác này. Cát Tử Quang nói một lời cứng nhắc như vậy coi như ép Tề Trình Hào vào khuôn khổ, chỉ cần Tề Trình Hào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau này nếu có cơ hội được đề bạt thì sẽ được lãnh đạo ưu tiên hơn. Tề Trình Hào thật sự không còn cách nào khác, thế cho nên mới tiếp nhận củ khoai lang nóng vào trong tay. Ngay sau đó hắn chợt cảm nhận được một áp lực vô hình ép về phía mình. Trước đó hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị với những áp lực sẽ đến, nhưng không biết vì sao hai bên va chạm trong sự việc này lại không tìm đến hắn, càng không có bất kỳ ai cho ra lời mời nào với hắn ở sự việc này, giống như vụ án không được bất kỳ ai quan tâm. Trước khi bão tố kéo đến thì không gian luôn cực kỳ yên ắng, Tề Trình Hào rất thừa nhận câu nói này, vì vậy khi tuyên bố mở phiên tòa thì giọng điệu của hắn có vài phần run rẩy. Nhưng bắn tên không thể thu lại, sự việc đến nước này thì hắn căn bản không còn đường lui. Công tố viên của Viện Kiểm sát đang đọc đơn khởi tố, ánh mắt Tề Trình Hào lại lướt qua vị trí dành cho bị cáo,
sau đó rơi lên vị trí những người đến dự thính phiên tòa. Lúc này cũng không có bao nhiêu người đến dự thính, nếu so sánh với tình huống vụ án này xôn xao dư luận, số người đến dự thính thật sự là ít đến mức đáng thương. Vài người thưa thớt đang lẳng lặng nghe công tố viên đọc đơn khởi tố, bầu không khí có chút trầm lắng. Trịnh Khiếu Nam ngồi ở vị trí đầu tiên, hắn ngẩng đầu được cạo chọc lên nhìn, ánh mắt tràn đầy điệu bộ không cần quan tâm. Tề Trình Hào đưa mắt nhìn qua Trịnh Khiếu Nam, ánh mắt không khỏi chuyển lên người Trịnh Khiếu Đống đang ngồi cách đó không xa. Tuy hắn không có tiếp xúc gì với Trịnh Khiếu Đống, thế nhưng hắn vẫn phát hiện ra nhân vật Phong Vân thường xuất hiện trên báo chí và truyền hình thành phố La Nam. Hắn là nhân viên viện kiểm sát, hắn càng biết được vài thông tin mà người ngoài không biết. Hắn biết rõ lần này có một đám người va chạm trong thành phố La Nam, người đàn ông bên dưới kia chính là một trong những nhân vật chính. Người này là nhân vật chủ yếu của vụ xét xử hôm nay, tất nhiên lúc này trong phòng họp của viện kiểm sát còn có viện trưởng và bí thư ủy ban tư pháp Tống Ích Dân đang kiểm tra chỉ đạo công tác xét xử. Tề Trình Hào hiểu rất rõ về đơn khởi tố, dựa theo ánh mắt của một người chuyên nghiệp như hắn thì Trịnh Khiếu Nam cực kỳ bất lợi trong phiên xét xử này. Dưới tình huống nhân chứng vật chứng đều đã quá rõ ràng, Trịnh Khiếu Nam muốn thoát thân là điều không thể. Nhưng nụ cười trên mặt Trịnh Khiếu Nam vào lúc này lại làm cho người ta cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Ngay sau đó từng trình tự được tiến hành, khi luật sư hai bên tiến hành tranh luận thì người làm chứng cũng được đưa ra đối chất. Nhân chứng đầu tiên là một ông lão hơn 60 tuổi ở xã Tôn Gia Câu, có lẽ đây là lần đầu tiên người này đến tòa án, thế cho nên đi lên mà cơ thể có chút run rẩy. Nhiếp Thuận Chiêu, chiều ngày mùng 9 tháng 8 anh đang làm gì? Nhân viên công tố của viện kiểm sát dùng giọng dịu dàng hỏi người thôn dân kia. Ông lão tên là Nhiếp Thuận Chiêu chính là một người cùng thôn với Nhiếp Vinh Quân, lão có chút chần chờ, sau đó lớn tiếng nói. Tôi đang bó cỏ cho trâu. Vài tiếng cười trầm thấp vang lên trong đám người, thế nhưng ngay sau đó đám người kia đã nhanh chóng im lặng. Vào ngày 9 tháng 8 anh đến nhà Nhiếp Phụ Hòa vào lúc nào? Lại thấy được những gì? Vẻ mặt công tố viên vẫn rất nghiêm túc, vẫn mở miệng hỏi vấn đề của mình. Nhiếp Thuận Chiêu có chút căng thẳng vì tiếng cười chung quanh, bàn tay của lão trà sát trên quần áo của mình, lúc này mới trầm giọng nói. Nhà tôi ở đối diện nhà anh Phụ Hòa, khi tôi đang bó cỏ thì anh Phụ Hòa đang hút thuốc trước cửa, hai người chúng tôi nói chuyện với nhau. Các anh nói những gì? Luật sư biện hộ cho Trịnh Khiếu Nam chợt mở miệng chen lời. Nhiếp Thuận Chiêu có chút sững sốt, sau đó lão đưa mắt nhìn thoáng qua đối phương. Tề Trình Hào thấy Nhiếp Thuận Chiêu không biết phải làm sao, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Mời người làm chứng trả lời vấn đề của luật sư. Tôi và anh Phụ Hòa nói về chuyện của con trai lớn trong nhà anh ấy, khi đó tôi nói anh Phụ Hòa nên nén đau thương. Tuy cậu cả đã mất nhưng tôi mong anh ấy nên vì những người còn sống mà chăm lo sức khỏe, không thể làm tổn hại chính mình. Anh thấy rõ nhóm người Trịnh Khiếu Nam đến nhà Nhiếp Phụ Hòa sao? Công tố viên thấy Nhiếp Thuận Chiêu còn định nói tiếp thì trầm giọng hỏi. Nhiếp Thuận Chiêu gật đầu nói. Tôi thấy rõ ràng, không những một mình tôi nhìn thấy, lúc đó còn có vài người ngồi bên đường, bọn họ đều thấy được. Vậy anh nói xem lúc đó có chuyện gì xảy ra? Công tố viên nhìn thoáng qua Nhiếp Thuận Chiêu, sau đó tỏ ý cho Nhiếp Thuận Chiêu nói tiếp. Khi đó chúng tôi đang an ủi anh Phụ Hòa, đúng lúc có hai chiếc xe chạy vào thôn, dẫn đầu là người này. Hắn vừa xuống xe thì hùng hổ hỏi nhà anh Phụ Hòa ở chỗ nào, khi anh Phụ Hòa còn chưa kịp lên tiếng, tiểu tử kia đòi anh Phụ Hòa đưa con dâu cả ra nói chuyện. Chúng tôi thấy thái độ của tên này quá ngông cuồng nên đến vây quanh. Tiểu tử kia thấy chúng tôi đến vây quanh thì càng tỏ ra ngông cuồng. Khi anh Phụ Hòa nói không biết con đâu cả nhà mình ở đâu, hắn nói con trai cả Nhiếp gia nợ bọn họ 1 triệu, bọn họ không tìm được vợ Nhiếp Vinh Quân, thế cho nên bắt anh Phụ Hòa trả tiền. Chương 656, hai tâm đã vỡ, tâm đã bị thương, tâm đã chết âm. Anh Phụ Hòa nào lấy đâu ra số tiền 1 triệu, hơn nữa bọn họ cũng không thể nào cứ mở miệng là đòi người ta 1 triệu được, thế cho nên anh Phụ Hòa cũng không tin. Kết quả là nói được 3 câu thì tiểu tử đấm vào ngực anh Phụ Hòa. Anh thấy người kia đánh Nhiếp Phụ Hòa sao? Công tố viên chờ Nhiếp Thuận Chiêu nói xong thì vội vàng hỏi. Không những tôi nhìn thấy mà còn có rất nhiều hàng xóm nhìn thấy, tên kia đấm anh Phụ Hòa 1 cái, sau đó đẩy anh ấy ngã xuống đất đạp cho 2 cái. Nhiếp Thuận Chiêu nói đến đây thì lớn tiếng nói. Nếu không phải đám khốn kiếp này lên xe quá nhanh, người Nhiếp gia thôn chúng tôi cũng sẽ không cho đám khốn kiếp kia chạy thoát. Hắn là một người thanh niên mà đánh một ông lão, như vậy còn ra thể thống gì? Nhiếp Thuận Chiêu,
anh nhìn xem, trong đây có người hôm đó đánh Nhiếp Phụ Hòa hay không? Công tố viên chỉ về bốn phía rồi lớn tiếng hỏi. Nhiếp Thuận Chiêu căn bản không có chút do dự, lão chỉ về phía Trịnh Khiếu Nam rồi nói. Chính là tên khốn này, nếu hắn không chạy, đám người thôn chúng tôi sẽ cho hắn biết tay. Ông già kia, ông mắng ai? Con bà nó ông mắng lại xem, ông xé xác mày ra bây giờ, dám mắng sao? Con bà nó dám mắng sao? Trịnh Khiếu Nam giống như nổi điên, hắn gầm lên, cơ thể giống như muốn xông về phía Nhiếp Thuận Chiêu. Nếu như không phải bị hai tên cảnh sát ở phía sau giữ lại, chỉ sợ hắn đã vọt đến trước mặt Nhiếp Thuận Chiêu. Trật tự, trật tự. Tề Trình Hào gõ búa xuống bàn tỏ ý bình tĩnh trở lại, thế nhưng Trịnh Khiếu Nam vẫn tiếp tục gào giống lên, phải có thêm hai cảnh sát chạy đến thì hắn mới bình tĩnh trở lại. Tề Trình Hào cũng từng xem qua bằng chứng của Nhiếp Thuận Chiêu, trong lòng hắn biết rõ, nếu như không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, chỉ cần dựa vào những thứ này cũng đủ có thể kết tội Trịnh Khiếu Nam. Nhiếp Thuận Chiêu, tôi hỏi anh, khi Trịnh Khiếu Nam phát sinh xung đột với Nhiếp Phụ Hòa, người trong cuộc có phải rất kích động, khi còn chưa ra tay thì Nhiếp Phụ Hòa có phải dùng ngôn ngữ kích thích người trong cuộc không? Tòa án đã bình tĩnh trở lại, luật sư biện luận cho Trịnh Khiếu Nam khẽ đi đến hỏi. Nhiếp Thuận Chiêu trầm ngâm một lát rồi mới nói. Tôi không nhớ rõ, lúc đó anh Phụ Hòa có cãi vã với tiểu tử này, nhưng dù có cãi vã thì tên kia cũng không được đánh người, hơn nữa độ tuổi của anh Phụ Hòa cũng đáng cha chú của hắn. Luật sư đeo kính gọng vàng cũng không tiếp tục mở miệng hỏi, giống như đã hỏi xong tất cả. Khi Nhiếp Thuận Chiêu trả lời vấn đề thì Trịnh Khiếu Đống ngồi trên ghế dự thính chợt nở nụ cười nhạt. Khi Nhiếp Thuận Chiêu đi xuống thì có vài nhân chứng đi lên, bọn họ cũng là người trong thôn Nhiếp Gia Thôn, đều nói ra những lời rông hệt như Nhiếp Thuận Chiêu. Luật sư đeo kính gọng vàng biện hộ cho Trịnh Khiếu Nam cũng hỏi bọn họ những câu tương tự như với Nhiếp Thuận Chiêu. Sau khi tất cả nhân chứng lên trình diện thì công tố viên bắt đầu trần thuật với tòa án, hắn lớn tiếng nói. Căn cứ vào lời khai của nhân chứng, chúng tôi cho rằng Trịnh Khiếu Nam cấu thành tội danh cố ý đánh người gây tử vong, mời. Giang Tiểu Vinh ngồi cách Trịnh Khiếu Đống không quá xa, lúc này hai tay của nàng chợt siết chặt, tuy nàng đang cố gắng áp chế cảm giác kích động của mình, thế nhưng cơ thể vẫn liên tục run rẩy. Nhâm Nhạn Đồng ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được tâm tình kích động của dì hai. Nàng cũng hiểu gì của mình chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có những cảm nhận riêng vào lúc này. Tuy sự kiện của Dượng Hai còn chưa được rõ ràng, thế nhưng chỉ cần Trịnh Khiếu Nam được xử lý theo pháp luật, như vậy sẽ là một an ủi lớn cho dì hai của Nhâm Nhạn Đồng, hơn nữa tất cả giống như sắp được công bố. Thưa chánh án, thưa các vị thẩm phán, tôi cảm thấy rất tiếc nuối về tình huống đương sự tạo nên thương tổn với ông lão Nhiếp Phụ Hòa. Vị luật sư đeo kính gọng vàng khẽ tiến lên một bước. Hắn hơi cúi người rồi nói tiếp. Chúng tôi tình nguyện đền bù tất cả tổn thất của lão tiên sinh Nhiếp Phụ Hòa về phương diện kinh tế, nhưng đương sự của tôi là một bệnh nhân, khi đó anh ấy không thể khống chế được hành vi của mình. Anh ấy là một người bị hạn chế hành vi năng lực, vì vậy tôi cho rằng sự kiện này anh ấy không phải gánh chịu trách nhiệm hình sự. Viên luật sư nói rồi lấy ra một bản văn kiện nói. Đương sự của tôi có giấy chứng nhận tâm thần, khi bình thường sẽ không có vấn đề. Nhưng khi bị kích thích thì bệnh sẽ phát tác. Anh ấy là người hạn chế hành vi, dựa theo pháp luật của quốc gia, những gì anh ấy gây ra khi phát bệnh hoàn toàn có thể thoát khỏi trách nhiệm hình sự. Vừa rồi nhân chứng cũng đã chứng minh đương sự có phát sinh cãi vã với lão tiên sinh Nhiếp Phụ Hòa, cũng vì những cãi vã như vậy mà bệnh tình của đương sự phát tác, thế cho nên mới sinh ra hành vi với lão tiên sinh Nhiếp Phụ Hòa. Nếu như đương sự của chúng tôi không bị kích thích, dù thế nào anh ấy cũng không động tay động chân với một ông lão hơn 70 tuổi. Tòa án vốn bình tĩnh chợt trở nên lạnh ngắt như tờ, tất cả đưa mắt nhìn vị luật sư, nhìn về phía bản chứng minh trong tay người này. Tề Trình Hào cũng thật sự không ngờ sự việc lại có nghịch chuyển quá lớn như vậy. Hắn nhìn giấy chứng nhận bệnh tâm thần ghi rõ vào tháng 3 năm nay, bên dưới là một chữ ký, tiến sĩ Đại học Newcastle, giáo sư Tôn Nghiêu Thọ chuyên gia thâm niên của Bệnh viện Tâm thần thành phố Sơn Viên. Thế là trong lòng không khỏi bùng lên những con sóng thủy triều cực mạnh. Giám định bệnh tâm thần, thì ra Trịnh Khiếu Đống có trò này, hèn gì hôm nay đối phương không tỏ ra gấp gáp, vì trong tay có một lá bài tốt như vậy. Người bị chứng nhận bệnh tâm thần mỗi khi phát bệnh thường căn bản không biết mình làm gì, vì vậy cũng không phải phụ trách hành vi của chính mình. Còn phương diện bồi thường vật chất, Trịnh Khiếu Đống là nhà giàu nhất thành phố La Nam, sao lại thiếu chút tiền như vậy? Trịnh Khiếu Nam không phải bị bệnh tâm thần. Chánh án, ngài không nên nghe lời hắn không phải bị bệnh tâm thần, giấy chứng minh là giả.
Giang Tiểu Vinh ngồi ở trên ghế dự thính giống như trượt chân xuống vách đá vạn trượng, nàng đứng lên khỏi ghế rồi lớn tiếng hô về phía Tề Trình Hào, bàn tay giữ chặt ghế, cơ thể tràn đầy hương vị điên cuồng. Nhâm Nhạn Đồng giữ chặt lấy gì của mình, nàng thật sự không ngờ lại có kết quả như vậy. Có giấy chứng nhận bệnh tâm thần, nàng đưa mắt nhìn tên đàn ông trẻ tuổi đầu chọc bên kia, nàng căn bản không tin đối phương bị bệnh tâm thần. Nhưng không tin thì làm gì được, người ta có giấy chứng minh, bọn họ không tin thì làm gì đây? Chương 656, ba tâm đã vỡ, tâm đã bị thương, tâm đã chết âm. Thưa nữ sĩ, chỉ có thể không tin lời của tôi, thế nhưng đây là giấy chứng nhận bệnh tâm thần được tiến sĩ Đại học Newcastle, giáo sư Tôn Nghiêu Thọ, một trong những chuyên gia đầu ngành tâm thần học trong nước chứng nhận, chị cũng không thể không tin được. Tên luật sư đeo kính gọng vàng cầm lấy văn bản chứng minh mà trên mặt lộ ra nụ cười ngạo nghễ. Giang Tiểu Vinh đứng đó mà thật sự ngây ngốc, tuy chỉ đứng yên mà không làm gì, thế nhưng biểu hiện của nàng lại nói rõ tâm tình của chính mình vào lúc này là như thế nào. Nàng rất đau thương, thậm chí tâm đã vỡ, đã bị thương, đã chết mất rồi. Nàng cố gắng phấn đấu vì cái chết của chồng, nàng còn vì sự công chính của chồng mình mà không tiếc chạy ngàn dặm đến thủ đô để tìm gặp bí thư còn chưa đến nhận chức là Vương Tử Quân. Nàng vì chút công chính mà không tiếc vứt hết cả thể diện, la hét tranh đấu, vì nó mà không tiếc trốn đông chạy tây, chỉ mong muốn điều tra rõ ràng về cái chết của chồng. Khi tất cả sắp rõ ràng, Giang Tiểu Vinh sắp tìm được câu trả lời cho bố chồng đã mất, thế nhưng kết quả lại quá bất ngờ làm cho nàng thật sự không tin, không thể nào tiếp thụ, không thể nào đối mặt. Đây không phải là sự thật, nhất định không phải là thật. Thế nhưng tất cả không thực hiện theo đúng nguyện vọng của Giang Tiểu Vinh, pháp luật căn cứ vào chứng cứ, bây giờ Trịnh Khiếu Đống có thể lấy ra giấy chứng minh bệnh tâm thần được chuyên gia chứng nhận, như vậy đó là một chứng cứ được pháp luật tiếp nhận. Nhâm Nhạn Đồng căn bản không quan tâm sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, nàng chỉ chú tâm vào Giang Tiểu Vinh, trong lòng cầu mong gì hai của mình đừng có chuyện gì xảy ra. Âm thanh kết thúc phiên tòa vang lên, tuy Nhâm Nhạn Đồng không cẩn thận lắng nghe, thế nhưng nhìn vào nụ cười chiến thắng của những người bên kia, nàng biết cuối cùng có kết quả gì. Nhâm Nhạn Đồng cũng không quan tâm đến kết quả như vậy, bây giờ nàng chỉ mong sao Giang Tiểu Vinh có thể giữ được bình tĩnh mà thôi. Nữ sĩ Giang Tiểu Vinh, tôi là anh của Trịnh Khiếu Nam, tôi cảm thấy rất có lỗi với cái chết của lão tiên sinh Nhiếp Phụ Hòa, chúng tôi sẽ nhất định cố gắng đền bù tổn thất, sẽ dùng nó xem như lời xin lỗi sâu sắc nhất dành cho quý gia đình. Trịnh Khiếu Đống đi đến trước mặt Giang Tiểu Vinh với vẻ mặt trầm thấp, sau đó dùng giọng cực kỳ chính thức nói. Giang Tiểu Vinh đúng lúc này chợt tỉnh táo lại, nàng điên cuồng lao về phía Trịnh Khiếu Đống, sau đó khàn giọng nói. Chút, mày cút đi cho tao, mày là tội phạm giết người, giết chồng tao, mày giết chồng tao. Trịnh Khiếu Đống có thể nói là rất dễ dàng tránh né những đòn đánh của Giang Tiểu Vinh, thế nhưng hắn căn bản không thèm tránh, chỉ để tùy ý cho bàn tay đối phương đập lên người mình. Đám cảnh sát thấy Giang Tiểu Vinh nổi điên thì chạy đến tách ra, vị luật sư đi bên cạnh Trịnh Khiếu Đống chợt trầm giọng nói. Trịnh tiên sinh, ngài bị người ta tấn công, chúng ta có thể tố cáo cô ta. Không cần, tôi hiểu tâm tình của cô ấy vào lúc này, nếu như một tát vừa rồi của cô ấy có thể chuộc tội, tôi tình nguyện tiếp nhận thêm vài cái tát nữa. Trịnh Khiếu Đống dùng giọng tràn đầy cảm xúc nói. Đúng lúc này ánh đèn lóe lên, phóng viên không biết chui từ đâu ra. Bọn họ nhiệt tình kêu tên của Trịnh Khiếu Đống, lại đưa ra vài câu hỏi. Nhâm Nhạn Đồng nhìn thấy những gì đang diễn ra, trong lòng nàng thật sự rất đau thương, nàng không còn dũng khí để ở lại chỗ này, thế cho nên kéo dì hai đã bình tĩnh trở lại đi ra bên ngoài. Khi đi ra khỏi tòa án, Nhâm Nhạn Đồng chợt thấy được một gương mặt tươi cười, đó là gương mặt toi cười vì chiến thắng của Trịnh Khiếu Đống. Tống Ích Dân nhìn gương mặt tươi cười của Viện trưởng Viện Kiểm sát Cát Tử Quang. Trong lòng không khỏi sinh ra xúc động muốn tát cho đối phương một cái nổ đom đóm. Hắn dù thế nào cũng không ngờ loại thắng lợi vốn nắm chắc trong tay sẽ kết thúc như vậy. Giám định bệnh tâm thần, nếu Trịnh Khiếu Nam thật sự có bệnh thì có thằng nào không bị bệnh. Tông Ích Dân lúc này cực kỳ tức giận, hắn dù nổi giận nhưng không thể phát tác. Hắn là bí thư ủy ban tư pháp, hắn cũng là người cần tôn trọng pháp luật. Sau khi Cát Tử Quang cho ra căn cứ chính xác, hắn khẽ phất tay với đối phương. Lần này không giành được thắng lợi, như vậy bản kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp của Tống Ích Dân xem như tan vào mây gió, không những thế lực khống chế của hắn ở hệ thống tư pháp càng thêm suy yếu. Lúc này điều hắn cần xem xét nhất chính là nên đi nói thế nào với Bí Thư Vương. Tống Ích Dân nghĩ đến tình huống mình dùng lời lẽ sắt son để khẳng định với Bí Thư Vương là không có vấn đề xảy ra, hắn càng cảm thấy khó chịu hơn.
Đồng thời hắn nghĩ rằng ở thành phố La Nam này sắp có một người chịu áp lực còn nặng nề hơn cả mình. Dù sao thì Bí thư Vương Tử Quân là người ra lệnh bắt Trịnh Khiếu Nam, cả thành phố cho rằng Bí thư Vương Tử Quân sẽ nắm sự kiện Trịnh Khiếu Nam để tạo ra sóng gió lớn. Kết quả lúc này thật sự không ngờ, thế nhưng nó lại đại biểu cho sự thất bại thảm hại của Bí thư Vương. Khi sự việc này phát triển, tin chắc đủ mọi áp lực sẽ cuốn về phía Bí thư Vương như thủy triều. Quyền uy mà Bí thư Vương vừa dựng lên chắc chắn sẽ bị đám người không cam lòng kia đứng ra khiêu chiến. Tuy những trò khiêu chiến đã sớm tồn tại, thế nhưng lại bị uy vọng của Bí thư Vương ở phương diện đường sắt Mân Cô áp chế không ngóc lên được. Bây giờ đám người kia tìm được điểm đột phá, những người phản đối sẽ nhanh chóng tụ tập lại và cùng nhau ùa về phía Bí thư Vương. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng làm việc của Cát Tử Quang. Thư ký của Tống Ích Dân đi vào. Hắn chào hỏi Tống Ích Dân, sau đó chỉ ra ngoài cửa sổ nói. Bí thư Tống, anh xem. Tống Ích Dân nhìn theo ngón tay của thư ký, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài có hai người phụ nữ bị cảnh sát giữ lại. Một người cảnh sát đưa ra một phần văn kiện, sau đó có hai nữ cảnh sát giữ lấy người phụ nữ lớn tuổi đưa vào trong xe, còn cô gái trẻ điên cuồng giữ người phụ nữ kia lại. Tống Ích Dân biết người phụ nữ lớn tuổi kia, đó chính là Giang Tiểu Vinh. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì xảy ra? Khi Tống Ích Dân đang định nổi giận thì điện thoại vang lên. Thư ký nhìn dãy số điện thoại gọi đến, hắn khẽ nói. Bí thư Tống, là điện thoại của Cục trưởng Hà. Tống Ích Dân lúc này căn bản không muốn tiếp điện thoại của Hà Tiến Trung, thế nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, vẫn cầm lấy điện thoại trong tay thư ký. Giọng điệu của Hà Tiến Trung ở đầu dây bên kia vẫn ôn hòa như ngày thường, nhưng hôm nay Tống Ích Dân lại cảm thấy nó rất chói tai. Bí thư Tống, tôi là Tiến Trung, tôi có vài hạng mục công tác cần báo cáo với ngài, bây giờ ngài có thời gian không? Chương 657, một tất cả mới chỉ là bắt đầu. Tống Ích Dân hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng làm cho mình trấn tĩnh lại. Có câu thua người không thua trận, hắn tuyệt đối không cho phép mình có biểu hiện mềm yếu trước mặt Hà Tiến Trung. Hắn cố gắng áp chế âm thanh của mình giống hệt như ngày thường, lúc này mới cười nói. Cục trưởng Tiến Trung, bây giờ tôi đang ở trong phòng làm việc của Viện trưởng Tử Quang kiểm tra tình huống trong sạch hóa bộ máy chính trị. Nếu như anh không còn gì gấp gáp, buổi chiều anh đến phòng làm việc của tôi. Vâng, Bí thư Tống, chiều nay chúng ta sẽ gặp nhau. Giọng điệu của Hà Tiến Trung vẫn không chút biến đổi, giống như hắn cũng không biết vì sao Tống Ích Dân lại đến Viện Kiểm sát. Tống Ích Dân càng thêm bội phục công phu ẩn nhẫn của Hà Tiến Trung, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới trầm giọng nói. Cục trưởng Tiến Trung, vừa rồi tôi thấy người trong cục công an đưa Giang Tiểu Vinh đi, đây là có chuyện gì? Có chuyện này sao? Tôi sẽ hỏi lại và báo cáo cho Bí thư Tống ngay. Hà Tiến Trung nói rồi cúp điện thoại, giống như thật sự muốn hỏi xem có vấn đề gì xảy ra. Nhưng Tống Ích Dân hiểu rõ về Hà Tiến Trung lại liên tục cười lạnh, hắn căn bản không tin Hà Tiến Trung hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Nếu như không có mệnh lệnh của Hà Tiến Trung, người của cục công an dù có lớn gan cũng không dám cho ra hành vi nào ở sự kiện này. Khi Tống Ích Dân đặt điện thoại xuống, chiếc xe cảnh sát ngoài cửa sổ đã biến mất, chỉ còn lại một cô gái trẻ đứng lại đó với bộ dạng hồn bay phách lạc. Tống Ích Dân nhìn hình bóng cô đơn đau khổ của cô gái trên đường lớn ngoài kia, hắn thật sự cảm thấy không chút dễ chịu. Hắn hiểu cục công an bắt Giang Tiểu Vinh đi, thế nhưng thật sự chính là đang muốn vẽ lên mặt Bí thư Vương. Bí thư Vương, tôi đã điều tra rõ ràng. Người của đội quản lý trật tự trị an đã đưa Giang Tiểu Vinh đi. Hà Tiến Trung gọi điện thoại đến rồi mở miệng nói. Tống Ích Dân không mở miệng, chỉ để cho Hà Tiến Trung nói rõ ràng. Lúc này xem như hắn hiểu, Hà Tiến Trung dám bắt người bên ngoài tòa án, như vậy đối phương nhất định có lý do của mình. Lúc này nếu hắn cứ nắm bắt sự việc này để truy cứu, như vậy căn bản chỉ rước lấy nhục mà thôi. Bí thư Tống, hành vi của Giang Tiểu Vinh trái với điều lệ trật tự trị an. Dựa theo quy định hiện hành thì hành vi của Giang Tiểu Vinh sẽ bị xử lý theo pháp luật. Hà Tiến Trung nói đến đây thì dùng giọng cứng rắn nói. Không có bất kỳ người nào có thể đứng ngoài pháp luật. Tống Ích Dân hiểu những lời này là Hà Tiến Trung nói cho mình nghe, nhưng lúc này hắn rất muốn chất vấn Hà Tiến Trung, anh đã dám nói những lời này, vì sao Trịnh Khiếu Nam lại bình an vô sự mà Giang Tiểu Vinh là người bị hại lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Hắn rất muốn chất vấn lương tâm của Hà Tiến Trung. Hỏi xem chính nghĩa của anh đã vứt đi đâu hết rồi. Nhưng tất cả chất vấn chỉ ở trong lòng hắn, cũng không thể nói ra ngoài, hắn biết rõ mình làm những việc đàn khải tai châu thì chỉ tự rước lấy nhục mà thôi, hắn cũng không phải loại người thích rước lấy nhục như vậy.
Tống Ích Dân chỉ nói ba chữ tôi biết rồi, sau đó hắn trực tiếp cúp điện thoại. Tống Ích Dân nhìn thoáng qua Cát Tử Quang, sau đó hắn đi ra khỏi cổng viện kiểm sát. Khi hắn đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đã nhận được kết quả xét xử của tòa án. Vương Tử Quân ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt vẫn ung dung bình tĩnh giống như chưa từng có sự việc gì phát sinh. Anh ngồi đi. Vương Tử Quân khẽ khoát tay chặn lời Tống Ích Dân. Trước khi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Tống Ích Dân đã nghĩ ra rất nhiều kết quả, hắn nghĩ rằng bí thư trẻ tuổi kia sẽ gào thét, sẽ đổ ập xuống mắng mỏ mình, càng nghĩ đến khả năng bí thư sẽ nói ra những lời lạnh nhạt, sau đó cho mình rời đi. Nhưng lúc này nụ cười như tắm gió xuân của Vương Tử Quân lại thật sự làm cho Tống Ích Dân cảm nhận áp lực rất lớn, hắn biết rõ kết quả lần này cũng không nguy hại quá lớn với mình, cùng lắm thì hắn không thực hiện được kế hoạch cải tổ khối tư pháp mà thôi, uy tín trong khối tư pháp lại giảm xuống một chút. Thế nhưng hắn cũng không có tổn hại gì khác, thế nhưng Bí Thư Vương thì khác hẳn, Bí Thư vừa tạo dựng lên chút uy tín, bây giờ tất cả sắp bị đả kích, mà cục diện thành phố La Nam vốn có chút yên ổn lại nhanh chóng trở nên khó bề phân biệt. Bí Thư Vương, tôi thành thật xin lỗi, tôi đã phụ lòng kỳ vọng của ngài, việc này. Vương Tử Quân cũng không chờ cho Tống Ích Dân nói xong, hắn khoát tay áo nói. Bí Thư Ích Dân, anh cũng không làm sai điều gì, ngược lại anh còn làm rất tốt. Tống Ích Dân đỏ mặt, hắn biết dù Vương Tử Quân không trêu chọc mình, thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất mất tự nhiên. Có phải tòa án đã chứng minh Trịnh Khiếu Nam đánh Nhiếp Phụ Hòa bị thương, sau đó Nhiếp Phụ Hòa vì thế mà tử vong hay không? Vương Tử Quân ném cho Tống Ích Dân một điếu thuốc, sau đó hắn khẽ nói. Thế nhưng, Bí Thư Vương, Trịnh Khiếu Nam lại có giấy chứng nhận bệnh tâm thần, vì thế mà tòa án không thể nào kết tội cho hắn được. Tống Ích Dân hít vào một hơi thuốc rồi dùng giọng không cam lòng nói. Vương Tử Quân cười cười nói tiếp. Anh cảm thấy Trịnh Khiếu Nam có bệnh sao? Không có. Tống Ích Dân cười lạnh một tiếng rồi lớn tiếng nói. Tôi biết Trịnh Khiếu Nam được nhiều năm. Cho đến bây giờ chưa từng nghe nói hắn được chứng nhận tâm thần, bây giờ hắn phạm tội thì có giấy chứng nhận, trong sự việc này nhất định có vấn đề. Đúng, nhất định có vấn đề, tùy bọn họ có thể lấy ra giấy chứng nhận, thế nhưng chỉ cần chúng ta kiểm tra, tôi tin sẽ không bao giờ không có gió lọt tường, bọn họ làm việc cũng không phải quá mức cẩn thận. Vương Tử Quân nói đến đây rồi tiếp tục lên tiếng. Anh có bản sao giấy chứng minh đó không? Tất nhiên Tống Ích Dân có chuẩn bị giấy chứng minh bệnh tâm thần của Trịnh Khiếu Nam, hắn nhanh chóng lấy nó ra đặt trước mặt Vương Tử Quân. Cô không thể đi vào, Bí Thư Vương không có trong phòng. Những âm thanh dồn dập chợt vang lên bên ngoài, khi âm thanh này vang lên thì ngoài hành lang truyền đến tiếng người náo loạn. Tôi đã hỏi rồi, Bí Thư Vương của các người có trong phòng, chính anh ấy đồng ý rằng dì hai của tôi sẽ không có vấn đề gì, bây giờ cục công an đưa dì hai của tôi đi. Lúc này tôi đến đây hỏi anh ta. Có phải anh ta làm bí thư thị ủy thì nói mà chẳng giữ lời hay không? Một giọng nói mang theo vài phần gào thét truyền đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, tuy cách vách vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Vương Tử Quân nghe được âm thanh này, hắn không cần nhìn cũng biết người nói là ai, hắn không ngờ nàng có thể xông đến chỗ này. Chương 657, 2, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Lúc này Tống Ích Dân cũng ý thức được có gì đó sắp phát sinh, hắn há miệng trầm giọng nói. Bí thư Vương, Giang Tiểu Vinh. Vương Tử Quân khoát tay áo trầm giọng nói. Ích Dân, anh cho cô gái kia vào đây, có gì cứ để cô ấy nói với tôi. Đối với Tống Ích Dân thì hắn thấy lúc này Vương Tử Quân không nên gặp cô gái kia, nhưng Vương Tử Quân cho ra lời phân phó như vậy thì hắn vẫn không tự chủ được phải gật đầu, sau đó đi ra ngoài cửa. Khi Tống Ích Dân đi ra ngoài thì tranh chấp ngoài hành lang cũng đã giảm xuống, khi tiếng bước chân vang lên thì cửa phòng lại mở ra. Nhâm Nhạn Đồng với hai mắt ẩn giấu nước mắt cùng đi với Đồng Chí Tân và Tống Ích Dân vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lần này Nhâm Nhạn Đồng đến đây phần lớn đều dựa vào dũng khí, một loại dũng khí bùng lên khi nhìn thấy dì hai của mình rơi vào tình cảnh bất công. Nàng muốn hỏi vị bí thư đã từng cho ra lời hứa hẹn kia rằng vì sao sự việc lại là như vậy. Vì sao người xấu không được xét xử đúng luật, dì hai của nàng là người bị hại nhưng lại bị công an bắt đi, đây là vì cái gì? Chỉ với cơn tức này mà nàng căn bản không quan tâm đến hình tượng của mình, nàng biến thành một mụ đàn bà chanh chua kêu gào lớn tiếng ở văn phòng thị ủy La Nam, nàng không quan tâm đến sự ngăn trở của đám cảnh sát bảo vệ cổng, vẫn tập trung tinh thần xông về phía trước. Nhâm Nhạn Đồng không quan tâm tất cả những gì đang diễn ra, nàng chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc là vì thế nào lại như vậy? Hắn sao lại phải gạt nàng? Dù hắn không có bất kỳ hứa hẹn gì với nàng,
thế nhưng nàng không hiểu vì sao lại sinh lòng yêu mến và cả tín nhiệm vị bí thư thành phố trẻ tuổi kia. Lúc này Giang Tiểu Vinh bị đưa đi, nàng cảm thấy mình bị lừa dối, vì vậy nàng muốn hỏi vì sao. Nhưng bây giờ Nhâm Nhạn Đồng đi đến phòng làm việc của hắn, nàng nhìn thấy hắn ngồi sau bàn làm việc với bộ dạng cực kỳ trầm ổn, thế là vẻ mặt của nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cũng không hiểu lửa giận trong lòng nàng đã chạy đi đâu hết sạch. Ngồi đi, Chí Tân, rót nước cho Nhâm Tiểu Thư. Vương Tử Quân phất tay với đồng Chí Tân, sau đó khẽ nói. Khi bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ thì cơn giận trong lòng Nhâm Nhạn Đồng giống như bùng phát, nàng khẽ ngẩng mặt lên giống như một con thiên nga kiêu ngạo, nàng nhìn về phía Vương Tử Quân rồi trầm giọng hỏi ba chữ. Vì cái gì? Chỉ là ba chữ không đầu không đuôi, chỉ là ba chữ cực kỳ đơn giản thế nhưng lại giống như ẩn giấu hàng loạt vấn đề, hơn nữa tất cả lại ép về phía Vương Tử Quân. Nhâm Nhạn Đồng đang cực kỳ đau lòng, nàng nói ra ba chữ giống như ba ngọn núi đập về phía Vương Tử Quân. Đối với sự việc này dù đứng từ góc độ của Tống Ích Dân hay đồng chí Tân thì đều có thể nói ra nhiều lý do, nhưng lúc này Vương Tử Quân dù há miệng cũng không nói nên lời. Tuy hắn không có khả năng mở miệng hóa hoa sen, thế nhưng hắn cũng không phải hạng người kém ăn nói, so ra thì trước nay hắn căn bản chưa từng sợ ai. Nhưng lúc này hắn đối mặt với câu hỏi ba chữ của Nhâm Nhạn Đồng, hắn không biết nên trả lời sao cho phải. Nếu nói đến chính sách hay pháp luật thì căn bản là quá xảo quyệt, tất cả văn tự đều quá khô cứng. Vương Tử Quân không biết nên mở miệng thế nào, cũng thật sự không nói nên lời. Chuyện này còn chưa xong. Vương Tử Quân trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng hắn mở miệng. Tuy câu nói của hắn cũng không phải trả lời vấn đề của Nhâm Nhạn Đồng, thế nhưng lời nói tràn đầy kiên quyết. Chuyện này còn chưa xong. Đây chẳng những là câu trả lời với Nhâm Nhạn Đồng, càng là kết luận với sự kiện lần này. Chưa xong, như vậy phải tiếp tục điều tra, đây là thái độ của Vương Tử Quân. Nhâm Nhạn Đồng nhìn vẻ mặt âm trầm của Vương Tử Quân, vô tình trong đầu liên tục lóe lên hàng loạt ý nghĩ. Lúc này một cảm giác tín nhiệm chợt xuất hiện và tràn ngập trong lòng nàng. Nhâm Nhạn Đồng nâng ly nước đồng chí Tân rót cho mình lên uống một hơi, sau đó nàng đứng lên, cũng không nói gì thêm mà đi ra ngoài. Chí Tân, anh đi tiễn Nhâm Tiểu Thư cho tôi. Vương Tử Quân nhìn Nhâm Nhạn Đồng đi ra ngoài cửa rồi khẽ nói. Nhâm Nhạn Đồng đi, trong phòng chỉ còn lại Vương Tử Quân và Tống Ích Dân. Tống Ích Dân cũng nghe được những lời vừa rồi của Vương Tử Quân, hắn cảm nhận được sự kiên trì của Bí Thư Vương ở phương diện này, thế nhưng hắn biết có một số chuyện chỉ kiên trì không là chưa đủ. Bí Thư Vương, tôi sẽ đốc thúc viện kiểm sát tiếp tục theo sát vụ này. Tống Ích Dân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. À, Bí Thư Ích Dân, anh nói với các đồng chí viện kiểm sát, để cho bọn họ mở rộng ý nghĩ, kết hợp điều tra chuyện này với vụ việc liên quan đến Nhiếp Vinh Quân. Vương Tử Quân khẽ rụi tàn thuốc trong tay, hắn trầm giọng nói. Tống Ích Dân đồng ý một tiếng, hắn nói thêm vài vấn đề với Vương Tử Quân rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Hắn vốn muốn bàn với Bí Thư Vương về phương án điều chỉnh nhân sự ở hệ thống tư pháp, thế nhưng cuối cùng vẫn phải nuốt những lời này vào bụng. Bây giờ nếu nói ra như vậy không phải càng làm cho Vương Tử Quân thêm một ngạt sao. Khi cửa phòng làm việc chậm rãi đóng lại, Vương Tử Quân nãy giờ luôn ngồi bình tĩnh và trầm ổn như núi trước mặt Tống Ích Dân chợt đứng lên, hắn cầm lấy gạt tàn thuốc muốn đập xuống đất, thế nhưng cuối cùng vẫn khẽ đặt xuống. Vương Tử Quân rất phẫn nộ với kết quả thế này, hắn rất tức giận, hắn không phải là thánh nhân, hắn không thể bình tĩnh được trước thủ đoạn vô sỉ của đám người Trịnh Khiếu Đống. Nhưng hắn có tức giận cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn là bí thư thị ủy La Nam, không biết có bao nhiêu người nhìn vào hắn, không biết có bao nhiêu người đang đứng xem náo nhiệt. Càng không biết có bao nhiêu người cần sự ủng hộ của hắn. Vì thế hắn không nên nổi giận, ngược lại còn phải biểu hiện cực kỳ tỉnh táo, phải có lòng tin cao độ, chỉ như vậy hắn mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất để trấn an nhân tâm. Hắn phải giữ vững trận tuyến của mình, như vậy mới nhen nhóm lên ý chí chiến đấu của những người đi theo mình. Hắn không cho rằng mình là một người hiếu chiến, thế nhưng khi đối mặt với một vài sự việc thì hắn căn bản là không thể thỏa hiệp. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân nhìn màn hình điện thoại, phát hiện đó là một dãy số lạ. Sau giây lát chần chờ, cuối cùng hắn cũng nghe máy. Chào Bí Thư Vương, tôi là Trịnh Khiếu Đống, tối nay tôi có thể mời ngài bữa cơm được không? Trong điện thoại vang lên giọng nói bình tĩnh của Trịnh Khiếu Đống. Vương Tử Quân nghe lời nói khách khí và tôn kính của đối phương, hắn cũng có chút bức bối, nhưng chỉ khẽ cười nói. Cảm ơn Giám đốc Trịnh, hôm nay tôi đã có hẹn. Vương Tử Quân nói rồi đặt điện thoại xuống, sự việc bây giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Vương Tử Quân thầm động viên chính mình, hắn cầm lấy tờ giấy chứng nhận tâm thần trên bàn lên xem. Đại học Newcastle. Vương Tử Quân nhìn chữ ký trên giấy chứng nhận, sau đó hắn khẽ thì thào. Chương 658 Một mưa gió bốn phương, yêu ma quỷ quái. Phòng họp cục công an thành phố La Nam đầy sương khói, tất nhiên khói được chín thành viên đảng ủy cục công an tạo ra, người nào cũng nghiện thuốc, người nào không biết đi ngang qua rất có thể tưởng rằng bên trong đang phát hỏa. Vẻ mặt từng thành viên đảng ủy của cục công an giống như được khói thuốc che giấu, căn bản khó nhìn ra rõ ràng. Dựa theo quy định thì đây là một hội nghị nghiên cứu nghiệp vụ bình thường, nhưng lúc này lại không ai có thể bình tĩnh xem đây là một hội nghị nghiệp vụ thường kỳ, vì Hà Tiến Trung gần đây rất kín tiếng trong cục công an đã mở miệng. Hà Tiến Trung nói, chỉ nói một điều, đó chính là đoàn kết một lòng. Hắn nói với lời lẽ rất tầm thường, thế nhưng đám người đang ngồi nơi đây đều là hạng khôn khéo, bọn họ nào không hiểu ý của Hà Tiến Trung. Vì sao phải cường điệu đoàn kết, có phải trong ban ngành có người không đoàn kết? Tuy Hà Tiến Trung không điểm danh, thế nhưng ai làm việc gì thì trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Khi Hà Tiến Trung lên tiếng, có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Mễ Hoa Lâm giống như đang chăm chú ghi chép ở bên cạnh Hà Tiến Trung. Mễ Hoa Lâm chăm chú ghi chép, bộ dạng giống như đang lắng nghe lời nói của Hà Tiến Trung. Hắn biết rõ Hà Tiến Trung đang nói về mình, hơn nữa hắn đã sớm có chuẩn bị đối với sự việc phát sinh theo chiều hướng này. Sự kiện Trịnh Khiếu Nam đã có kết quả. Hà Tiến Trung có thể lợi dụng dư âm thắng lợi để mở rộng con đường trong cục công an, hắn sẽ không thể không tiến hành đả kích nhóm người chống đối với mình trong đơn vị. Tất nhiên Mễ Hoa Lâm đã có chuẩn bị đối với khả năng này. Cục công an chúng ta là một tập thể luôn cùng ý nghĩ và hành động. Nhiều năm qua vì chúng ta cùng chung cố gắng nên cục công an mới phát triển không ngừng, mới nhận được những lời tán dương cao độ của lãnh đạo thị ủy. Giọng điệu của Hà Tiến Trung càng thêm cao vút. Tục ngữ nói rất hay, giành giang sơn dễ, giữ giang sơn mới khó. Những năm qua cục công an chúng ta đã giành được nhiều vinh dự, nhưng chúng ta nếu muốn bảo trì vinh dự của mình thì cần phải đồng tâm hiệp lực, gian khổ phấn đấu, đoàn kết một lòng, ra sức cống hiến. Tôi biết rõ đại đa số các đồng chí đều coi vinh dự của tập thể cục công an như tính mạng của chính mình, tình nguyện đổ máu rơi đầu vì vinh dự này. Nhưng trong tổ chức chúng ta cũng có những người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bọn họ vì lợi ích riêng của mình mà làm hại lợi ích toàn cục. Đối với những loại người và hiện trạng này, chúng ta phát hiện ra một thì sẽ xử lý một, tuyệt đối không nương tay. Hà Tiến Trung nói đến đây thì nâng ly lên uống một ngụm, sau đó cười nói với Mễ Hoa Lâm. Bí thư Mễ, ngài là người nắm công tác xây dựng tư tưởng, ngài cần phải nắm thật chặt phương diện này, nhất định phải phát hiện và xử lý kịp thời những người và sự việc gây nguy hại đến công tác của chúng ta. Mễ Hoa Lâm biết rõ Hà Tiến Trung đang nói về mình, hơn nữa những người ngồi đây đều biết những lời nói như vậy là chĩa về phía mình. Thế nhưng hắn cắn môi, vẫn không bày ra chút tức giận. Cục trưởng Hà yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú thực hiện công tác bản chức. Được, có lời khẳng định của bí thư Mễ thì tôi cũng yên tâm. Hà Tiến Trung nói đến đây thì nhìn về phía phó cục trưởng Trùng Trường Thiện ngồi cách đó không xa. Anh Trùng, anh đưa ra phương án điều chỉnh. Để cho mọi người thảo luận với nhau. Trùng Trường Thiện khẽ gật đầu, hắn lấy từ trong cặp của mình ra một bản thảo rồi nói. Vì tiến thêm một bước ưu hóa phân phối cán bộ, tăng cường sức chiến đấu của đội ngũ, được phòng tổ chức nghiên cứu xem xét, tiến hành điều chỉnh chức danh các đồng chí. Bổ nhiệm đồng chí Hạ Xã Côn làm phó chủ nhiệm phòng trang bị hậu cần, miễn đi chức vụ phó đội trưởng đội hình sự. Bổ nhiệm đồng chí Đậu Đắc Lộ làm đội trưởng đội bảo vệ, miễn đi chức vụ đại đội trưởng đại đội trinh sát. Bổ nhiệm đồng chí Tiền Nhi Cường làm. Trùng Trường Thiện mở miệng nói ra phương án điều chỉnh vài người, đều là những người đi gần với Mễ Hoa Lâm sau khi hắn đến công tác ở Cục Công an thành phố La Nam. Sau khi nghe những thông tin điều chỉnh kia thì hai mắt Mễ Hoa Lâm có hơi phát sáng. Tuy chức vụ của bọn họ không có thay đổi quá lớn, thậm chí còn có người được đề bạt, thế nhưng Mễ Hoa Lâm biết rõ đây chính là thủ đoạn đưa người lên nhưng thực chất là ném xuống của đối phương. Sau khi điều chỉnh như vậy, đám người kia căn bản đã rơi vào tình huống ăn không ngồi chờ. Mễ Hoa Lâm nghĩ đến những người kia vì chính mình mà phải rơi vào tình huống bị ghẻ lạnh, hắn cảm thấy thật sự áy náy. Hắn cắn chặt răng, tuy trong lòng có ngàn vạn lời nói không phục, thế nhưng hắn biết rõ nếu như mình mở miệng thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hà Tiến Trung bây giờ đã dám cho ra điều chỉnh như vậy, chắc chắn đã nghĩ đến tình huống Mễ Hoa Lâm mở miệng phản đối, nếu Mễ Hoa Lâm phản đối mà không ngăn cản được tiến độ của đối phương. Như vậy chẳng phải là càng làm khó chính mình sao?
Mễ Hoa Lâm trầm ngâm giây lát, sau khi chủng trường thiện tuyên bố xong thì hắn trầm giọng nói. Cục trưởng Hà, tôi không đồng ý với những điều chỉnh lần này. Hà Tiến Trung nhìn thoáng qua Mễ Hoa Lâm, hắn căn bản không chờ Mễ Hoa Lâm nói xong mà nói với nhóm người chủng trường thiện. Các anh có ai không đồng ý hay không? Tôi đồng ý với phương án điều chỉnh lần này. Chủng trường thiện không chờ Hà Tiến Trung nói xong, hắn là người đứng lên đồng ý đầu tiên. Khi chủng trường thiện mở miệng thì những người khác cũng lên tiếng, tất cả đều không ngoại lệ, đều đồng ý với phương án điều chỉnh của Hà Tiến Trung. Trên mặt Hà Tiến Trung lộ ra nụ cười nhạt, hắn nói. Có ý kiến không đồng ý, điều này là cực kỳ bình thường. Bí thư Mễ vừa mới đến Cục Công an, tất nhiên còn chưa biết rõ người và sự việc ở Cục Công an thành phố, sau này tìm hiểu rõ ràng thì sẽ tốt hơn. Hà Tiến Trung nói đến đây thì nhìn về phía vị chủ nhiệm văn phòng đang làm công tác ghi chép. Thần Minh, ghi vào ý kiến phản đối của bí thư Mễ. Sau khi chủ nhiệm văn phòng lên tiếng đồng ý, Hà Tiến Trung lại vung tay lên nói. 8 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối, thông qua. Lúc này chúng ta bắt đầu đề tài thảo luận khác. Mễ Hoa Lâm đi ra phòng họp mà gương mặt cực kỳ âm trầm, nhưng điều làm hắn phiền lòng chính là phải đối mặt với đám cấp dưới bị điều chỉnh như thế nào. Những người này vốn có vị trí khá tốt, nhưng bây giờ vì đi theo một vị lãnh đạo như Minh mà rớt chức, những sự việc thế này cần phải nói cho rõ ràng mới xong được. Mễ Hoa Lâm thở dài một hơi, sau đó không khỏi nhìn về phía khu văn phòng thị ủy. Đã 3 ngày trôi qua, bí thư Vương bên kia còn chưa có chút phản ứng, thật sự giống như lời nói của một vài người, đó là bí thư Vương lần này đã bị đả kích quá nặng nề, mất sức chiến đấu. Chương 658-2, mưa gió bốn phương, yêu ma quỷ quái. Có nghe nói gì chưa? Tòa án đã thả Trịnh Khiếu Nam rồi. Tiếng nghị luận từ nơi không xa truyền vào trong tai Mễ Hoa Lâm, hắn ngẩng đầu lên thì gặp hai tên cảnh sát trẻ tuổi đi đến từ nơi không xa, tên cảnh sát cao lớn mở miệng lên tiếng. Tôi cũng có nghe nói, con bà nó, thật sự là người tốt sống không lâu, tai họa giữ lại ngàn năm. Loại cặn bã như Trịnh Khiếu Nam lại không việc gì, con bà nó thế đạo bây giờ thật sự không ra gì. Tên cảnh sát thấp hơn dùng giọng phẫn hận mắng. Vẻ mặt tên cảnh sát cao giáo chợt biến đổi, hắn kéo tên cảnh sát thấp hơn lại nói. Anh bạn, nói chuyện phải cẩn thận, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, nếu lời nói của cậu rơi vào trong tai người ta, chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Vẻ mặt tên cảnh sát lùn chợt biến đổi, thế nhưng hắn lại nói. Con bà nó, truyền ra thì cứ truyền ra, ông không sợ, cũng không tin Trịnh Khiếu Nam kia có thể làm gì được tôi. Có thể làm gì được cậu sao? Cậu nói thì hay lắm. Ngay cả bí thư thị ủy cũng không làm gì được người ta, cậu cảm thấy người ta không thể làm gì được mình sao? Tên cảnh sát cao chợt mở miệng nói, đúng lúc hắn ngẩng đầu lên thấy Mễ Hoa Lâm. Bí thư Mễ. Tên cảnh sát cao chợt kinh hoàng, hắn nhanh chóng mở miệng chào hỏi Mễ Hoa Lâm. Mễ Hoa Lâm khẽ gật đầu, hắn cũng không nói gì mà đi về phía trước. Hai tên cảnh sát một cao một thấp giống như một cơn gió nhanh chóng xẹt qua sau lưng Mễ Hoa Lâm. Tuy hai tên cảnh sát này chỉ là tiểu nhân vật không có ý nghĩa gì với Mễ Hoa Lâm, thế nhưng lời nói của bọn họ lại đại biểu cho tiếng nói của nhiều người. Ngay cả bí thư thị ủy cũng không làm gì được Trịnh Khiếu Nam, bọn họ có thể làm được gì? Nếu không chỉ được một Trịnh Khiếu Nam, như vậy tình cảnh của bí thư Vương sẽ là gì? Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, Mễ Hoa Lâm thở dài một hơi rồi đi về phòng làm việc của mình. Tuy sự việc khó thể giải thích cho rõ ràng, thế nhưng hắn tuyệt đối không lùi bước. Anh Kim, bầu không khí thị ủy vào lúc này thật sự quá mức phân tán, tự do thái quá, lúc này đã mấy giờ rồi mà còn có người chưa đến công tác. Nếu như không nhanh chóng sửa trị lại bầu không khí, như vậy văn phòng thị ủy thành phố La Nam chúng ta sẽ có bộ dạng thế nào? Lục Ngọc Hùng đen mặt ngồi sau bàn làm việc khẽ nói với Kim Điền Lạc. Có người đi làm trễ là sự việc căn bản khó tránh khỏi ở văn phòng thị ủy. Khi Tề Trình Hào còn là bí thư thị ủy thì tình huống này còn nhiều hơn nhưng không thấy Lục Ngọc Hùng nói ra một lời. Bây giờ chỉ vì một hai người vì việc gia đình mà đến muộn, Lục Ngọc Hùng lại mở miệng nổi giận. Tất nhiên Kim Điền Lạc nghe và hiểu đây là vì vấn đề gì. Hắn có thể giải thích nhưng lại không giải thích, nếu Lục Ngọc Hùng đã quyết tâm tình bệnh tật, như vậy hắn càng giải thích thì đối phương sẽ càng nói nhiều hơn. Kim Điền Lạc đã hiểu ý của Lục Ngọc Hùng, hắn cười cười nói. Bí thư Lục, ngài nói đúng. Đám người thị ủy cần phải sửa trị lại một chút, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp, sẽ lên tiếng phê bình những hành vi như vậy. Lục Ngọc Hùng nhìn về phía Kim Điền Lạc rồi khoát tay áo nói. Thư ký trưởng Kim, anh ngồi xuống đi,
chúng ta uống chút trà. Lục Ngọc Hùng vừa nói vừa lấy ra một bộ trà cụ và hai cái ly đặt xuống trước mặt Kim Điền Lạc, châm đầy ly nước cho Kim Điền Lạc, sau đó cười nói. Anh Kim, đã một thời gian rồi chúng ta chưa tâm sự với nhau. Tôi biết rõ tất cả sự việc ở văn phòng thị ủy căn bản không liên quan đến anh, dù sao Bí Thư Vương cũng mới đến, phần lớn thời gian của anh đều ở bên cạnh quan tâm giúp đỡ lãnh đạo, thật sự quá mức bận rộn. Kim Điền Lạc không biết rốt cuộc Lục Ngọc Hùng có ý gì, nhưng hắn vẫn cẩn thận nói. Bí Thư Lục, anh nói tôi không chú tâm công tác, sau này tôi nhất định sẽ điều chỉnh ý nghĩ công tác của mình, sẽ nắm chắc công tác ở văn phòng thị ủy. Lục Ngọc Hùng khẽ cười với Kim Điền Lạc nói. Anh Kim, anh nói khách khí như vậy là không được, tôi sở dĩ nói những lời này cũng sợ anh công tác quá bận rộn ở bên cạnh Bí Thư Vương mà thôi. Lúc này Bí Thư Vương mới đến, phần lớn đều chưa quen thuộc công tác ở thành phố La Nam chúng ta, tôi và anh nên giúp đỡ anh ấy nhiều hơn mới phải. Kim Điền Lạc nhìn nụ cười trên gương mặt ngăm đen của Lục Ngọc Hùng, hắn hiểu rõ ý nghĩ của người này. Nếu như Lục Ngọc Hùng mở miệng hai lần nói ra chữ mới đến mà Kim Điền Lạc không hiểu, như vậy Kim Điền Lạc cũng không cần phải làm thư ký trưởng văn phòng thị ủy nữa rồi. Kim Điền Lạc trần chờ một chút cũng không lên tiếng. Lục Ngọc Hùng thì dùng tay đùa giỡn ly trà, cũng không dừng lời vì tình huống lãnh đạm của Kim Điền Lạc. Thư ký trưởng Điền Lạc, hai ta cùng chung một nồi đã được 3-4 năm. Lục Ngọc Hùng tôi là hạng người gì thì anh cũng biết rất rõ ràng. Dựa vào quan hệ giữa hai người chúng ta, tôi dù thế nào cũng không thể gây hại cho anh nói xem có đúng không? Kim Điền Lạc trần chờ một chút rồi nói. Bí Thư Lục tất nhiên sẽ không để tôi phải chịu thiệt. Lục Ngọc Hùng rất thỏa mãn với câu trả lời của Kim Điền Lạc, hắn cười cười nói. Tôi tham gia công tác năm 17 tuổi, trước nay luôn công tác ở thành phố La Nam, năm xưa làm nhân viên thông tin dưới xã. Mới đó mà đã vài chục năm trôi qua, chuyện xưa thế nào tôi cũng quên đi khá nhiều. Nhưng khi đó một vị lãnh đạo cũ nói một câu làm cho tôi ghi nhớ đến tận ngày hôm nay. Anh ấy nói chỉ có người La Nam mới suy nghĩ cho thành phố La Nam, tôi cảm thấy anh ấy nói rất đúng. Anh Kim, vài chục năm qua đã có nhiều thăng trầm, thế nhưng chỉ có người lớn lên ở La Nam mới thật sự vì mảnh đất này mà cống hiến. Người khác đối với thành phố La Nam chỉ là qua đường mà thôi, chỉ có đám người chúng ta mới cắm chân vào mảnh đất này. Trong lòng Kim Điền Lạc chợt bùng sóng, hắn nhìn hai tròng mắt của Lục Ngọc Hùng đang nhìn mình chằm chằm, hắn không ngờ những lời nói như vậy lại được phát ra từ miệng của Lục Ngọc Hùng. Lục Ngọc Hùng muốn mình đi theo hắn, nếu mình từ chối, như vậy chờ đợi chính mình là những đòn phản kích bão tố của đám người Lục Ngọc Hùng. Hiện tại Lục Ngọc Hùng có gan nói ra những lời như vậy, điều này nói rõ đối phương căn bản không quá cố kỵ đến sự tồn tại của Bí Thư Thị ủy Vương Tử Quân. Thậm chí Lục Ngọc Hùng còn có vẻ chuẩn bị nương nhờ xu thế chiến thắng trong sự kiện Trịnh Khiếu Nam lần này để áp chế quyền lực của Bí Thư Vương Tử Quân. Kim Điền Lạc phải đi như thế nào? Đi theo Lục Ngọc Hùng hay không? Thế là hắn liên tục tính toán, bây giờ Lục Ngọc Hùng chiếm ưu thế, Vương Tử Quân dù là Bí Thư Thị ủy, thế nhưng thất bại ở sự kiện Trịnh Khiếu Nam đã xem như đạp đổ quyền uy mà chính mình khổ sở dựng lên trước đó. Xem ra Bí Thư Vương vẫn có chút nóng vội. Chương 658 3, mưa gió bốn phương, yêu ma quỷ quái. Anh Kim, tối nay giám đốc Trịnh sẽ tổ chức bữa tiệc rượu mừng em trai được phóng thích, sẽ mở tiệc từ thiện ở khách sạn Tinh La, đến lúc đó Chủ tịch Trịnh và Chủ tịch Lý đều đến chung vui, anh cũng nhất định phải đến mới được. Lục Ngọc Hùng cũng không ép buộc Kim Điền Lạc phải tỏ thái độ vào thời điểm này, thế nhưng một lời mời tham gia tiệc rượu chính là cơ hội lựa chọn của Kim Điền Lạc. Đến tham gia tiệc rượu thì là bạn bè. Kim Điền Lạc rời khỏi phòng làm việc của Lục Ngọc Hùng mà cảm thấy đầu óc nặng nề, lúc này trong đầu hắn chỉ xoay quanh hai lựa chọn, có nên đi hay không. Đi thì rõ ràng Kim Điền Lạc có thể chữa trị mối quan hệ với nhóm người Lục Ngọc Hùng, thế nhưng nếu đi, sự tín nhiệm của Vương Tử Quân sẽ tan biến sạch sẽ sau khi hắn đến tham gia tiệc rượu của Trịnh Khiếu Đống. Nếu Kim Điền Lạc không đi thì chờ đón hắn chính là những đả kích mạnh mẽ như bão tố của đám người Lục Ngọc Hùng. Hắn là người thành phố La Nam. Hắn biết rõ thế lực của nhóm người Lục Ngọc Hùng, phải nói là cực kỳ sâu sắc. Kim Điền Lạc cảm thấy mình giống như rơi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, trong lòng cực kỳ bực bội. Khi hắn buồn bực đi về phía phòng làm việc của mình, đột nhiên có người nói. Thư ký trưởng Kim, anh đang tìm vàng trên mặt đất sao? Kim Điền Lạc nghe giọng điệu nói giỡn như vậy thì không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Phó Chủ tịch Hà Khởi Duệ đang đứng ở vị trí trước mặt một mét dùng ánh mắt như cười như không nhìn mình. À, thì ra là Chủ tịch Hà, tôi nghĩ đến một việc mà có chút thất thần, vì vậy cũng không để ý gặp mặt lãnh đạo.
Kim Điền Lạc cười ha hả nói với Hà Khởi Duệ. Hà Khởi Duệ cũng không bấu víu lấy chuyện vừa rồi, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó kéo tay Kim Điền Lạc nói. Anh Kim, tôi có chuyện muốn nói với anh có việc gì gấp không? Kim Điền Lạc lúc này cũng đang định tìm người nói vài câu, thế cho nên lời đề nghị của Hà Khởi Duệ xem như hợp với tâm ý của hắn. Hắn lập tức nói, mời anh đến phòng làm việc của tôi. Sau khi đi vào phòng thì Hà Khởi Duệ đóng cửa lại, hắn trầm giọng hỏi. Thư ký trưởng Kim, với tình huống bây giờ, Bí Thư Vương rốt cuộc tính toán điều gì, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì cuộc sống của anh em chúng ta cũng không hay ho gì. Kim Điền Lạc chợt sững sờ. Hà Khởi Duệ chính là nhân vật thứ hai trong khối chính quyền thành phố La Nam, Chủ tịch Lý Quý Niên có tính tình rất tốt, thế cho nên vị trí của Hà Khởi Duệ thật sự được nhiều người hâm mộ. Anh ở bên kia cũng không dễ dàng gì sao. Kim Điền Lạc cũng không quan tâm đến tình huống mời Hà Khởi Duệ ngồi xuống ghế, hắn trầm giọng hỏi Hà Khởi Duệ. Không phải không dễ dàng gì, mà là tương đối không ra gì, Chủ tịch Lý không những thường hay bắt bẻ tôi, cứ vài ngày lại vì một chuyện nhỏ nhặt mà gây phiền. Hơn nữa còn nói ngay trước mặt nhiều người. Hà Khởi Duệ thở dài một hơi nói. Tuy Hà Khởi Duệ nói vòng vo, thế nhưng hai người Kim Điền Lạc đều hiểu đó là vì cái gì. Kim Điền Lạc ném cho Hà Khởi Duệ một điếu thuốc, cũng không nói gì thêm. Trong phòng là bầu không khí trầm mặc, hai người liên tục hút thuốc, lại không ai chủ động mở miệng. 10 phút sau Hà Khởi Duệ cuối cùng nói. Bí Thư Vương rốt cuộc có tính toán với chuyện này hay không? Nếu cứ tiếp tục như thế này thì thật sự khốn khổ. Bí thư có tính toán gì không? Tuy anh Tống bên kia đã nói tiếp tục điều tra, thế nhưng anh biết đấy, cũng không biết đến ngày tháng năm nào mới tìm ra kết quả. Kim Điền Lạc nói đến đây thì không khỏi thở dài một hơi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Hà Khởi Duệ cũng không nói gì thêm, hắn thay đổi chủ đề. Hình như cũng không có tính toán gì, mà sự việc này cũng không nên tiếp tục kéo giãn. Đáng lý phải tụ tập lại nói vài lời ổn định nhân tâm chứ. Kim Điền Lạc thở dài một hơi, hắn chợt nói. Tối hôm nay Trịnh Khiếu Đống sẽ mở tiệc rượu mừng em trai được phóng thích ở khách sạn Tinh La, anh có biết chuyện này không? Vương Tử Quân cũng nhận được lời mời đến tham gia bữa tiệc mừng ở khách sạn Tinh La, người mời không phải là ai khách thay mặt, chính là Trịnh Khiếu Đống tự mình đứng ra mời. Trịnh Khiếu Đống với bộ dạng của một nhà giáo vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt vẫn rất khiêm nhường cung kính. Khi dùng hai tay dâng thiếp mời lên vẫn tươi cười nói một câu mong bí thư có thể hạ giá quang lâm. Vẻ mặt khiêm nhường cung kính của Trịnh Khiếu Đống cũng không phải là thực chất, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn mỉm cười tiếp nhận thiếp mời, tùy ý đặt trên bàn. Bí thư Vương, thật ra chúng tôi cũng không muốn nhắm vào ai, cũng không muốn gây phiền phức cho ai. Có câu nói thế này, tiền là mọi người cùng kiếm, tôi trước nay đều cho rằng một người làm giàu là tốt, thế nhưng khi mọi người cùng nhau phát tài thì mới thật sự hài lòng vui sướng. Trịnh Khiếu Đống nâng ly trà đồng chí Tân vừa châm đầy lên nhấp một ngụm, sau đó mới nói tiếp. Em trai của tôi lần này có thể thuận lợi quay về cũng xem như làm phiền Bí Thư Vương và các vị bạn bè trợ giúp, kính xin Bí Thư Vương hôm nay để chúng tôi có thể hân hạnh đón tiếp. Tôi tin tưởng chỉ cần ngài đến thì nhất định sẽ có chuyện vui lớn chờ đợi sẵn. Vương Tử Quân gật đầu nói. Để xem xét tình huống rồi nói sau. Trịnh Khiếu Đống cười cười, hắn cũng không nói thêm điều gì. Sau khi dùng giọng tràn đầy nụ cười tạm biệt Vương Tử Quân, hắn ung dung rời khỏi phòng. Bí thư Vương, Trịnh Khiếu Đống đến đưa thiếp mời cũng không có ý gì tốt, tôi cảm thấy chúng ta không cần đi thì hay hơn. Đồng chí Tân nhìn thiếp mời trên bàn của Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của tờ thiếp mời này, chỉ cần hắn xuất hiện trong bữa tiệc, như vậy ngày hôm sau cả thành phố La Nam sẽ biết một sự thật, đó chính là Bí thư Vương đã khuất phục trước Trịnh Khiếu Đống. Vương Tử Quân là người muốn bắt Trịnh Khiếu Nam, bây giờ Trịnh Khiếu Nam được phóng thích, nếu hắn đến tham gia tiệc chúc mừng, dù đó chỉ là tiệc rượu từ thiện, thế nhưng lại không khác nào tự đánh lên mặt mình. Đến đó cũng không phải là tấn công đối phương, là khuất phục người ta. Vương Tử Quân biết rõ những gì xảy ra ở Cục Công an, hắn cũng biết những trò mờ ám xảy ra ở văn phòng thị ủy, ngay cả sự kiện Nhan Sĩ Tác ở huyện Dương Cương bị phó bí thư thị ủy, bí thư ủy ban kỷ luật Trương Hợp Tuân đến kiểm tra công tác và lớn tiếng phê bình. Hơn nữa bây giờ thư ký của Nhan Sĩ Tắc bây giờ còn bị ủy ban kỷ luật đưa đi hỗ trợ điều tra. Tất cả đều hướng về phía Vương Tử Quân. Người ta ra tay như vậy là muốn bức bách Vương Tử Quân đầu hàng nhận thua, để cho hắn sau này phải làm việc dựa theo quy tắc của người ta. Vương Tử Quân nâng ly nước trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó hắn khẽ nói. Anh nói xem tiệc rượu lần này có phong phú không?
Đồng chí Tân không hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng hắn vẫn thành thật nói. Có lẽ là rất phong phú. Anh nghĩ xem người đi có nhiều không? Phần lớn những người có uy tín và danh dự ở thành phố La Nam sẽ đến tham gia. Đồng chí Tân càng không rõ Vương Tử Quân muốn làm gì, thế nhưng hắn vẫn dùng giọng thành thật đáp lời. Nếu những người có uy tín và danh dự ở thành phố La Nam đều đi, vì sao chúng ta lại không đi? Vương Tử Quân nói rồi lấy ra một tờ giấy chứng nhận bệnh ở dưới ngăn kéo nhìn thoáng qua, sau đó khẽ nói. Chí Tân, anh thông báo cho Bí Thư Tống và Bí Thư Mễ, đồng thời cũng nói với Thư ký trưởng Kim và Chủ tịch Hà, mời bọn họ đi theo tôi cùng tham gia tiệc rượu lần này. Nếu người ta đã muốn náo nhiệt, như vậy chúng ta dù thế nào cũng phải nể tình chứ phải không? Chương 659, một quan lại đến tham gia dạ yến. Đồng chí Tân nhìn thoáng qua tờ giấy chứng nhận kia, hắn căn bản không biết bên trên ghi là gì, thế nhưng lại có dòng chữ Đại học Newcastle. Hắn không khỏi thầm nghĩ xem đó là thứ gì, nhưng hắn biết có một số việc mình không nên biết thì hay hơn. Tinh La là khách sạn đỉnh cấp ở thành phố La Nam. Dù xét ở phương diện danh tiếng thì kém hơn khách sạn La Nam, thế nhưng xét ở phương diện trang thiết bị và phục vụ lại chỉ hơn chứ không kém. Thậm chí có người nói nếu khách sạn La Nam không phải là của chính quyền, chỉ sợ đã bị khách sạn Tinh La đánh bại từ lâu. Ông chủ khách sạn Tinh La có họ Lý, tên là Lý Uyển Sương, là một người mập mạp béo tốt với gương mặt núng nính thịt luôn mang theo nụ cười, giống như đến bây giờ cũng chưa từng gặp chuyện gì phiền não. Nhưng có rất ít người biết rõ Lý Uyển Sương căn bản chỉ có 10% cổ phần ở khách sạn Tinh La mà thôi, ông chủ thật sự cũng không phải là hắn. Trong phòng tổng giám đốc ở tầng 7 khách sạn Tinh La, Lý Uyển Sương đang cung kính đứng một bên, ngồi sau bàn làm việc rộng rãi của hắn chính là Trịnh Khiếu Nam. Anh Lý, anh của tôi nói bữa tiệc rượu hôm nay không cần ngại dùng tiền, nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, phải làm sao cho thật sự hoành tráng. Trịnh Khiếu Nam nói rồi nhấc chai bia lên uống một ngụm. Lại nói tiếp. Anh có hiểu anh trai tôi tổ chức bữa tiệc hôm nay là có ý gì không? Nhị thiếu gia, xem ngài nói kìa, tôi dù không có đầu óc cũng hiểu ý của ông chủ. Ngài cứ yên tâm, dù tôi đập nồi bán sắt cũng nhất định sẽ tổ chức tiệc rượu sao cho cực kỳ phong phú hoành tráng, không nói trong vòng 10 năm, thế nhưng trong thời gian 3 năm thành phố La Nam này sẽ căn bản không thể nào có bữa tiệc thứ hai nào như vậy, nếu không thì ngài cứ lấy tôi đi mà chiên dầu. Lý Uyển Sương dùng giọng điệu nịnh hót khẽ nói với Trịnh Khiếu Nam. Trịnh Khiếu Nam cảm thấy rất thỏa mãn với lời nịnh hót của Lý Uyển Sương, hắn vỗ vỗ bờ vai mập mạp của Lý Uyển Sương nói. Anh Lý, tôi biết anh là người có tâm, còn bà nó, tên họ Vương kia chơi ông, để ông phải vào trong ngục giam, thế nhưng ông muốn cho nó xem, bây giờ ông tiêu dao tự tại thế nào. Ông đây bị bệnh tâm thần, ha ha ha, anh nói xem, bây giờ tôi cầm dao đâm thằng khốn họ Vương kia. Có người đứng ra phán tội tôi không? Lý Uyển Sương nhìn vẻ mặt điên cuồng của Trịnh Khiếu Nam mà trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn biết rõ tên họ Vương mà Trịnh Khiếu Nam nhắc đến là ai, càng là như vậy hắn càng không biết trả lời thế nào cho phải. Sao ngây cả người ra rồi, ha ha ha, tôi biết ngay anh căn bản không có lá gan như vậy. Trịnh Khiếu Nam vỗ hai cái lên gương mặt mập mạp của Lý Uyển Sương, sau đó hắn cười nói. Anh yên tâm, nhị thiếu gia sẽ không làm khó anh. Thế nhưng hôm nay anh phải chuẩn bị tiệc rượu cho tốt, nhị thiếu gia muốn chúc mừng thật vui vẻ. Nhị thiếu gia cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến ngài thỏa mãn. Lý Uyển Sương lau mồ hôi trán, hắn liên tục nói. Trịnh Khiếu Nam cười ha hả hai tiếng, sau đó tiện tay ném chai bia còn hơn phân nửa xuống đất, lại cười nói. Anh Lý, tối nay anh chuẩn bị cho tôi hai cô nàng, để cho nhị thiếu gia thoải mái một chút. Đây chính là sở trường của Lý Uyển Sương. Thế cho nên hắn nhanh chóng quạt mát cho Trịnh Khiếu Nam, lại vỗ ngực nói. Nhị thiếu gia cứ yên tâm, cứ để đó cho tôi, đến lúc đó ngài không hài lòng thì cứ đến tìm tôi. Hừ, tìm anh làm cái quái gì, toàn thân toàn là mỡ, nhìn mà ê cả răng. Trịnh Khiếu Nam nói đến đây thì chỉ vào hình bóng tên truyền hình rồi nói. Nếu anh đưa tiểu tử kia đến cho tôi hành hạ thì tốt quá. Lý Uyển Sương nhìn thấy tình huống Vương Tử Quân đang thị sát trên truyền hình. Thế là thầm nghĩ Trịnh Khiếu Nam này xem ra càng ngông cuồng hơn cả trước đó. Lý Uyển Sương ở trước mặt Trịnh Khiếu Nam chẳng khác nào một con chó, thế nhưng hắn thật sự là một nhân vật nói 102 trong khách sạn Tinh La. Vì hoàn thành nhiệm vụ mà Trịnh Khiếu Đống đã phân công, hắn ra lệnh một tiếng, tất cả nhân viên trong khách sạn đều phải bận rộn công tác. Đèn đường bừng sáng, khách sạn Tinh La càng có vẻ rạng rỡ hơn.
Tám cô gái mặc sườn xám xẻ tà chia làm hai hàng đứng ở cổng khách sạn Tinh La, không biết vô tình hay cố ý mà tám chiếc chân dài trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn trông cực kỳ chói mắt. Cục trưởng Triệu, chào mừng ngài đại giá quang lâm, mời vào, đại ca của tôi đang ở bên trong. Trịnh Khiếu Nam mặc một bộ tây trang có vẻ cực kỳ tinh thần, hắn lớn tiếng cười nói với một người đàn ông trung niên đang đi vào cổng khách sạn Tinh La. Người đàn ông trung niên này có dáng người cao béo, khóe miệng còn có nốt ruồi. Khi hắn thấy Trịnh Khiếu Nam thì cười ha hả nói. Khiếu Nam, chúc mừng, cậu thoát được đại nạn này thì xem như hạnh phúc vô tận đến cuối đời. Ha ha ha, cảm ơn lời nói cát tường của cục trưởng Triệu, con bà nó có vài người muốn ông phải chết khổ sở, bây giờ xem ra giống như nhai phải đá, thật sự tê cả răng. Trịnh Khiếu Nam vừa nói vừa đưa tay bắt chặt tay cục trưởng Triệu. Cục trưởng Triệu tất nhiên biết người làm Trịnh Khiếu Nam tê răng là ai, thế nhưng hắn chỉ cười ha hả nói. Tất nhiên rồi, cũng không biết nhìn xem cậu là ai. Trịnh Khiếu Nam rất thỏa mãn với câu trả lời của cục trưởng Triệu, hắn vỗ mạnh lên vai cục trưởng Triệu rồi nói. Anh Triệu đúng là bạn bè tốt, chút nữa anh có rảnh không, chúng ta lên lầu 8 vui vẻ một chút. Tôi từ chối thì bất kính, ha ha ha. Cục trưởng Triệu tất nhiên không phải là lần đầu tiên lên lầu 8 vui vẻ một chút với Trịnh Khiếu Nam, sau khi nghe được lời nói của Trịnh Khiếu Nam thì vẻ mặt chợt tươi cười như đóa hoa nở rộ. Khi cục trưởng Triệu đi đến thì càng có nhiều người từ bốn phương tám hướng kéo đến, đủ mọi loại xe xuất hiện, bãi đậu xe khách sạn Tinh La căn bản không thể nào chứa hết được, thế cho nên hai bên đường được tận dụng xếp đầy xe. Trịnh Khiếu Nam luôn mở miệng xưng anh em với đám người đến chúc mừng, lúc này gương mặt hắn đỏ bừng đắc ý. Khi người ta nói hắn gặp đại nạn không chết chắc chắn sẽ hạnh phúc đến cuối đời, hắn thật sự trở nên hiên ngang giống như một vị tướng quân thắng trận quay về làm lễ kháng công vậy. Muốn ép ông vào đường chết sao? Không có cửa đâu, hừ, con bà nó, mày mà cũng bắt tao. Không nhìn xem chính mình là cái thá gì à? Khi đội trưởng La Thường Minh đội cảnh sát giao thông thành phố La Nam đi đến, Trịnh Khiếu Nam dùng giọng không chút cố kỵ nói với đội trưởng La. La Thường Minh có quan hệ rất tốt với Trịnh Khiếu Nam, hắn cười ha hả nói. Khiếu Nam, anh biết cậu sẽ không có việc gì, người có thể gây sự với cậu ở thành phố La Nam này còn chưa được sinh ra. Chương 659, hai quan lại đến tham gia dạ yến. Hai người nói với nhau rồi cười lớn, khi tiếng cười vang lên thì Hà Tiến Trung đi đến. La Thường Minh thấy Hà Tiến Trung thì vội vàng tiến lên dùng giọng cung kính chào cục trưởng Hà. Hà Tiến Trung khẽ gật đầu với La Thường Minh, sau đó đưa mắt nhìn Trịnh Khiếu Nam. Lúc này Trịnh Khiếu Nam tuy vẫn xưng anh em với người khác rất nhiệt liệt, thế nhưng khi đối mặt với Hà Tiến Trung thì cũng phải cung kính gọi một tiếng cục trưởng Hà. Hà Tiến Trung nhìn Trịnh Khiếu Nam, sau đó trầm giọng nói. Khiếu Nam, tuy cậu đã bước qua cánh cửa lần này, thế nhưng cậu cần phải cẩn thận, có biết không? Cục trưởng Hà cứ yên tâm, tôi biết phải làm sao. Trịnh Khiếu Nam nói rồi nói với người đàn ông trung niên ở bên cạnh mình. Anh Trương, anh ở đây đón khách, tôi đưa cục trưởng Hà đến gặp anh tôi cái đã. Hà Tiến Trung khoát tay chặn lại bộ dạng nhiệt tình của Trịnh Khiếu Nam. Tôi tự đi vào là được. Cậu nên thành thật ở chỗ này đón khách, lát nữa Bí Thư Lục, Chủ tịch Lý, Chủ tịch Trình đều sẽ đến, tiểu tử cậu nên biểu hiện sao cho tốt một chút. Trịnh Khiếu Nam thấy Hà Tiến Trung đi vào cửa chính khách sạn thì mới khôi phục lại diện mạo trước đó, hắn tiếp tục vinh váo đắc ý, nói chuyện với người ta vẫn không quên mở miệng mắng tên khốn dám bắt mình. Khiếu Nam, cậu đang mắng ai vậy? Khi Trịnh Khiếu Nam đang nói chuyện vui vẻ với một vị phó viện trưởng viện kiểm sát, chợt nghe thấy một âm thanh đông cứng vang lên phía sau. Khi nghe được âm thanh này thì hắn có chút sững sờ, sau đó trên mặt nhanh chóng lộ ra nụ cười. Bí thư Lục, tôi cũng không mắng ai cả, chỉ là một câu nói thuận miệng thôi. Chút tâm tư kia của Trịnh Khiếu Nam sao có thể che giấu được Lục Ngọc Hùng, thế nhưng Lục Ngọc Hùng cũng không nói ra, hắn chỉ cười cười nói. Lúc này đang đề xướng nói chuyện văn minh, tiểu tử cậu đến bây giờ vẫn ăn nói không sạch sẽ, tốt nhất là cậu nên sửa lại. Tôi sửa, nhất định sẽ sửa. Trịnh Khiếu Nam nói rồi khẽ gật đầu với người bên cạnh, người nọ được phái đến giúp đỡ Trịnh Khiếu Nam, tất nhiên là kẻ thông minh, hắn nhanh chóng chạy vào bên trong khách sạn. Lục Ngọc Hùng cũng thấy những động tác của hai người Trịnh Khiếu Nam, thế nhưng hắn vẫn tỏ ra như không thấy. Hắn trầm giọng nói với Trịnh Khiếu Nam. Khiếu Nam, ngã một lần thì sẽ khôn hơn một chút, tiểu tử cậu trải qua sự kiện lần này thì nhất định phải ghi nhớ thật lâu. Tôi nói trước cho cậu biết. Cậu không nên tái phạm vào sai lầm trước đó.
Bí thư Lục cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngài, sẽ tuyệt đối không phạm vào sai lầm. Tuy trong lòng không thích những lời này, thế nhưng Lục Ngọc Hùng lên tiếng, Trịnh Khiếu Nam cũng không dám nói trái lời. Biết rõ sai lầm là tốt, tôi nói với cậu nhé, nếu tiếp tục phạm sai lầm thì căn bản sẽ không ai cứu cậu được nữa đâu. Lục Ngọc Hùng đen mặt dùng giọng cảnh báo nói với Trịnh Khiếu Nam. Trịnh Khiếu Nam ngoài sợ anh ruột của mình thì cũng thật sự e ngại Lục Ngọc Hùng mặt đen, thế nhưng hắn vẫn cười nói. Có bí thư Lục ở đây, tôi cũng không tin thành phố La Nam này có mấy người làm gì được tôi. Lục Ngọc Hùng cũng không nói gì thêm, hắn khẽ vỗ vỗ vai Trịnh Khiếu Nam, rõ ràng rất thỏa mãn vì câu nói vừa rồi của Trịnh Khiếu Nam. Bí thư Lục, mời ngài vào bên trong. Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Trịnh Khiếu đống được một đám người vây quanh đi đến, hắn vừa cười vừa bắt tay với Lục Ngọc Hùng, lại lớn tiếng mời Lục Ngọc Hùng đi vào bên trong. Lục Ngọc Hùng cười ha hả cùng Trịnh Khiếu đống đi vào trong khách sạn, những người đến hơi trễ cũng tự động xếp thành hai hàng sau lưng hai người, giống như sao sánh vây quanh trăng đi vào khách sạn. Bí thư Lục, anh nói xem người kia hôm nay có đến không? Sau khi đi vào khách sạn thì Trịnh Khiếu đống khẽ hỏi Lục Ngọc Hùng. Lục Ngọc Hùng cười cười với những người đang chào hỏi khắp bốn phía, sau đó khẽ nói. Hắn đến hay không có khác gì nhau sao? Trịnh Khiếu đống cười ha hả, hắn bừng bừng hào khí nói. Bí thư Lục nói rất đúng, hắn đến hay không cũng là như vậy mà thôi, thế nhưng tôi vẫn hy vọng hắn đến, vì tôi là thương gia, tôi là người mong muốn vui vẻ phát tài. Khi hai người bọn họ đang nói cười thì Chủ tịch Lý Quý Niên và Chủ tịch Tề Trình Hào trước sau đi đến. Khi hai vị lãnh đạo này đi đến thì xem như các vị khách đã tụ tập đông đủ. Lục Ngọc Hùng nhìn đám người náo nhiệt khắp bốn phía, hắn nhìn Trịnh Khiếu Đống và khẽ cười, xem như lần này hốt gọn một mẻ lưới tất cả đơn vị ban ngành hiểm yếu của thành phố La Nam. Dựa vào khí thế như thế này, sau này ở thành phố La Nam có ai dám làm gì bọn họ? Tuy Trịnh Khiếu Đống đã nói rất rõ ràng, hơn nữa tất cả mọi người đều hiểu bữa tiệc hôm nay chính là chúc mừng Trịnh Khiếu Nam được phóng thích. Thế nhưng thật ra cũng không phải nói ra bên ngoài như vậy. Thế cho nên Trịnh Khiếu Đống mới đặt một cái tên cho bữa tiệc hôm nay, chính là bữa tiệc từ thiện giúp đỡ xây dựng trường học cho học sinh vùng núi. Khi đồng hồ chỉ vào đúng 8 giờ, Trịnh Khiếu Đống nâng ly rượu lên nói. Các vị lãnh đạo, các vị đồng nghiệp, hôm nay tôi chủ trì bữa tiệc từ thiện hôm nay mà cảm thấy cực kỳ kích động. Tôi là người sinh trưởng ở thành phố La Nam, tôi có một tình cảm đặc biệt với vùng đất chôn nhau cắt rốn của mình. Trịnh Khiếu Nam đứng trong đám người nhìn anh trai chậm rãi lên tiếng, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Tuy hắn cảm thấy anh mình chủ yếu là nói nhảm, thế nhưng đôi khi những lời nói nhảm như vậy lại cực kỳ phát huy tác dụng. Khi Trịnh Khiếu Đống lên tiếng sẽ quyên tiền xây dựng 10 ngôi trường cho các xã vùng sâu của thành phố La Nam, tiếng vỗ tay chợt vang lên như sấm, âm thanh vỗ tay càng làm cho đại sảnh của khách sạn Tinh La trở nên náo loạn. Trịnh Khiếu Đống nghe thấy tiếng vỗ tay mà gương mặt đỏ ửng. Hắn biết rõ tiếng vỗ tay đó không phải là vì mình bỏ tiền xây dựng 10 ngôi trường tiểu học cho thành phố La Nam, mà là vì Trịnh Khiếu Đống hắn đứng phát biểu ở chỗ này. Trịnh Khiếu Đống cảm thấy trong lòng tràn đầy mê say, hắn chậm rãi vung tay áp chế tiếng vỗ tay, thế nhưng dưới thao tác của người hữu tâm thì tiếng vỗ tay càng vang lên mạnh mẽ và vang dội. Một phút sau tiếng vỗ tay mới dừng lại, Trịnh Khiếu Đống nhìn đám người đã bình tĩnh trở lại. Hắn vừa định mở miệng tuyên bố mời Chủ tịch Tề Trình Hào lên phát biểu vài lời thì thấy một vị phó giám đốc chịu trách nhiệm giữ cửa đi đến. Trịnh Khiếu Đống gọi tên phó giám đốc đến bên cạnh, người kia khẽ ghé tai hắn nói. Giám đốc Trịnh, bí thư Vương đến. Nụ cười trên mặt Trịnh Khiếu Đống càng thêm sáng lạn, hắn vung tay vỗ lên người tên phó giám đốc, sau đó lớn tiếng nói. Anh nói gì, lớn tiếng lên, tôi không nghe rõ. Tên phó giám đốc cũng là một kẻ có ánh mắt tinh anh. Khoảnh khắc này hắn đã hiểu ý nghĩ của lãnh đạo. Hắn sao lại không làm cho lãnh đạo của mình hài lòng? Thế là hắn lớn tiếng nói. Giám đốc Trịnh, bí thư Vương đến. Anh nói bí thư Vương đến sao? Trịnh Khiếu Đống lớn tiếng hỏi ngược lại, thế là thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn về phía mình. Sau khi nghe được câu trả lời thuyết phục thì Trịnh Khiếu Đống dùng ánh mắt bao quát nhìn khắp bốn phía, lúc này mới cười nói. Thật không ngờ bí thư Vương lại nhiệt tình vì sự nghiệp công ích như vậy. Các vị, chúng ta cùng nhau đi ra nghênh đón bí thư Vương, các vị thấy thế nào? Chương 660, một ta khóc xài lang cười. Có thể đến tham gia bữa tiệc này thường là người có thể diện ở thành phố La Nam, tất nhiên bọn họ hiểu rõ ràng mục đích của bữa tiệc hôm nay. Sau khi bọn họ nghe được lời của Trịnh Khiếu Đống, vẻ mặt kẻ nào cũng tỏ ra khó thể tin.
Bí thư Vương đến đây, chuyện nhục nhã như vậy mà Bí thư Vương có thể thực hiện được, không phải là giả đấy chứ. Có nhiều người thầm nghĩ như vậy, thế nhưng ngay sau đó ý nghĩ này đã bị chối bỏ. Trong thành phố La Nam thì Trịnh Khiếu Đống là người có danh dự, hắn căn bản không cần nói dối, càng không vì sự việc này mà nói dối. Hắn nói Bí thư Vương đến đây, như vậy Bí thư Thị ủy Vương Tử Quân sẽ thật sự đến đây. Tuy Lục Ngọc Hùng không phải là người tổ chức bữa tiệc lần này, thế nhưng hắn là phó bí thư thị ủy, là nhân vật chính của những hội nghị như thế này. Bốn phía chung quanh hắn có rất nhiều người, những lời nịnh hót liên tục vang ra từ miệng đám người chung quanh, tất cả thi nhau kéo đến giống như thủy triều. Gương mặt Lục Ngọc Hùng vẫn một màu đen thế nhưng ánh mắt vui vẻ lại khó thể nào che giấu được những người thân cận ở chung quanh, đối với những người này thì cực kỳ hiểu rõ tính tình của Lục Ngọc Hùng, mỗi lần mở miệng đều nói đến tâm khảm của bí thư Lục. Khi nghe Trịnh Khiếu Đống nói ra tin tức Vương Tử Quân đến tham gia bữa tiệc, vẻ mặt Lục Ngọc Hùng chợt biến đổi, trên gương mặt ngăm đen không khỏi lộ ra một nụ cười cực kỳ chính thức. Hắn nhìn đám người đang vây quanh mình rồi nói. Bí thư Vương đến, chúng ta cùng nhau đi nghênh đón. Bí thư Lục nói đi, chúng tôi phải đi. Đứng bên cạnh Lục Ngọc Hùng là phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Lâm Tương Đông, hắn dùng giọng điệu là lạ nói một câu như vậy. Tất nhiên Lục Ngọc Hùng nghe và hiểu ý nghĩ của Lâm Tương Đông. Hắn khẽ gật đầu với Lâm Tương Đông, sau đó khẽ phất tay giống như một người đứng đầu, sau đó đi về phía cửa ra vào. Khi Lục Ngọc Hùng khởi hành thì Lý Quý Niên ở phía tây đại sảnh cũng đứng lên, hắn thật sự khác biệt với Lục Ngọc Hùng, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười làm cho người ta nhìn qua cảm thấy cực kỳ thân mật và vui vẻ. Đi, chúng ta đi chào đón Bí thư Vương. Lý Quý Niên khẽ cười cười với vài phó chủ tịch ở bên cạnh mình, sau đó trầm giọng nói. Đám phó chủ tịch thành phố kia đều hiểu có chuyện gì xảy ra, cả đám đều đứng lên. Thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền thành phố Tần Thanh Vũ đứng ở bên cạnh Lý Quý Niên, hắn chợt nghe được Lý Quý Niên khẽ lên tiếng. Đáng lý ra phải không đến, vì sao hắn lại đến chứ? Tần Thanh Vũ là tâm phúc của Lý Quý Niên, hắn rất hiểu rõ lãnh đạo của mình đang nghĩ đến cái gì, lúc này không khỏi suy nghĩ về câu nói vừa rồi của lãnh đạo, trong lòng cũng hiểu ra vấn đề là gì. Nhưng hắn nhìn Lý Quý Niên đã đi về phía trước, thế là khẽ lắc đầu, cũng đi theo chủ tịch ra ngoài. Đám người nghênh đón thật sự như thác lũ, bọn họ cùng nhau tụ tập ở cổng lớn khách sạn. Nếu so sánh với hai người Lục Ngọc Hùng và Lý Quý Niên thì trình tự học rõ ràng là chậm chân nhất, thế nhưng nụ cười của lão là lớn nhất. Ha 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 ha, Bí thư Vương đến rồi, tốt, chúng ta có được sự giúp đỡ của Bí thư Vương. Như vậy sự nghiệp từ thiện công ích của chúng ta ở thành phố La Nam sẽ phát triển thêm một bậc thang mới. Trình tự học còn chưa đến thì đã cười lớn nói, âm thanh văng vẳng truyền đi khá xa. Tề Trình Hào nói những lời này có ý nghĩa gì thì mọi người đều hiểu, không ít người ném ánh mắt về phía Trình tự học, trong lòng cười thầm nghĩ vị bí thư vừa rời khỏi chức vụ này thật sự có oán niệm rất lớn với bí thư Vương. Đám người thầm nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra khỏi miệng, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chỉ sau nháy mắt đã đi đến cổng khách sạn Tinh La. Khách sạn Tinh La hôm nay có thể nói là cực kỳ rực rỡ, dù là bên trong hay ngoài cửa đều sáng rực ánh đèn, bóng đêm không thể không nhượng bộ trước ánh đèn nóng bỏng bùng lên khắp mọi nơi. Đám người đi ra khỏi khách sạn đều không nhìn được phải nhìn về phía trước, dưới ánh mắt của rất nhiều người, một đoàn người đứng dưới bậc thang khách sạn, cầm đầu chính là một người đàn ông trẻ tuổi. Bí thư thị ủy Vương Tử Quân, đám người nơi đây không có nhiều người không biết lãnh đạo đứng đầu thị ủy này. Dù có rất nhiều người chưa từng được gặp mặt Vương Tử Quân, thế nhưng bọn họ cũng không phải chỉ một lần được thấy hình ảnh của Bí thư Vương ở trên báo chí hay TV. Vương Tử Quân thật sự đến đây. Dù biết Trịnh Khiếu Đống không có khả năng cung cấp tên giả, thế nhưng khi thấy Vương Tử Quân đứng đó thì người khác vẫn cảm nhận được một lực tương tác rất mạnh. Dù sao lúc này đến đây có ý nghĩa thế nào với Bí thư Vương thì mọi người đều hiểu rõ ràng. Sau lưng Vương Tử Quân chính là Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Hà Khởi Duệ. Bí thư ủy Ban Tư pháp Tống Ích Dân, Thường ủy Thị ủy, Thư ký trưởng Kim, tất cả xếp thành một hàng sau lưng Vương Tử Quân. Nhìn vào khí thế này thì rất nhiều người không khỏi sững sờ, Trình tự học đứng bên cạnh Lục Ngọc Hùng lại nở nụ cười khinh thường nói. Thật không ngờ người đến đầu hàng lại chú ý đến thể diện như vậy. Lục Ngọc Hùng chỉ gật đầu cười cười với lời nói của Trình tự học, cũng căn bản không nói chuyện. Nhưng trong lòng hắn lại bùng lên một ý nghĩ, đó chính là Trình tự học đã già rồi. Nếu là trước kia thì Trình tự học sẽ căn bản không nói ra những lời như vậy. Ha ha ha, Bí thư Vương, hoan nghênh, hoan nghênh. Trịnh Khiếu Đống nhanh chóng tiến lên hai bước giống như một chủ nhân cực kỳ hiếu khách,
hắn nhanh chóng đi về phía Vương Tử Quân, vừa đi vừa vươn hai tay với Vương Tử Quân, trên gương mặt hòa nhã lộ ra nụ cười nóng bỏng. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng khẽ đưa tay ra nói. Biết rõ anh Trịnh cử hành bữa tiệc từ thiện ở chỗ này, tôi dù là bận rộn cũng phải đến tham gia một chút có phải không? Lời nói của Vương Tử Quân càng làm cho Trình Tự Học cảm thấy bức bối, trong lòng thầm nghĩ tên họ Vương kia thật sự biết dở trò giả dối, đến lúc này rồi còn mở miệng nói lý do. Nhưng lần này thì lão cũng không mở miệng nói thêm điều gì với Lục Ngọc Hùng ở bên cạnh. Nụ cười của Trịnh Khiếu Đống càng thêm sáng lạn, hắn nở nụ cười khiêm tốn nói. Bí thư Vương quá khen rồi, tôi chỉ cảm thấy học sinh vùng sâu đi học với điều kiện quá khổ sở, mà tôi coi như là nhóm người La Nam đầu tiên phất lên được. Thế cho nên muốn ra chút lực cho con em của mình. Thật không ngờ một chút cử động nho nhỏ như vậy lại được nhiều lãnh đạo đến quan tâm, tôi thật sự cảm thấy rất cảm kích. Trịnh Khiếu Đống nói rồi nhìn khắp bốn phía. Các vị khách, chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Bí Thư Vương đến chung vui. Chương 662, ta khóc xài lang cười. Có câu khách làm theo ý chủ, hơn nữa người đến tham gia bữa tiệc hôm nay phần nhiều là lãnh đạo đơn vị ban ngành. Phần lớn đều đến vì mượn hoa hiến Phật, bọn họ nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vì thế Trịnh Khiếu Đống vừa nói xong thì tiếng vỗ tay chợt vang lên như sấm nổ. Lý Quý Niên cũng vỗ tay, thế nhưng hắn vừa vỗ tay vừa cười. Người không biết còn cho rằng Chủ tịch Lý cảm thấy vui vẻ vì Bí Thư Vương đến tham gia bữa tiệc, nhưng những người hiểu biết nhiều về Lý Quý Niên lại có thể thưởng thức ra hương vị bên trong. Quý Niên, anh có cảm thấy mỗi tiếng vỗ tay như một cái tát lên mặt người nào đó không? Một âm thanh nhàn nhạt chợt vang lên bên tai Lý Quý Niên. Lý Quý Niên cũng không quay đầu, hắn biết rõ người nói chuyện là ai. Hắn thầm cười lạnh, sau đó thản nhiên nói. Chủ tịch Trình, người ta đã biểu diễn như vậy, chúng ta nên đứng xem kịch vui thì hay hơn. Trình Tự Học cười hì hì nói. Quý Niên, anh cẩn thận có thừa mà chí tiến thủ không đủ, nếu như ngay cả chút quyết đoán như vậy cũng không có, anh muốn làm chủ một phương cũng khó. Lý Quý Niên thật sự giống như không nghe được những lời mỉa mai của Trình Tự Học, trên mặt hắn vẫn là nụ cười thản nhiên, hai tay vẫn vỗ vào nhau không nhanh không chậm. Vương Tử Quân đi vào trong khách sạn dưới tiếng vỗ tay rộn rã của mọi người, hắn nhìn về phía vài biểu ngữ tài trợ xây trường cho học sinh vùng sâu vùng xa trong đại sảnh, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Bí Thư Vương, Giám đốc Trịnh là nhà từ thiện lớn ở thành phố La Nam. Vừa rồi khi ngài chưa đến thì Giám đốc Trịnh đã tuyên bố năm nay sẽ tài trợ xây dựng 10 ngôi trường tiểu học trong thành phố La Nam chúng ta. Lý Quý Niên cười ha hả đi về phía Vương Tử Quân, hắn dùng giọng điệu tươi cười hớn hở nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, ánh mắt lại chuyển lên người Trịnh Khiếu Đống. Giám đốc Trịnh thật sự đã làm một chuyện tốt đẹp, kinh tế thành phố La Nam khá tụt hậu, phương diện xây dựng trường học càng rơi về phía sau. Đặc biệt là trường học cho những vùng sâu vùng xa vùng khó khăn, điều này luôn làm cho người ta cảm thấy lo lắng. 10 trường tiểu học đối với thành phố La Nam tuy chỉ là một bộ phận nhỏ, thế nhưng tinh thần quyên góp giúp đỡ như thế này lại đáng giá cho chúng ta học tập. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn Trịnh Khiếu Đống nói. Tôi tin tưởng có sự quan tâm của Giám đốc Trịnh và các nhà hảo tâm, phương diện xây dựng trường học ở thành phố La Nam nhất định sẽ lấy được nhiều tiến triển tốt đẹp. Trịnh Khiếu Đống nghe thấy Vương Tử Quân hai lần đề cao chính mình thì nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Sau khi Vương Tử Quân vừa dứt lời thì hắn nhanh chóng vỗ tay, thế là tiếng vỗ tay như sấm sét lại vang lên lần thứ hai trong đại sảnh. Các vị lãnh đạo tôn kính, các vị khách quý, Trịnh Khiếu Đống tôi thật sự xấu hổ không dám nhận lời nói khích lệ của Bí Thư Vương. Nói thật, tôi chỉ làm việc mình phải làm, nhưng Bí Thư Vương lại cho tôi nhiều vinh dự như vậy, điều này làm cho tôi cảm thấy vinh hạnh. Đồng thời cũng cảm nhận được áp lực rất sâu. Lúc này tôi xin tỏ thái độ, năm nay xây 10 trường tiểu học chỉ là bắt đầu mà thôi, sau này tập đoàn chúng tôi nhất định sẽ kiên trì hoạt động này, sẽ cố gắng có trách nhiệm với quá trình xây dựng và phát triển thành phố La Nam. Trịnh Khiếu Đống nói đến câu cuối cùng thì dương mày lên, tuy hắn là người quen trầm ổn nhưng bây giờ vẫn không nhịn được cảm thấy đắc ý. Hắn nghe lời nói của Vương Tử Quân mà cảm nhận được thành tựu rất lớn. Loại cảm giác thành tựu này không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn thăng thiên. Trịnh Khiếu Nam nhìn bộ dạng đắc ý của anh mình, bàn tay đang bóp mông bạn gái cũng không khỏi dùng sức hơn một chút. Vừa rồi bàn tay hắn đã dùng sức khá lớn, bây giờ lại thêm lực, thế là cô gái được Lý Uyển Sương đặc biệt phái đến hầu hạ hắn không khỏi sinh ra cảm giác khóc không lên tiếng. Tuy đau đớn nhưng cô gái này không dám phát ra tiếng, nàng thường xuyên thấy rõ thủ đoạn của Lý Uyển Sương. Nàng biết rõ nếu mình phát ra âm thanh khác thường,
chờ đợi nàng không phải là tiền bạc đầy màu sắc mà chỉ là đòn đau cực kỳ âm hiểm. Vì vậy bây giờ dù có đau thì nàng chỉ có tê ề chịu đựng mà thôi. Cô em, có phải rất sướng không? Khi cô gái đau đến chết lặng thì âm thanh của Trịnh Khiếu Nam chợt vang lên bên tai của nàng. Cô nàng thấy âm thanh và hơi thở của Trịnh Khiếu Nam vang lên bên tai, thế là không kịp phản ứng. Phản ứng chậm chạp của nàng ngay sau đó lại bị Trịnh Khiếu Nam trừng phạt, bàn tay đặt trên váy mỏng lại tiếp tục bóp thật mạnh. Sướng lắm! Cô gái nghĩ đến những lời dạy bảo của các đàn chị đối với Trịnh Khiếu Nam, thế là vội vàng nói. Trịnh Khiếu Nam lúc này mới buông lỏng ra một chút, hắn dùng tay vỗ lên mông của cô gái, xua đó cười nói. Tiện nhân, không cho mày biết tay, mày cũng không biết nhị thiếu gia này lợi hại thế nào. Trịnh Khiếu Nam nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân đang nói chuyện với anh mình ở trên khu vực chủ vị, sau đó cười ha hả nói. Mày và nó đều là tiện nhân, không cho chúng mày biết tay, chỉ sợ chúng mày không biết đang làm gì. Cô gái nhìn về phía Trịnh Khiếu Nam đưa tay chỉ mà trong lòng khẽ run lên, tuy nàng không quá quan tâm thế nhưng cũng biết người đàn ông trẻ tuổi kia là bí thư thị ủy, là khách quý nhất của bữa tiệc lần này. Thế nhưng bây giờ sao bí thư thị ủy lại trở thành tiện nhân trong miệng Trịnh Khiếu Nam rồi? Vẻ mặt nghi hoặc của cô gái không gạt được Trịnh Khiếu Nam, lúc này hắn còn hưng phấn hơn cả anh mình, cũng tình nguyện chia sẻ cảm giác sung sướng tột cùng với người khác. Hắn khẽ vân về gương mặt cô gái, sau đó cười ha hả nói. Có biết không, có người muốn hại nhị thiếu gia, nhưng bây giờ nhị thiếu gia vẫn đứng ở chỗ này, người kia lại đến đây chúc mừng anh của nhị thiếu gia như chó vẫy đuôi, cô nói xem nó có phải là tiện nhân không? Hắn là tiện nhân. Cô gái có chút do dự, cuối cùng lớn tiếng nói. Câu trả lời của cô gái làm cho Trịnh Khiếu Nam cảm thấy cực kỳ sảng khoái, hắn cười ha hả hai tiếng, sau đó đi về phía đội trưởng La Thường Minh của đội cảnh sát giao thông thành phố La Nam. Lúc này La Thường Minh đang đàm thoại với vài vị lãnh đạo đơn vị trong thành phố, ánh mắt nâng ly rượu thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Tử Quân. Anh La, anh nhìn lét lút gì vậy, con bà nó nếu anh thích con này, cứ nói một tiếng, tôi sẽ giúp anh ra tay, cần gì phải lén lút như vậy. Làm cho người ta nhìn vào cảm thấy không hay. Trịnh Khiếu Nam đi đến bên cạnh La Thường Minh, sau đó khẽ vỗ lên người đối phương. Chương 660, ba ta khóc xài lang cười. La Thường Minh đang nhìn nhập thần, lúc này bị Trịnh Khiếu Nam vỗ lên người thì thiếu chút nữa không làm rơi ly rượu xuống đất. Nếu như người khác nói đùa như vậy, chỉ sợ hắn đã sớm nổi giận, nhưng người lên tiếng lại là Trịnh Khiếu Nam, thế nên hắn đành phải nở nụ cười. Khiếu Nam, nói đùa gì vậy, với độ tuổi của tôi, cũng không có ý nghĩ như vậy. La Thường Minh vừa pha trò vừa nói với Trịnh Khiếu Nam. Trịnh Khiếu Nam chỉ nhếch miệng với lời nói của La Thường Minh. Hắn biết rõ những chuyện liên quan đến tên khốn La Thường Minh này. Đây là một con thỏ ăn cỏ gần hang, câu kết làm bậy với vợ của một đồng sự trong đội cảnh sát giao thông, hơn nữa mỗi tuần đều đến Bích Lãng Viên nổi tiếng thành phố để tắm rửa một lượt, nhìn qua là biết ngay đó là hạng người gì. Trịnh Khiếu Nam cười hì hì, hắn dùng giọng vui đùa nói. Thế nào, đội trưởng La, có phải cơ thể cảm thấy khó chịu không? Nếu anh có vấn đề thì cứ nói với tôi. Chỗ tôi còn có rất nhiều thần dược được nhập từ nước ngoài. Trịnh Khiếu Nam nói những chữ cuối cùng bằng giọng điệu rất quái dị, hai người đàn ông đứng bên cạnh lạm. Cũng cười phá lên. La Thường Minh cũng không nổi giận vì nụ cười hiểu ý và trêu chọc của đám người chung quanh, hắn cười hì hì nói. Khiếu Nam, nói như vậy cũng không được, hì hì, đợi hai ngày nữa chúng tôi sẽ tìm cơ hội học tập cậu mới được. Vài người nói chuyện với nhau, Trịnh Khiếu Nam cũng uống cạn ly rượu. Hắn nhìn thoáng qua vị trí nhóm người Lý Quý Niên, Trình Tự Học và Vương Tử Quân đang tụ tập, sau đó vung tay nói đùa. Anh La, bây giờ tôi cũng đã được thả ra, anh xem có nên cho chiếc xe của tôi ra ngoài hít thở không khí hay không? Chiếc xe của tôi để mãi bên kia chỉ sợ sẽ bị gì xét mất. La Thường Minh tất nhiên biết rõ Trịnh Khiếu Nam nói đến chiếc xe kia, hắn có chút do dự, sau đó mới nói. Khiếu Nam, chuyện của cậu là chuyện của anh La tôi, dù là bất cứ chuyện gì. Chỉ cần anh La tôi làm được thì chưa từng từ chối anh em bao giờ. Thế nhưng sự việc này là ai sắp xếp thì tôi và cậu đều hiểu rõ ràng, cậu là anh em tốt của tôi, cậu nên nói với cục trưởng Hà một tiếng, cũng đừng làm anh đây khó xử. La Thường Minh nói rồi bàn tay cũng đặt lên vai Trịnh Khiếu Nam. Trịnh Khiếu Nam nhìn nụ cười trên mặt La Thường Minh, hắn cười hì hì nói. Anh La, anh cứ yên tâm, chuyện này anh em sẽ không bắt anh gánh trách nhiệm, anh không phải nói tôi đi tìm người mở miệng sao? Tôi đi tìm hắn.
La Thường Minh vốn đã nghĩ rất kỹ, chuẩn bị chờ Trịnh Khiếu Nam không đồng ý thì tiếp tục khuyên một câu, cũng không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về phía Trịnh Khiếu Nam đưa tay ra chỉ, hắn không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ. Vương Tử Quân, Trịnh Khiếu Nam chỉ về phía Vương Tử Quân, rõ ràng muốn Vương Tử Quân mở miệng giải thoát chiếc xe cho mình. Trong đầu La Thường Minh chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, chỉ sau nháy mắt hắn cảm thấy đầu mình như phình lớn lên. Khi hắn định há miệng khuyên nhủ thì Trịnh Khiếu Nam đã chậm rãi đi về phía Vương Tử Quân mất rồi. Khiếu Nam, cậu! La Thường Minh vừa định tiến lên đuổi theo thì bị người bên cạnh giữ lại, người kia khẽ nói. Anh La, chuyện này anh quản làm gì? Dù sao Bí Thư Vương cũng đã nhận thua, Trịnh Khiếu Nam đi tuyệt đối là mã đáo thành công, cũng không liên quan gì đến anh. La Thường Minh nhìn nụ cười của người bên cạnh, hắn cười cười nói. Anh nói đúng, tôi có gì phải sợ chứ, ha ha ha. Hai người nói rồi nâng ly uống cạn, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân và Trịnh Khiếu Nam. Bí Thư Vương, tôi mời ngài. Hà Tiến Trung nâng ly rượu đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ lên tiếng. Vương Tử Quân cười cười đối với tình huống Hà Tiến Trung đến mời rượu mình, sau đó khẽ cụng ly với cục trưởng Hà. Hà Tiến Trung có thể nói rất bất ngờ với tình huống Vương Tử Quân đến tham gia tiệc rượu lần này. Hắn đã từng nghiên cứu qua Bí Thư Vương, cảm thấy người này sẽ không đơn giản chịu thua được. Tuy lúc này đối phương thất bại nhưng sẽ tiếp tục kiên trì cố gắng. Nhưng hiện tại Vương Tử Quân đã đến làm cho hắn giật mình không thôi. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì hắn cảm thấy đối phương đến không đơn giản như vậy, nhưng nhìn vào lời nói của Bí Thư Vương, hắn lại không tìm ra được bất kỳ điều gì không đúng, thế nhưng không có có gì không đúng chính là không đúng lớn nhất. Hà Tiến Trung là một cảnh sát đi lên từ cơ sở, hắn rất tin tưởng vào trực giác của mình. Vì vậy sau khi có chút do dự, hắn mới cất bước đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Cục trưởng Hà, nghe nói động tác ở cục công an các anh là không nhỏ. Vương Tử Quân nhìn Hà Tiến Trung, hắn khẽ cười nói. Hà Tiến Trung cười nói. Có một vài hành động chỉ là vì có lợi cho công tác mà thôi. Hà Tiến Trung nhìn thoáng qua Mễ Hoa Lâm đang đứng không xa Vương Tử Quân rồi dùng giọng không nhanh không chậm lên tiếng. Hắn căn bản đã sớm chuẩn bị với tình huống Mễ Hoa Lâm sẽ cáo trạng mình với Vương Tử Quân, hơn nữa hắn cũng chẳng có gì phải sợ. Những phương án điều động trong đơn vị chỉ có thể hiểu ngầm mà không thể nói cho rõ ràng, dù tất cả mọi người có thể ngửi được mùi hương bên trong, thế nhưng không ai nói nên lời. Anh nếu mở miệng nói rằng vị trí tốt xấu thế nào, Hà Tiến Trung sẽ nói một câu cũng là vì phục vụ nhân dân, chức vụ có khác gì nhau. Thế là anh đành phải nuốt lời vào bụng. Vương Tử Quân cũng cười cười, giống như cũng không quá chú tâm đến phương diện này, hắn nâng ly rượu lên nói. Chỉ cần là điều chỉnh có lợi cho công tác thì thật sự là nên làm. Bí Thư Vương, tôi mời ngài một ly, chúc ngài hôm nay tâm tình vui sướng. Khi Hà Tiến Trung chuẩn bị lên tiếng thì âm thanh của Trịnh Khiếu Nam chợt vang lên chen vào. Hà Tiến Trung đang chuẩn bị tiến thêm một bước quan sát xem Vương Tử Quân rốt cuộc là ở chỗ nào, hắn thấy Trịnh Khiếu Nam đi đến thì không khỏi nhíu mày. Tuy hắn thật sự xem thường Trịnh Khiếu Nam, thế nhưng cũng không thể không nể mặt Trịnh Khiếu Đống. Càng không thể mắng em ruột của Trịnh Khiếu Đống vào lúc này được. Vương Tử Quân vốn là nhân vật chính của bữa tiệc lần này, Hà Tiến Trung đến mời rượu Vương Tử Quân đã thu hút ánh mắt của nhiều người hữu tâm, bây giờ Trịnh Khiếu Nam lại xuất hiện, hầu như thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Từ khi Vương Tử Quân đi vào đại sảnh thì luôn quan sát tung tích của Trịnh Khiếu Nam, lúc này thấy Trịnh Khiếu Nam với đầu chọc bóng loáng nở nụ cười mỉa mai mời rượu mình, hắn cũng khẽ nâng ly lên nói. Được. Trịnh Khiếu Đống đang nói chuyện với Lý Quý Niên, khi thấy em trai của mình đi về phía Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng nở nụ cười xin lỗi với Chủ tịch Lý, sau đó nhanh chóng đi qua nói. Khiếu Nam, kính rượu cho Bí Thư Vương xong thì mau chóng đi xem công tác chuẩn bị cho bữa tiệc đã tốt chưa? Người nào mà không biết bữa tiệc hôm nay không cần Trịnh Khiếu Nam quan tâm, thế nhưng lúc này Trịnh Khiếu Đống lại nói như vậy, rõ ràng đang ám chỉ Trịnh Khiếu Nam. Chương 661 một nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ. Trịnh Khiếu Nam cũng hiểu ý nghĩ của anh mình, thế nhưng hắn lại không muốn đi dễ dàng như vậy. Câu nói của La Thường Minh chỉ là một phương diện, chủ yếu là hắn muốn phát tiết bức bối trong lòng. Hắn nâng ly lên uống cạn, sau đó mới cười ha hả nói. Bí Thư Vương, tôi đi làm việc trước, ngài là lãnh đạo, cũng không nên quá cứng nhắc với một tiểu dân như tôi. Vương Tử Quân cười cười, hắn nâng ly uống cạn. Hắn cũng không tiếp tục dốc ly mà nhìn về phía Mễ Hoa Lâm đứng cách mình không xa rồi khẽ cười cười. Mễ Hoa Lâm vốn luôn chú ý đến Vương Tử Quân,
bây giờ thấy Vương Tử Quân gật đầu thì khẽ gật đầu với bốn tên đàn ông trẻ tuổi đi theo sau lưng mình. Bí thư Vương, xe của tôi lúc này còn đang bị giữ trong đội cảnh sát giao thông, anh xem có nên nói với cục trưởng Hà một tiếng, để anh ấy thả xem ra được không? Chẳng phải chỉ là vượt đèn đỏ thôi sao? Chỉ cần phạt tiền là được rồi. Trịnh Khiếu Nam nhìn Vương Tử Quân uống cạn ly rượu, khóe miệng hắn chợt lộ ra nụ cười sáng lạn. Hắn vung tay cầm lấy một ly rượu trên chiếc mâm mà nhân viên phục vụ vừa đưa sang, sau đó dùng giọng cười nhạo nói với Vương Tử Quân. Đám người đứng xem náo nhiệt ở chung quanh cũng không khỏi đi dịch về phía này. Đám người nơi đây phần lớn đều hiểu rõ chuyện gì xảy ra với chiếc xe của Trịnh Khiếu Nam. Ngay sau ngày nhận chức thì Vương Tử Quân đã bị chiếc xe của Trịnh Khiếu Nam chặn mất lối vào ở thị ủy, Hà Tiến Trung lại càng phải giữ chiếc xe của Trịnh Khiếu Nam lại. Lúc này Trịnh Khiếu Nam chào hỏi Vương Tử Quân yêu cầu thả xe, đó chính là tiến thêm một bước trà đạp tôn nghiêm của bí thư thị ủy Vương Tử Quân. Khiếu Nam, cậu uống xong rồi, lên lầu ngủ đi. Vẻ mặt Trịnh Khiếu Đống chợt biến đổi, hắn dùng giọng lạnh lẽo nói với Trịnh Khiếu Nam. Từ sâu trong lòng Trịnh Khiếu Đống cũng không muốn quá náo loạn với Vương Tử Quân. Lúc này hắn thấy Vương Tử Quân đã đến, tức là cúi đầu với mình, chính mình cũng nên tạo ra bầu không khí tốt đẹp để cùng nhau phát tài. Dù sao Vương Tử Quân cũng là bí thư thị ủy La Nam, là lãnh đạo thị ủy, nếu áp chế quá mức thì mình cũng không có quả ngọt để ăn. Lúc này nhóm người của mình tuy chiếm thượng phong nhưng lại căn bản không thể nào làm tổn thương Vương Tử Quân. Chiêu thức của em trai mình sử dụng trước mặt bao người, điều này làm cho Vương Tử Quân khó thể xuống đài, nếu đối phương liều mạng cá chết lưới rách thì hai bên căn bản sẽ cực kỳ khó chịu và khổ sở. Trịnh Khiếu Nam không ngờ lúc này anh mình lại có phản ứng như vậy, hắn định mở miệng lên tiếng, thế nhưng khi hắn thấy ánh mắt âm trầm của anh mình thì dũng khí bừng bừng đã tan biến sạch sẽ. Khi hắn chuẩn bị bỏ đi, đúng lúc Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Chỉ vượt đèn đỏ mà giữ xe cậu đến lúc này cũng không đúng, Trịnh Khiếu Nam, tôi có thể nói với Hà Tiến Trung một câu, để anh ấy thả xe của cậu ra. Lời nói của Vương Tử Quân không khỏi làm cho Trịnh Khiếu Nam sững sốt, ni cả đám người chung quanh cũng ngây cả người. Đám người chung quanh thật sự không hiểu nổi, thầm nghĩ đầu óc của vị bí thư này có phải bị lừa đá hay không, Trịnh Khiếu Nam đã sắp bỏ đi, anh cần gì phải nói ra như vậy. Nhưng Trịnh Khiếu Đống lại sinh ra cảm giác không đúng, vì vẻ mặt Vương Tử Quân lúc này quá bình tĩnh, thậm chí là bình tĩnh đến mức làm hắn cảm thấy ớn lạnh. Lý Quý Niên đứng bên cạnh xem náo nhiệt với gương mặt treo nụ cười nhàn nhạt, lúc này hắn cũng có vài phần kinh ngạc. Vương Tử Quân làm sao vậy? Hôm nay đối phương đổi tính sao? Gương mặt Lục Ngọc Hùng thì càng đen thêm vài phần, hắn vốn đang cố gắng ra vẻ đàm thoại với người khác, bây giờ càng không có tâm tư để tiếp tục câu chuyện. Vì vậy mà vị cục trưởng cục vệ sinh đang nói chuyện với hắn chợt cảm thấy phát lạnh, cứ tưởng mình nói gì không đúng với lãnh đạo. Nhưng, Vương Tử Quân chợt thay đổi chủ đề, hắn không quan tâm đến những ánh mắt nhìn về phía mình, hắn dùng cặp mắt như đao nhìn về phía Trịnh Khiếu Nam. Nhưng cậu căn bản không còn cơ hội được chạy chiếc xe kia nữa đâu. Keng, ly rượu trong tay Trịnh Khiếu Đống rơi xuống đất bẻ tan tành, nhưng lúc này hắn cũng không còn tâm tư để quan tâm. Hắn nhìn vẻ mặt cực kỳ sắc bén của Vương Tử Quân, thế là trầm giọng nói. Bí thư Vương nói không cho Khiếu Nam chạy chiếc xe kia, như vậy nó sẽ không chạy chiếc xe kia, tôi sẽ mua cho nó chiếc xe mới. Khi Trịnh Khiếu Đống lên tiếng thì bốn tên đàn ông trẻ tuổi đi theo sau lưng Mễ Hoa Lâm đã tiến lên vây quanh Trịnh Khiếu Nam. Trịnh Khiếu Nam, cậu khả nghi cố ý gây thương tích cho người khác đến tử vong, cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Cầm đầu nhóm người là một người đàn ông hơn 30 tuổi. Hắn vừa nói vừa giữ lấy cánh tay của Trịnh Khiếu Nam. Mày muốn làm gì, cút ngay cho tao, tao nói cho mày biết, tao là người có bệnh tâm thần, nếu mày đụng đến tao, ông nổi điên sẽ làm thịt mày. Trịnh Khiếu Nam chợt sững sờ, sau đó lớn tiếng nói với tên đàn ông kia, đồng tơ ơi nắm đấm cũng đánh thẳng về phía đối phương. Đáng tiếc người đàn ông này không phải giống như cô gái Lý Uyển Sương tìm cho Trịnh Khiếu Nam, cũng không nhẫn nhịn chịu đựng như vậy. Khi Trịnh Khiếu Nam vung tay lên tấn công thì người đàn ông kia đã vung tay lên cản lại, cùng lúc đó bàn chân cũng đá vào đầu gối của Trịnh Khiếu Nam. Trịnh Khiếu Nam dù là người khá khỏe mạnh hung hăng, thế nhưng lúc này bị đá vào đầu gối cũng không khỏi khuỵu xuống đất. Người đàn ông nhanh chóng ép Trịnh Khiếu Nam phải nằm xuống đất. Vương Tử Quân, con bà nó mày dám bắt ông nói cho mày biết, chuyện này ông không để yên đâu. Ông bị bệnh tâm thần, chuyện này tòa án đã cho ra phán quyết, tôi nói cho mày biết. Dù mày là bí thư thị ủy cũng không được làm loạn. Trịnh Khiếu Nam thật sự giống như một con thú bi thương,
hắn vừa điên cuồng tránh khỏi bàn tay của bốn tên đàn ông kia, vừa lớn tiếng gào thét. Người đàn ông hơn 30 tuổi nhanh chóng còng tay Trịnh Khiếu Nam, lại dùng giọng tràn đầy khinh thường nói. Có giấy chứng nhận tâm thần, còn bà nó mày đừng gào thét làm gì cho mỏi miệng, tiểu tử, nói cho mày biết, sau này mày làm giấy chứng nhận thì chịu khó để ý một chút, cũng đừng dùng một thằng lừa đảo để ký vào giấy chứng nhận tâm thần. Trịnh Khiếu Nam chợt ngây cả người, hắn dù thế nào cũng không ngờ người bắt mình lại trả lời một câu như vậy. Khi hắn đang sững sờ thì Trịnh Khiếu Đống đưa mắt và Hà Tiến Trung đi đến, Hà Tiến Trung cũng không nhìn Vương Tử Quân mà trầm giọng hỏi bốn người đàn ông trẻ tuổi. Các anh là ai? Ai cho các anh bắt người lung tung? Người đàn ông kia thấy Hà Tiến Trung thì đưa tay chào nói. Cục trưởng Hà, tôi là trung đội trưởng Lưu Cương của đại đội cảnh sát hình sự, tôi phụng mệnh đuổi bắt đào phạm, đây là chát bắt giam. Chương 661-2, nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ. Người đàn ông nói rồi đưa một phần văn kiện ra trước mặt Hà Tiến Trung. Lúc này Hà Tiến Trung chợt cảm thấy trong lòng rét run, hắn biết rõ bắt Trịnh Khiếu Nam chính là ý của Vương Tử Quân, nếu có Vương Tử Quân gật đầu thì căn bản không ai dám động vào Trịnh Khiếu Nam cả. Lúc này Vương Tử Quân dám động vào Trịnh Khiếu Nam, như vậy trong tay chắc chắn phải có căn cứ chính xác, nếu không đối phương sẽ chẳng dám đến chỗ này bắt người. Nhưng dù biết đối phương có kế hoạch rõ ràng thì Hà Tiến Trung vẫn phải hỏi cho rõ ràng, dù sao thì hắn cũng cần cho đám người ở chung quanh một câu trả lời. Trịnh Khiếu Nam có giấy chứng nhận tâm thần, hơn nữa tòa án đã nhận định cậu ấy không cần chịu trách nhiệm hình sự trong hành vi đánh người gây ra tử vong. Hà Tiến Trung dùng giọng trầm thấp nói ra một sự thật, thế nhưng ánh mắt lại rất cấp bách. Cục trưởng Hà, là thế này, hôm nay chúng tôi nhận được tin tức truyền đến từ thành phố Sơn Viên. Bọn họ đã phá một vụ án làm giấy chứng nhận giả, cũng bắt được một đám người chuyên giả danh lừa bịp ký nhận vào giấy chứng nhận, trong đó có vị tiến sĩ Đại học Newcastle, giáo sư Tôn Nghiêu Thọ. Sau khi trải qua lấy lời khai, Tôn Nghiêu Thọ đã khai báo rõ ràng, tất cả học vị tiến sĩ Đại học Newcastle, giáo sư, chuyên gia giám định tâm thần đều là giả. Sau khi bị bắt thì Tôn Nghiêu Thọ đã khai báo chính mình nhận tiền để làm giấy chứng nhận tâm thần giả mạo cho Trịnh Khiếu Nam. Lưu Cương nói đến đây thì nhìn thoáng qua Hà Tiến Trung, sau đó nói tiếp. Sau khi chúng tôi nhận được tin tức này, vì tránh để cho phần tử phạm tội chạy thoát, chúng tôi quyết định tiến hành bắt khẩn cấp Trịnh Khiếu Nam. Hà Tiến Trung nhìn Lưu Cương ngẩng đầu lên tiếng, trong lòng thật sự sinh ra xúc động muốn bóp chết đối phương. Nhưng hắn không thể làm như vậy, không những vì hắn biết rõ người này chỉ là một tên thủ hạ, càng bởi vì lúc này tất cả thường ủy thị ủy đều đứng trước mặt hắn không làm gì hơn được. Làm tốt lắm. Hà Tiến Trung nhẫn nhịn một lát rồi mới nghẹn họng nói ra ba chữ kia, thế nhưng gương mặt hắn lạnh như băng lại căn bản không có chút ý nghĩ tán thưởng. Nhưng lúc này lại không có bao nhiêu người chú ý đến gương mặt của hắn, mọi người đều quan tâm đến tin tức nhận được từ miệng Lưu Cương. Tuy Lưu Cương mở miệng nói đến sự kiện cảnh sát thành phố Sơn Viên phá một vụ án làm chứng nhận giả một cách cực kỳ trùng hợp, thế nhưng dù là ai cũng cảm thấy nó căn bản không trùng hợp chút nào. Tôn Nghiêu Thọ cũng xem như lăn lộn trong ngành tâm thần ở tỉnh Sơn Nam được nhiều năm, vì sao khi công thành danh toại thì mới bị vạch trần? Vì sao khi hắn làm giấy chứng nhận giả cho Trịnh Khiếu Nam thì bị đưa ra xét xử? Những chuyện này nếu nói không có ai đứng đằng sau thúc đẩy thì bọn họ dù gì cũng sẽ không tin, thế nhưng người đứng đằng sau đó chỉ có thể là vị bí thư trẻ tuổi kia. Sau khi Trịnh Khiếu Nam lấy ra giấy chứng nhận tâm thần thì rất nhiều người cho rằng bí thư Vương Tử Quân sẽ phải thỏa hiệp. Lại không ngờ bí thư Vương bắt tay vào khía cạnh khác, tát thật mạnh lên mặt đám người đứng chung quanh xem náo nhiệt. Vương Tử Quân nhìn Trịnh Khiếu Nam đang vùng vẫy mà trong lòng thầm kêu may mắn, hắn sở dĩ có thể lật ngược thế cờ nhanh như vậy cũng là vì nghe nói đến Đại học Newcastle. Kiếp trước Vương Tử Quân có chút ký ức về đại học này, chủ yếu là vì một học giả nổi tiếng bị vạch trần giả mạo chức vụ, trong đó có nhiều người tự nhận mình là tiến sĩ hay giáo sư từ trường Đại học Newcastle. Đưa đi! Lưu Cương nhìn thoáng qua Mễ Hoa Lâm, sau đó hắn vung tay lên nói với ba tên đồng bạn phía sau. Đám đồng bạn của Lưu Cương bị nhiều đại nhân vật nhìn vào chằm chằm thì cũng sinh ra cảm giác không thoải mái, sau khi bọn họ nghe thấy như vậy thì nhanh chóng đưa Trịnh Khiếu Nam ra khỏi khách sạn. Đám người đứng chung quanh xem xét vụ việc cũng nhanh chóng tránh đường cho nhóm Lưu Cương đi ra. Nhưng vẻ mặt của đại đa số đều cực kỳ quỷ dị, càng lợi dụng lúc Trịnh Khiếu Nam bị đưa đi để lén đi ra ngoài. Đối với bọn họ thì nơi này không phải địa phương nên ở lâu, nếu như để cho Bí Thư Vương thấy bọn họ xuất hiện ở chỗ này, như vậy sẽ để lại ấn tượng cho lãnh đạo, sẽ là cực kỳ không hay. Bí Thư Vương, ngài đã làm tôi cảm thấy giật mình. Trịnh Khiếu Đống đã khôi phục lại bình tĩnh,
hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân nói. Vương Tử Quân khẽ cười rồi dùng giọng thản nhiên nói. Tôi cảm thấy kết quả này là rất bình thường, lưới trời lồng lộng tuy thưa khó lọt, những lời này vẫn cực kỳ đúng đắn. Trịnh Khiếu đúng lúc này có thể nói là cực kỳ tức giận, bữa tiệc lần này vốn là chúc mừng Trịnh Khiếu Nam được phóng thích, chúc mừng bọn họ thắng lợi trong đấu tranh với Vương Tử Quân. Thế nhưng còn chưa nhấm nháp được hương vị thắng lợi thì Trịnh Khiếu Nam lại bị bắt, nó giống như một cái tát thật mạnh đánh lên mặt hắn, thậm chí không phải là một mình hắn, mà phải là bọn hắn. Tình cảnh hôm nay quá náo nhiệt, hầu như tất cả mọi người đều thấy tình huống như vậy diễn ra, trước mặt mọi người thì em hắn bị bắt, bị người ta kéo ra ngoài giống như một con chó chết. Bí thư Vương, núi cao sông dài, chúng ta sẽ luôn có cơ hội gặp lại nhau. Giọng điệu của Trịnh Khiếu Đống có mang theo vài phần lạnh lùng. Núi sao sông dài sao? Cái này để nói sau đi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Tống Ích Dân, sau đó đi về phía Lý Quý Niên. Tống Ích Dân nhận được chỉ thị của Vương Tử Quân, hắn khẽ gật đầu với hai tên đàn ông đi theo sau lưng mình. Hai gã đàn ông tiến lên trước mặt Trịnh Khiếu Đống, một người đưa ra giấy chứng minh công tác nói. Chào Giám đốc Trịnh, chúng tôi là người của Viện Kiểm sát thành phố La Nam. Ngài tình nghi ngụy tạo chứng cứ, mong ngài phối hợp điều tra với chúng tôi. Trịnh Khiếu Đống nhìn gương mặt lạnh băng của người đàn ông đối diện mà không khỏi thở ra một hơi, hắn biết dù lúc này mình có nói gì cũng không nên chuyện, trước khi đến thì người ta đã có thể bịt kín tất cả đường lui của mình. Trịnh Khiếu Đống đi, nếu so sánh với Trịnh Khiếu Nam thì có vẻ thoải mái hơn, nhưng không ít người nhìn về phía Trịnh Khiếu Đống bằng ánh mắt đau thương. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hơn nữa Trịnh Khiếu Đống cũng không phải đơn giản chỉ là một con ngựa. Gương mặt đen của Lục Ngọc Hùng lúc này càng thêm đen nhẻm, hắn cũng không nói gì nhưng trong lòng lại liên tục bùng sóng. Thua, lần này hắn quyết đấu với Vương Tử Quân, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng cuối cùng lại thua trong rối loạn. Không những anh em Trịnh gia trở thành trò cười cho cả thành phố La Nam, chính Lục Ngọc Hùng hắn cũng là trò cười cho người ta trong những buổi trà dư tửu hậu. Lục Ngọc Hùng trầm mặt. Ánh mắt lại nhìn về phía Chủ tịch Lý Quý Niên. Lúc này Lý Quý Niên đang cười, thế nhưng lúc này nụ cười của Chủ tịch Lý căn bản không còn ung dung như trước kia. Chương 662, một nói chuyện với lãnh đạo giống như đánh thái cực quyền. Một chủ nhân của bữa tiệc bị bắt, một người bị đưa đi hỗ trợ điều tra, thế là bữa tiệc căn bản không thể nào được tiếp tục. Ngoài những vị lãnh đạo đơn vị ban ngành quan trọng đang đi đến dựa vào lãnh đạo của mình, những người khác ở những đơn vị bình thường đều nhanh chóng giải tán. Sự việc này xảy ra ai ở lại lâu sẽ gặp phải chuyện không may, thế thì có ai chịu ở lại trên mảnh đất thị phi này. Kết quả là một bữa tiệc rượu náo nhiệt ở thành phố La Nam cứ như vậy mà hạ màn, không ai tiễn khách, cũng không có ai nói lời vui vẻ. Ngay cả những người có quan hệ tốt đẹp với nhau cũng chỉ gật đầu không nói lời nào, vội vã cáo từ bỏ đi. Dù không ai nói thế nhưng mọi người lại ý thức được một vấn đề, đó chính là thời tiết ở thành phố La Nam sắp thay đổi. Những người không có gánh nặng tất nhiên sẽ nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại có nhiều người không có ít việc để lo, ví dụ như Cục trưởng Cục Công an Hà Tiến Trung. Sau khi Hà Tiến Trung lên xe, chưa đến một phút sau điện thoại đã vang lên. Hà Tiến Trung nhìn qua số điện thoại gọi đến, hắn có chút do dự, sau đó nhanh chóng nghe điện thoại. Hắn trầm ngâm nói với đầu dây bên kia. Bí thư Lục, tôi là Tiến Trung. Người gọi điện thoại đến chính là Lục Ngọc Hùng, lần này cũng không phải là thư ký gọi điện thoại đến. Chính Lục Ngọc Hùng trực tiếp cầm máy gọi đến. Sau khi Hà Tiến Trung lên tiếng, Lục Ngọc Hùng ở bên kia cũng không đáp lời ngay, hắn trầm ngâm một lúc rồi mới thản nhiên nói. Quán trà Tam Tương. Lục Ngọc Hùng nói xong thì đầu dây bên kia vang lên những âm thanh tút tút. Hà Tiến Trung không phải chỉ mới liên hệ với Lục Ngọc Hùng ngày một ngày hai, tất nhiên hiểu rõ bí thư Lục gọi điện thoại cho mình là có ý gì. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó phân phó với lái xe. Đi đến quán trà Tam Tương. Lái xe không dám chậm trễ với lời phân phó của Hà Tiến Trung, hắn nhấn mạnh chân ga, chiếc xe số 1 trong Cục Công an nhanh chóng chạy về phía quán trà Tam Tương. Quán trà Tam Tương cách khách sạn Tinh La một con phố, quán trà không quá lớn, trước kia chủ yếu là kinh doanh trà khô, bây giờ con gái bà chủ học pha trà quay về, thế là mở ra hai gian và lắp đặt thiết bị làm phòng trà. Tuy đã là ban đêm nhưng quán trà Tam Tương vẫn sáng đèn, vẫn vang lên âm nhạc cổ điển. Làm cho người ta sinh ra cảm giác phiêu diêu thoát tục. Hà Tiến Trung cũng không có hứng thú gì với trò uống trà, hắn sở dĩ là khách quen nơi đây, cũng là vì bí thư Lục Ngọc Hùng thích đến chỗ này. Thật sự ứng với câu nói Sở Vương thích eo thon, nhiều cung nữ nhịn ăn chết đói, Lục Ngọc Hùng thích uống trà, thế là Hà Tiến Trung nghiễm nhiên trở thành khách quen ở chỗ này.
Chào cục trưởng Hà. Một cô gái mặc sườn xám màu trắng thấy Hà Tiến Trung xuất hiện thì nhanh chóng tươi cười đón chào. Cô gái này không đặc biệt xinh đẹp thế nhưng lại giống như bình rượu lâu năm trong quán trà, làm cho người ta càng nhìn càng thấy có hương vị. Hà Tiến Trung sở dĩ được bà chủ nơi này hoan nghênh cực kỳ long trọng, cũng là vì thân phận của hắn. Hà Tiến Trung khẽ gật đầu rồi khẽ nói. Ông chủ Lục ở chỗ nào? Mời ngài đi bên này. Cô gái nói rồi duỗi bàn tay trắng nõn mời Hà Tiến Trung, khi nàng khẽ cúi người thì eo thon hơi gập lại, ngực ưỡn lên, mông cong vút, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người đối diện. Tâm thần của Hà Tiến Trung không khỏi bị thu hút vì tư thế quyến rũ của cô gái trước mặt, thế nhưng ngay sau đó hắn đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Hắn thầm nghi đến tình huống cách đây vài ngày mình và trưởng phòng tài chính Lý Nhạc Ngũ với bí thư Lục Ngọc Hùng đến nơi này uống trà, Lý Nhạc Ngũ thừa lúc cùng mình đi vào nhà vệ sinh đã dỉ tai nói một câu. Những cô gái như thế kia đến pha trà rót nước, bí thư Lục sao có thể thờ ơ cho được. Lúc đó Hà Tiến Trung căn bản chỉ xem đó là một câu nói vui cười, thế nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cô gái có biểu hiện cực kỳ tinh tế trước mặt, chính hắn cũng không khỏi cảm thấy máu nóng bừng bừng. Con bà nó, đây là lúc nào rồi mà mình còn có ý nghĩ như vậy? Hà Tiến Trung vô thức lắc đầu, trong lòng thầm oán hận chính mình, sau đó cùng cô gái trẻ đi vào trong một gian phòng. Quán trà Tam Tương cũng không quá lớn, khi cửa mở ra thì Lục Ngọc Hùng đang ngồi uống trà trên chiếc ghế rộng rãi ở trong phòng. Cô gái khẽ cười cười với Lục Ngọc Hùng, sau đó nhanh chóng rót trà cho Hà Tiến Trung. Tiến Trung, ngồi đi. Lục Ngọc Hùng khẽ khoát tay áo với Hà Tiến Trung rồi trầm giọng nói. Hà Tiến Trung ngồi xuống vị trí không xa Lục Ngọc Hùng, hắn nhìn thoáng qua, cũng không lập tức mở miệng. Anh định làm như thế nào? Sau khi cô gái kia rời khỏi phòng thì Lục Ngọc Hùng cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu lập lờ nước đôi, giống như hỏi mà cũng giống như hỏi thăm. Hà Tiến Trung hiểu ý của Lục Ngọc Hùng, bí thư Lục đang hỏi xem mình có sạch sẽ trong vụ việc của Trịnh Khiếu Nam hay không. Trên đường đến đây thì hắn đã suy xét rất nhiều về vấn đề này. Vì thế sau khi nghe được câu hỏi của Lục Ngọc Hùng thì dùng giọng không thẹn với lương tâm nói. Tôi làm việc thì bí thư Lục cứ yên tâm đi. Lục Ngọc Hùng dùng ánh mắt cực kỳ ẩn giấu nhìn Hà Tiến Trung, hắn cũng không tiếp tục nhắc đến đề tài này, chỉ lẳng lặng uống trà. Lục Ngọc Hùng không nói lời nào, Hà Tiến Trung dù có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Lục Ngọc Hùng, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể nghẹn lời mà thôi. Hắn vốn không có hứng thú uống trà, bây giờ trà vào miệng lại càng sinh ra cảm giác nhạt nhẽo. Trịnh Khiếu Đống liên lụy vào sự việc này có sâu không? Lục Ngọc Hùng cuối cùng cũng mở miệng, hơn nữa vấn đề này cũng chính là phương diện mà Hà Tiến Trung quan tâm nhất. Trịnh Hiểu Nam sống hay chết thì Hà Tiến Trung không quan tâm, thế nhưng Trịnh Khiếu Đống thì hắn lại quan tâm. Dù sao Trịnh Khiếu Đống cũng biết rõ quá nhiều chuyện, nếu như Trịnh Khiếu Đống mở miệng, như vậy sẽ là một kiếp nạn quá lớn đối với bọn họ. Không quá rõ ràng, thế nhưng nếu chỉ dựa vào chút chuyện nhỏ nhặt thế này, tôi cảm thấy nó căn bản không làm gì được Trịnh Khiếu Đống. Hà Tiến Trung dùng giọng điệu cực kỳ nắm chắc nói. Lục Ngọc Hùng gật đầu nói. Trịnh Khiếu Đống thì tôi có thể yên tâm. Sau khi Lục Ngọc Hùng lên tiếng thì hai người lại rơi vào trầm mặc. Lúc Hà Tiến Trung đang suy đoán mục đích Lục Ngọc Hùng gọi mình đến đây vào lúc này, hắn chợt nghe Lục Ngọc Hùng nói. Lúc này chúng ta quá sơ suất rồi. Hà Tiến Trung căn bản rất đồng ý với câu nói cảm khái của Lục Ngọc Hùng. Sự việc lần này hắn thật sự rất mất mặt. Sau khi suy nghĩ một lát thì Hà Tiến Trung trầm giọng nói. Bí thư Lục, ngài cứ yên tâm về sự việc ở cục công an, tôi đảm bảo sẽ không tái hiện tình huống thế này nữa. Lục Ngọc Hùng không nói gì, hắn đưa mắt nhìn Hà Tiến Trung, giống như đang suy đoán xem lời nói của Hà Tiến Trung có bao nhiêu phần có thể tin tưởng được. Chương 662, 2, nói chuyện với lãnh đạo giống như đánh thái cực quyền. Anh nên có chút tâm tư ở cục công an là vừa. Lục Ngọc Hùng đặt ly trà trong tay xuống rồi dùng giọng lạnh nhạt nói. Hà Tiến Trung đưa mắt nhìn gương mặt đen nhẻm của Lục Ngọc Hùng, biết rõ bí thư Lục đang phê bình chính mình, thế nhưng hắn lại không giải thích. Cho dù hắn có giải thích thế nào cũng căn bản là không thuyết phục, không ai tin những gì anh sắp nói ra. Khi phòng trà trong quán Tam Tương đầy khói thuốc thì Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, nhưng lúc này trong phòng không phải chỉ có một mình hắn. Còn có trưởng phòng tổ chức Tôn Chiêu Hy. Tôn Chiêu Hy cũng đến tham gia bữa tiệc rượu tối hôm nay, nhưng hắn không ngờ khi mình lên xe lại nhận được điện thoại triệu kiến của Vương Tử Quân. Sau khi Vương Tử Quân đi vào thành phố La Nam, Tôn Chiêu Hy có biểu hiện khá tốt, thế nhưng lại căn bản không chịu dựa về phía Vương Tử Quân. Bí thư Vương. Sau khi ngồi xuống thì Tôn Chiêu Hy nở nụ cười nói.
Thật sự không ngờ Trịnh Khiếu đống thông minh một đời mà hồ đồ khoảnh khắc, lại làm ra những trò như vậy với em mình, cuối cùng xem như lấy đá đập chân mình, làm trò cười cho người khác. Tôn Chiêu Hy mở miệng dù giống như buôn chuyện với Vương Tử Quân, thế nhưng thực tế lại tỏ thái độ với Vương Tử Quân, đó chính là hắn không phải là người của Trịnh Khiếu đống, mong bí thư Vương tin tưởng vào hắn. Vương Tử Quân nào không nghe rõ ý nghĩa lời nói của Tôn Chiêu Hy, hắn cười cười nói. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, giấy không gói được lửa, Trịnh Khiếu đống làm ra chuyện này vốn sẽ không có hy vọng thành công. Đúng vậy. Tôn Chiêu Hy cũng suy xét từng câu nói của Vương Tử Quân, cũng muốn tìm ra ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Hắn là trưởng phòng tổ chức, công việc chủ yếu của hắn là suy xét ý nghĩ của lãnh đạo, vừa xem xét hạ cấp vừa suy xét thượng cấp, thật sự không thể nói là nhàn rỗi. Trong quan trường thì lời nói của lãnh đạo căn bản không đồng nhất, giống như đánh thái cực quyền, nhìn qua thì rất chậm rãi, nói không đâu ra đâu, thế nhưng thực tế lại đầy hàm nghĩa phong phú. Có những lời thật sự không nói rõ ra, chủ yếu là cần anh suy xét thưởng thức và phỏng đoán, có thể lĩnh ngộ được ý đồ chân thật của lãnh đạo hay không, tất cả cũng phải nhìn vào lực lĩnh ngộ của anh. Lúc này Vương Tử Quân đã đứng vững bàn chân ở thành phố La Nam, hiện tại thứ mà Bí Thư Vương coi trọng nhất chính là quyền lực nhân sự. Vương Tử Quân nếu muốn chấp trưởng quyền lợi này, như vậy trưởng phòng tổ chức là một khâu vô cùng quan trọng. Lục Ngọc Hùng là bí thư nắm công tác tổ chức, năm xưa khi ở vào thời đại của Trình Tự Học thì là một tay che trời. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân là bí thư thị ủy, tất nhiên hắn sẽ không cho phép Lục Ngọc Hùng cường thế như cũ, tất nhiên hai người bọn họ sẽ không thể không tranh đấu một lần ở phương diện nhân sự. Sự thật thì nhân sự chính là chức trách của một bí thư thị ủy như Vương Tử Quân. Thế nhưng Lục Ngọc Hùng sẽ linh hoạt nhượng quyền sao? Lúc này Vương Tử Quân tìm đến mình, ý nghĩ quan trọng nhất chính là xem mình tỏ thái độ. Lục Ngọc Hùng là một người bá đạo, Tôn Chiêu Hy thấy rất rõ ràng, hắn càng không muốn đắc tội với người có thủ đoạn cứng rắn như vậy. Nhưng Vương Tử Quân là người mà hắn cũng không thể đắc tội, chỉ cần nhìn vào thủ đoạn của Vương Tử Quân thì hắn biết rõ một vấn đề, Bí Thư Vương cũng không phải hạng người đèn cạn dầu. Tôn Chiêu Hy muốn tất cả mọi chuyện được thuận lợi cũng không phải dễ dàng như vậy. Khi Tôn Chiêu Hy đang suy xét vấn đề thì chợt nghe Vương Tử Quân nói. Trưởng phòng Tôn, lần này Trịnh Khiếu Nam xảy ra chuyện đã cho chúng ta một bài học lớn, nhưng may mà chúng ta phát hiện sớm, bất bò mới lo làm chuồng, xem như bây giờ cũng không tính là muộn. Tôn Chiêu Hy chợt sững sờ, hắn hiểu ý nghĩa câu nói mất bò mới lo làm chuồng của Vương Tử Quân có nghĩa là gì. Nhưng nếu hắn đi về phía bên này, tất nhiên tất cả mối quan hệ của hắn ở bên kia sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Hắn có chút do dự, thế là không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân. Tôn Chiêu Hy thấy Vương Tử Quân cười tủm tỉm ngồi ở bên cạnh, bí thư giống như đang tùy ý nói chuyện với mình, nhưng bí thư híp nửa mắt lại làm cho hắn cảm thấy run lên. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó hắn nói. Bí thư Vương nói rất đúng, mất bò mới lo làm xuống, lúc này cũng không muộn. Trưởng phòng Tôn. Thành phố La Nam chúng ta nghèo khó nhất tỉnh, nguồn thu vào thậm chí còn kém hơn một huyện vùng duyên hải, dưới tình huống này tỉnh ủy có kỳ vọng rất cao vào ban ngành đảng ủy chính quyền thành phố chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể theo sát tiến độ của đảng ủy chính quyền tỉnh, đẩy mạnh thành phố La Nam phát triển kinh tế, vứt bỏ hai chữ nghèo đói ra khỏi thành phố La Nam. Tôn Chiêu Hy chợt sững sờ, hắn thật sự không ngờ lời nói của Vương Tử Quân lại chuyển đến phương diện này. Khi hắn cảm thấy có chút khó hiểu thì nghe thấy Vương Tử Quân nói. Lúc này tâm tư của con người thành phố La Nam đang biến đổi, thế nhưng dù là quần chúng hay cán bộ đều có yêu cầu bức thiết với sự phát triển của thành phố. Hiện tại đang là con nước lớn, vì thế nếu có bất kỳ khối đá nào cản đường thì vận mệnh cũng sẽ bị gạt sang bên cạnh. Anh thấy thế nào, trưởng phòng Tôn? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Tôn Chiêu Hy, giọng điệu rất bình tĩnh. Tôn Chiêu Hy lúc này càng cảm thấy khó chịu, nếu như hắn còn không biết rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Như vậy trực tiếp đập đá vào đầu chết đi cho rồi. Vương Tử Quân dù nói đường hoàng nhưng thực tế là chỉ có một tầng ý nghĩ, đó là nếu anh có tâm tư khác biệt, như vậy cũng đừng trách tôi gạt phăng anh ra như một cục đá cản đường. Nếu như lời này được Vương Tử Quân nói ra trước sự kiện Trịnh Khiếu Nam bị bắt, Tôn Chiêu Hy căn bản sẽ gạt sang một bên không quan tâm. Nhưng sau khi thấy rõ thủ đoạn của Bí Thư Vương ở sự kiện Trịnh Khiếu Nam, hắn chợt cảm thấy giống như có con rắn bỏ qua sống lưng, cảm giác lạnh lẽo xốc lên đầu. Vương Tử Quân cũng không phải là người nói suông. Bí Thư Vương, thành phố La Nam chúng ta đã đến thời điểm bắt buộc phải thay đổi, chưa nói đến những phương diện khác, nhìn vào mức lương cho cán bộ cũng thấy quá rõ ràng.
Đáng lý ra lương bổng cho cán bộ các nơi phải giống nhau, thế nhưng lương cho cán bộ ở La Nam lại thấp hơn các thành phố khác. Không đâu xa, ví dụ như em tôi làm phó cục trưởng ở thành phố An Dịch, là cán bộ cấp phó cục, bây giờ có lương cao hơn cả tôi là cấp phó sở, loại khác biệt này kèm theo hàng loạt khác biệt khác. Tôn Chiêu Hy nói đến đây thì nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục. Nếu muốn làm cho thành phố La Nam biến đổi, như vậy đầu tiên là phải dựa vào cán bộ chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta đưa một nhóm cán bộ có tư tưởng, có năng lực và bản lĩnh lên vị trí phù hợp, chỉ khi đó mới phát huy tác dụng thúc đẩy thành phố La Nam phát triển. Chương 662-3, nói chuyện với lãnh đạo giống như đánh thái cực quyền. Khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười thản nhiên, hắn mở miệng nói ra khá nhiều lời xem như không uổng phí. Tôn Chiêu Hy cuối cùng cũng dao động dưới phương án vừa đấm vừa xoa của mình. Những lời nói của Tôn Chiêu Hy cũng chính là suy nghĩ trong lòng Vương Tử Quân, hắn là bí thư thị ủy, nếu hắn muốn ngồi yên ổn trên vị trí của mình thì phải động vào nhân sự, điều chỉnh cán bộ. Trưởng phòng Tôn là trưởng phòng tổ chức lão thành ở thành phố La Nam, có thể nói không người nào biết rõ tình huống cán bộ thành phố La Nam hơn anh. Thế này đi, xem như ném cho anh ưu phiền, trước tiên mong anh cho ra một danh sách điều chỉnh cán bộ thành phố La Nam. Vương Tử Quân uống một hớp trà rồi dùng giọng biết thời biết thế đổ sự việc vào trong tay Tôn Chiêu Hy. Tôn Chiêu Hy không do dự mà cười đồng ý, danh sách này chẳng khác nào hắn quăng một danh trạng cho Bí Thư Vương. Thế nhưng hắn cũng không quá bất ngờ với yêu cầu này của Bí Thư Vương, dù sao đây cũng là việc hắn cần phải làm. Vâng, Bí Thư Vương, anh xem chúng ta đi từng bước một, hai là... Tôn Chiêu Hy cũng không nói hết lời, thế nhưng Vương Tử Quân lại hiểu rõ ý nghĩa lời nói của hắn. Vương Tử Quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó hắn cười nói. Điều chỉnh cán bộ là một công tác trường kỳ, tất nhiên sẽ phải đi từng bước một. Tôi thấy hay là thế này, Cục Công an là ban ngành hộ tống cho quá trình phát triển kinh tế trong thành phố, nó liên quan đến sự thành bại trong phát triển kinh tế địa phương, thế nên chúng ta cần phải nắm chặt công tác kiến thiết đội ngũ công an, cần phải có quy hoạch rõ ràng. Động vào Hà Tiến Trung. Tuy đã làm tốt công tác tư tưởng nhưng Tôn Chiêu Hy vẫn không nhịn được phải dùng mình một cái. Hà Tiến Trung là ai? Đây là một người đứng đầu trong nhóm cán bộ cấp cục ở thành phố La Nam, Cục Công an nằm trong tay người này không ít năm, các mối quan hệ bên trong Cục Công an cực kỳ rắc rối khó gỡ. Động đến Hà Tiến Trung sao? Đối phương sẽ căn bản không cho phép chuyện này xả ra. Bí Thư Vương, Cục trưởng Hà Tiến Trung. Tôn Chiêu Hy vốn nói không dễ động vào Hà Tiến Trung. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì chợt nghĩ đến tình huống giữa Hà Tiến Trung và Vương Tử Quân. Nếu như mình nói tốt cho Hà Tiến Trung trước mặt Vương Tử Quân, như vậy chỉ sợ rằng Bí Thư Vương sẽ phản cảm, mình cũng xem như được không bù mất. Tôn Chiêu Hy nói đến đó và không tiếp tục lên tiếng, hắn cảm thấy mình nói như vậy là quá đủ, với tài trí của Bí Thư Vương thì không thể không hiểu rõ ý nghĩ của mình. Vương Tử Quân cười cười, hắn nâng ly lên uống một ngụm. Cục trưởng Tiến Trung công tác rất tốt ở Cục Công an, thế nhưng bồi dưỡng cán bộ cần phải chú trọng phát triển toàn diện, chúng ta không những bồi dưỡng nhân tài chuyên trách, càng bồi dưỡng nhân tài có tính toàn cục. Nếu cứ mãi ở trên một vị trí, như vậy sẽ dễ dàng tạo nên trạng thái ỉ trệ, bất lợi cho công tác bồi dưỡng nhân tài, càng bất lợi cho quá trình phát triển toàn diện của thành phố La Nam. Hơn nữa công tác của chúng ta là vì sự phát triển của thành phố La Nam, nào có chuyện kén cá chọn canh ở đây. Tôn Chiêu Hy nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn cũng cười theo, thế nhưng trong lòng lại liên tục bùng sóng và thật sự không chút yên tĩnh. Điều động cán bộ nói thành chú trọng bồi dưỡng, dù anh có ăn quả đắng cũng khó nói nên lời, dù anh muốn náo loạn cũng không tìm ra được điểm nào hay hơn để nói. Dù sao đây cũng là điều động công tác, nếu anh không phục thì có thể làm gì được. Tôn Chiêu Hy thầm cảm thấy đáng tiếc cho Hà Tiến Trung, sau đó hắn lên tiếng xin chỉ thị. Bí Thư Vương, ngài nói xem cục trưởng Hà nên đặt vào vị trí nào thì coi như tiến hành bồi dưỡng trọng điểm. Lúc này chúng ta tổ chức hội nghị đều chú trọng vào phương diện khoa học kỹ thuật, vì khoa học kỹ thuật tượng trưng cho sức sản xuất. Cục trưởng Hà là người có kinh nghiệm cơ sở phong phú, vì vậy nên để anh ấy tăng tiến thêm tri thức văn hóa. Anh Lý ở phòng khoa học công nghệ không phải đã đến tuổi về hưu rồi sao? Để anh Hà đến phòng khoa học công nghệ nhận trọng trách, xem như thúc đẩy phòng khoa học công nghệ lên bậc thang mới. Vương Tử Quân nói không nhanh không chậm nhưng Tôn Chiêu Hy lại cảm thấy da đầu căng lên, khoa học kỹ thuật là quan trọng nhưng từ vị trí cục trưởng Cục Công an đến trưởng phòng khoa học công nghệ thì chênh lệch là sông so với biển, hắn là trưởng phòng tổ chức sao không nhìn nhận rõ cho được. Tôn Chiêu Hy nghĩ như vậy mà thầm nghĩ,
Vương Tử Quân đừng tưởng rằng còn trẻ mà mềm tay, đây là người có thù tất báo. Hắn nghĩ như vậy mà càng cảm nhận được mối nguy của mình. Vương Tử Quân đến thành phố La Nam thì Tôn Chiêu Hy đã từng ra sức nghiên cứu, hắn cảm thấy Vương Tử Quân là một người khí thế hào hùng oai phong lẫm liệt, là người bừng bừng sát khí, ai nhìn vào cũng bị mê mẩn. Bây giờ Tôn Chiêu Hy thấy ánh mắt Vương Tử Quân tràn đầy sắc bén, ánh mắt rộng rãi như thấy cả thiên hạ. Vương Tử Quân cũng không phải là người thích nhìn vào người khác, dù là nói chuyện trên hội nghị hay với người nào khác, ánh mắt luôn giống như nhìn về hư vô mờ mịt. Điều này làm cho người ta sinh ra cảm giác tất cả hành vi của mình đều nằm trong vòng khống chế, làm người ta không dám chậm trễ, không dám lừa gạt. Tôn Chiêu Hy thầm nghĩ như vậy, hắn cũng không nói thêm nhiều lời. Hắn biết rõ Bí Thư Vương điều Hà Tiến Trung đến phòng khoa học công nghệ chỉ là mở đầu, chỉ là một đòn gây chấn động và kinh sợ. Mọi người nhìn vào đó sẽ hiểu, những kẻ cứng đầu sẽ thấy rõ kết quả chống đối. Bí Thư Vương dần đứng vững ở thành phố La Nam, bây giờ đang lộ ra nanh vuốt của mình để chỉ điểm Giang Sơn. Chủ tịch Lý, đây là tư liệu hôm nay. Thư ký của Lý Quý Niên đi vào phòng, hắn chú ý đặt một phần văn kiện lên bàn làm việc của Lý Quý Niên rồi khẽ nói. Lý Quý Niên khẽ gật đầu, hắn nói một câu nhàn nhạt cứ để đó, sau đó tiếp tục vuốt pho tượng ngọc thạch hình con trâu của mình, giống như pho tượng này có bí mật gì đó rất lớn vậy. Thư ký cũng từng thừa dịp cất pho tượng cho Lý Quý Niên mà vuốt qua vài lượt, hắn dù không phải người chuyên nghiệp ở phương diện ngọc thạch, nhưng hắn biết đây chỉ là pho tượng ngọc thạch bình thường, căn bản không đáng giá vài đồng. Nhưng một bức tượng như vậy lại được Lý Quý Niên xem là bảo bối và liên tục ve vuốt. Chủ tịch Lý, vừa rồi văn phòng thị ủy gọi điện thoại đến, nói là 10 giờ sáng nay sẽ tổ chức hội nghị thường ủy. Thư ký trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Dù sao hội nghị thường ủy cũng là đại sự, nếu như chủ tịch Lý bị trễ giờ, thư ký sẽ không gánh nổi. Lý Quý Niên vẫn tiếp tục ve vuốt pho tượng, ánh mắt hắn giống như vẫn không thay đổi, nhưng khóe miệng lại nói. Có nói việc gì hay không? Chủ yếu là vì mở rộng kêu gọi đầu tư. Thư ký mở sổ ghi chép nhìn qua, sau đó nói tiếp. Còn liên quan đến vài phương diện điều chỉnh nhân sự. Điều chỉnh nhân sự. Lúc này thì Lý Quý Niên đã thật sự lắp bắp kinh hãi. Chương 663, một đánh anh chính là bồi dưỡng anh. Bốn chữ điều chỉnh nhân sự làm cho Lý Quý Niên phải trừng mắt, hắn đặt pho tượng châu lên bàn, sau đó khoát tay với thư ký, tỏ ý cho đối phương ra ngoài. Thư ký khẽ gật đầu, hắn định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Khi nghe được âm thanh này thì hắn không khỏi sững sờ, trong lòng thầm nghĩ ai lại không hiểu quy củ như vậy, không thông qua chính mình mà gõ cửa phòng chủ tịch Lý sao. Khi mở cửa ra thì thư ký định sụ mặt xuống, thế nhưng khi thấy người đi đến thì hắn nhanh chóng nở nụ cười. Bí thư Vương. Thư ký khẽ lên tiếng, ngay sau đó lại nói với Lý Quý Niên. Chủ tịch Lý, Bí thư Vương đến. Lý Quý Niên thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại đến phòng làm việc của mình, hắn vội vàng đứng lên rồi nói. Bí thư, ngài thật sự làm tôi trở tay không kịp, mời ngài ngồi. Vương Tử Quân cười cười với Lý Quý Niên, sau đó hắn ngồi xuống ghế salon rồi nói. Đều nói phòng làm việc của Chủ tịch Lý sắp xếp rất bất phàm, vì vậy nên tôi đến lấy chút kinh nghiệm. Lý Quý Niên tất nhiên hiểu Vương Tử Quân cũng không phải đến lấy kinh nghiệm. Nhưng sau khi nghe thấy đối phương lấy cớ như vậy thì vội vàng dùng giọng khiêm tốn nói. Phòng của tôi cũng chỉ là tự mình sắp xếp, nếu nói như vậy cũng làm tôi cảm thấy đỏ mặt xấu hổ. Thư ký rất biết điều, hắn biết rõ bí thư thị ủy đã đến đây, tuyệt đối không phải vì nói những chuyện nhỏ nhặt như vậy, nếu hắn ở lại thì tuyệt đối là tự tìm phiền phức. Vì vậy hắn bưng lên cho Vương Tử Quân một ly trà, sau đó nhanh chóng rời đi. Tiểu tử rất tốt, rất nhanh trí. Vương Tử Quân khẽ đưa mắt nhìn cánh cửa phòng được thư ký đóng lại, sau đó hắn lên tiếng tán dương với Lý Quý Niên. Lý Quý Niên cười cười, hắn nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân, thầm nghĩ anh không phải là một tiểu tử sao. Thế nhưng hắn vẫn phải mở lời khiêm tốn đối với lời nói của Vương Tử Quân. Làm việc có chút nóng vội, thế nhưng cũng gắng gượng xem là một nhân tài, chẳng qua không thể nào so sánh được với Chí Tân. Ha ha ha, tôi cũng chỉ là tạm thời bắt lính. Sao có thể để cho Chí Tân mãi là thư ký cho tôi được? Chúng ta cũng không thể để cho nhân tài không được trọng dụng. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó cười nói. Chủ tịch Lý, vì hội nghị kinh tế toàn tỉnh mà làm anh phải vất vả đi lại một chuyến. Không đi thật sự không được. Lý Quý Niên nhìn Vương Tử Quân rồi thở dài một hơi nói. Hai người hàn huyên vài câu về phương diện kinh tế,
Sau đó Vương Tử Quân đột nhiên nói. Chủ tịch Lý, thành phố La Nam chúng ta muốn phát triển, như vậy tư tưởng của cán bộ cần phải có sự thay đổi. Đồng thời cần phải bồi dưỡng một nhóm cán bộ điển hình trong số cán bộ hiện hữu. Hai mắt Lý Quý Niên chợt híp lại, hắn nhìn mặt Vương Tử Quân rồi cười hỏi. Bí thư Vương nói rất đúng, chúng ta nếu muốn thành phố La Nam phát triển, nếu chỉ dựa vào vài người chúng ta căn bản là không đủ, chúng ta cần một đội ngũ có tầm mắt thoáng đạt, như vậy mới có thể đảm bảo cho sự phát triển kinh tế của thành phố được. Hai người cùng nở nụ cười, xem như có quan điểm tương đồng nhau ở phương diện này, thế cho nên cảm thấy rất vui vẻ. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Quý Niên, hắn đột nhiên nói. Chủ tịch Lý, tuổi tác của trưởng phòng tài chính Mộc Lâm Đạo đã khá cao, theo tôi thấy thì nên đưa anh ấy sang mặt trận Tổ quốc thành phố. Bây giờ công tác của phòng tài chính nên để cho phó phòng Nhâm Trường Thanh chủ trì, anh thấy thế nào? Lý Quý Niên chợt sững sờ, hai mắt càng híp lại vài phần. Mộc Lâm Đạo chính là người năm xưa Trình Tự Học để lại, hắn là một chủ tịch thành phố đôi khi chỉ huy bất động. Là một chủ tịch thành phố thì quan trọng nhất chính là quyền tài chính, nếu không nắm được phòng tài chính, như vậy Lý Quý Niên sẽ cảm thấy rất ngột ngạt. Lý Quý Niên đối mặt với tình huống này cũng không có biện pháp gì, hắn tuy cảm thấy rất nhức răng với Mộc Lâm Đạo, nhưng người này được Trình Tự Học chống lưng, hắn muốn vung tay đổi người cũng căn bản là không được. Lúc này Vương Tử Quân ném ra miếng mồi làm cho Lý Quý Niên cảm thấy cực kỳ động tâm, nhưng hắn biết rõ Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không cho riêng mình nếm lợi. Bí thư Vương cho ra điều kiện động tâm như vậy, yêu cầu ngược lại chỉ sợ cũng không thấp. Lý Quý Niên trở nên trầm ngâm, hắn không nói gì, chỉ nhìn Vương Tử Quân, chờ Vương Tử Quân nói tiếp. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Lý Quý Niên, sau đó dùng giọng nhàn nhạt nói. Đồng chí Hà Tiến Trung đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Công an tuy công tác rất rõ nét, nhưng như vậy rõ ràng vẫn có chút bất công với đồng chí có năng lực này. Nếu muốn tiến lên nắm quyền một phương, còn cần phải rèn luyện thêm trên cương vị khác, Chủ tịch Lý thấy thế nào? Thì ra là Bí thư Vương muốn động vào vị trí Cục trưởng Cục Công an, hèn gì mới tình nguyện ném vị trí trưởng phòng tài chính cho mình quyết định. Khoảnh khắc này Lý Quý Niên đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy hắn cảm thấy nắm trong tay vị trí trưởng phòng tài chính thì thực lực của mình tăng lên rất nhiều, thế nhưng từ sâu trong lòng lại không muốn thế lực của Vương Tử Quân được mở rộng ở thành phố La Nam. Bí thư Vương này thật sự quá lợi hại. Nếu như để cho Vương Tử Quân dần thu quyền lực vào trong tay, điều này thật sự không có gì tốt với Lý Quý Niên. Lúc này điều Lý Quý Niên cần chính là cân đối quyền lực, hắn mong muốn mình có thể đạt được càng nhiều ích lợi càng tốt. Bí thư Vương, đồng chí Hà Tiến Trung công tác có danh tiếng ở Cục Công an, nếu như chúng ta đưa anh ấy đến đơn vị khác, chỉ sợ sẽ không tốt lắm. Vương Tử Quân nghe lời nói của Lý Quý Niên, sao hắn không hiểu đối phương đang nghĩ gì? Hắn nhìn gương mặt tươi cười của đối phương, trong lòng không khỏi cười lạnh, vẻ mặt hắn căn bản không chút biểu cảm, hắn nói. Có gì không tốt? Lý Quý Niên thật sự không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi thẳng thừng như vậy, thế nên lúc này cũng không biết trả lời thế nào. Nhưng Lý Quý Niên dù sao cũng là Lý Quý Niên, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Tôi chỉ sợ các đồng chí khác có ý kiến. Vương Tử Quân cười cười nói. Có ý kiến là rất bình thường, nếu như trong một ban ngành không có ý kiến bất đồng, như vậy mới là không bình thường. Mâu thuẫn dù sao cũng là tốt, cũng có thể thúc đẩy ban ngành phát triển. Chủ tịch Lý, chúng ta là lãnh đạo hai khối đảng ủy chính quyền, các đồng chí khác có thể lên tiếng. Thế nhưng hai người chúng ta nhất định phải đứng trên phương diện có lợi cho sự phát triển của thành phố La Nam, phải cố gắng đẩy mạnh các hạng mục công tác có lợi cho sự phát triển của La Nam. Vương Tử Quân nói đến chữ hai người thì nhìn chằm chằm vào Lý Quý Niên, hắn đã nói rõ ý nghĩ của mình, hắn tin Lý Quý Niên sẽ hiểu. Cuối cùng Lý Quý Niên lựa chọn thế nào, đó là chuyện của đối phương. Chương 663-2, đánh anh chính là bồi dưỡng anh. Lý Quý Niên tất nhiên hiểu ý của Vương Tử Quân. Hắn chợt cảm thấy có chút cảm giác lùi bước trước mặt Vương Tử Quân. Nhưng hắn nghĩ đến những tính toán của mình, hắn cười nói. Bí thư Vương nói đúng, nhưng tôi cảm thấy trong lúc công tác cần phải nghe thêm ý kiến của các đồng chí khác. Tốt lắm, tôi tôn trọng ý kiến của Chủ tịch Lý. Vương Tử Quân đứng lên, hắn nhìn đồng hồ treo tường, sau đó trầm giọng nói. Đã đến giờ rồi, Chủ tịch Lý, chúng ta đến phòng họp thôi. Lý Quý Niên nhìn hình bóng của Vương Tử Quân, trong lòng chợt xuất hiện một khoảng bóng tối, nhưng hắn vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Tuy vị trí trưởng phòng tổ chức là rất hấp dẫn, thế nhưng hắn vẫn rất coi trọng phương diện cân đối quyền lực. Không cho phép bên nào độc tài,
như vậy mới có lợi cho quyền lên tiếng của Lý Quý Niên ở thành phố La Nam. Lúc này Vương Tử Quân đã từng bước đứng vững bàn chân, nếu như để cho đối phương nắm bắt vị trí cục trưởng cục công an, như vậy Lục Ngọc Hùng sẽ dễ dàng bị đánh văng. Đây tuyệt đối là tình huống không thể cho phép xảy ra. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Lý Quý Niên, hắn cũng không sinh ra cảm giác tức giận. Hắn cảm thấy phối hợp với Lý Quý Niên thì sẽ càng tốt, nhưng nếu Lý Quý Niên không tiếp thu, như vậy hắn sẽ áp dụng thủ đoạn của mình. Trên đời không có gió lọt tường, những lời này áp dụng ở thành phố La Nam là cực kỳ đúng đắn. Sau khi nghe nói hội nghị thường ủy bàn về vấn đề nhân sự thì có rất nhiều người ngồi không yên, dù sao đây cũng là hội nghị nghiên cứu vấn đề nhân sự đầu tiên của Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Rất nhiều điện thoại của nhiều người trở nên bận rộn, không ít người vì vận mệnh của mình mà chạy đi chạy lại, thế nhưng dù bọn họ có làm gì cũng không thể thay đổi được thời gian tổ chức hội nghị. Các vị thường ủy thành phố La Nam vì có chút vội vàng mà căn bản cũng không đến đông đủ, khi Vương Tử Quân đến phòng họp, bên trong có 9 vị thường ủy bao gồm Chủ tịch Lý Quý Niên, Phó Bí thư Thị ủy Lục Ngọc Hùng, Trương Hợp Tuân và nhóm người Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Khởi Duệ đang chờ bên trong. Bầu không khí lúc bắt đầu hội nghị thường ủy là rất tốt, nhưng thật ra thần kinh của mỗi người luôn căng thẳng. Đây là hội nghị nghiên cứu về vấn đề nhân sự, hơn nữa lại là hội nghị thường ủy đầu tiên của Vương Tử Quân khi làm Bí thư Thị ủy La Nam. Ngay từ đầu hội nghị cũng không nhắc đến vấn đề nhân sự, chỉ nói đến vài phương diện kiến thiết phát triển kinh tế thành phố La Nam. Những phương diện này căn bản đã được quy hoạch khá rõ ràng, cũng không tốn nhiều thời gian, cũng không có gì khó xử. Khi từng chương trình hội nghị được thông qua, bầu không khí hội nghị vốn có chút thoải mái đã nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Sau khi tiến vào đề tài thảo luận nhân sự, Vương Tử Quân mở bút ra, hắn là người đầu tiên nói. Xây dựng một đội ngũ cán bộ tố chất cao vẫn là trọng điểm công tác của chúng ta, hơn nữa cũng là khó khăn cần đối mặt. Tôi cảm thấy trong đội ngũ cán bộ của thành phố La Nam chúng ta cũng không phải thiếu nhân tài, thế nhưng phương diện bồi dưỡng nhân tài lại có chút khiếm khuyết. Vì vậy lần này chúng ta tiến hành điều chỉnh nhân sự với biên độ nhỏ, chính là tiến thêm một bước ở phương diện tăng cường nhân tài. Trưởng phòng Tôn, anh nói ra phương án bồi dưỡng trọng điểm của phòng tổ chức cho mọi người cùng thảo luận. Tôn Chiêu Hy biết bây giờ mình không thể không tiến lên, thế là hắn không dám chậm trễ, vội vàng lật sổ nói. Dựa theo yêu cầu bồi dưỡng tính toàn cục cho cán bộ nhân tài, tổ chức đã suy xét và sàng lọc, quyết định tiến hành điều chỉnh và bồi dưỡng trọng điểm tính toàn cục của các cán bộ sau. Hà Tiến Trung, hiện giữ chức cục trưởng cục công an, điều chỉnh làm trưởng phòng khoa học công nghệ. Tiền Mịch Bồi, trưởng phòng xây dựng, điều nhiệm làm trưởng phòng lao động thương binh xã hội. Lưu Sướng Lăng, hiện giữ chức. Danh sách Tôn Chiêu Hy nói ra gồm 5 người, thế nhưng điều làm cho mọi người chú ý chính là vị trí cục trưởng cục công an của Hà Tiến Trung. Lúc này Hà Tiến Trung bị điều nhiệm từ cục công an đến phòng khoa học công nghệ, điều này làm cho nhiều người cảm thấy không rét mà run. Lý Quý Niên nghe thấy chức vụ trưởng phòng tài chính không nằm trong danh sách thì trong lòng có chút cảm giác thất lạc, thế nhưng ngay sau đó hắn lại ném cảm giác này qua đầu. Tuy phòng tài chính rất hấp dẫn với hắn, thế nhưng hắn lại coi trọng công tác cân bằng thế cục hơn. Lý Quý Niên không thể để cho Vương Tử Quân nắm chặt và bóp chết Lục Ngọc Hùng, đây chính là đạo lý của Lý Quý Niên, chỉ khi nào hai người kia được cân đối thì hắn mới có thể sống thoải mái. Các đồng chí, các vị có ý kiến gì với danh sách này, có thể tự nhiên phát biểu ý kiến. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua bốn phía rồi trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi rất đồng ý với phương án bồi dưỡng tính toàn cục cho cán bộ. Thế nhưng điều nhiệm đồng chí Hà Tiến Trung từ vị trí cục trưởng cục công an sang trưởng phòng khoa học công nghệ thì rõ ràng là tài lớn dùng vào việc nhỏ. Phó Chủ tịch Thường ủy Lý Bí Hầu là người đầu tiên trầm giọng lên tiếng. Lý Bí Hầu mở miệng giống như một mở đầu, ngay sau đó trưởng phòng tuyên truyền Lữ Hâm Sâm đã trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Lý, cục trưởng Hà những năm nay công tác rất tốt, tôi cảm thấy anh ấy nên tiếp tục là cục trưởng cục công an. Lúc bắt đầu chỉ có hai vị thường ủy phản đối, sau khi hai người bọn họ nói xong thì Phó Bí thư Thị ủy kiêm Bí thư ủy ban kỷ luật Trương Hợp Tuân mở miệng nói. Điều này thật sự cần phải quan tâm. Phó Bí thư Thị ủy Trương Hợp Tuân là người rất có độ nặng trong nhóm thường ủy thị ủy, hắn mở miệng giống như bịt kín đường ra của Vương Tử Quân. Lý Quý Niên nhìn vẻ mặt căng cứng của Lục Ngọc Hùng, thầm nghĩ lựa chọn của mình là không sai. Tôi không đồng ý với ý kiến của Bí thư Trương. Hà Khởi Duệ thấy Trương Hợp Tuân mở miệng thì đặt bút xuống trầm giọng nói. Đồng chí Hà Tiến Trung tuy là cán bộ vĩ đại, anh ấy đảm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an rất sôi động,
tôi cảm thấy những đồng chí như thế này càng phải gia tăng bồi dưỡng, đưa các đồng chí này tiến lên cương vị công tác quan trọng. Hà Khởi Duệ còn chưa nói dứt lời thì Tống Ích Dân đã mở miệng, hắn là bí thư ủy ban tư pháp, tất nhiên hắn hy vọng Hà Tiến Trung có thể được điều đi nơi khác. Khi hắn định mở miệng thì Vương Tử Quân đã đặt nặng chiếc ly xuống bàn. Các đồng chí cho ra ý kiến đều suy xét từ nhiều phương diện khác nhau, tôi cảm thấy thái độ đó là không tệ. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa mắt nhìn đám người Trương Hợp Tuân và Lữ Hâm Sâm, lạ nói tiếp. Nhưng có vài đồng chí ánh mắt có vấn đề, thật sự là quá chú tâm một mặt. Những ngày qua công tác của các đồng chí ở Cục Công an thật sự không quá tốt, nhưng chúng ta cũng không thể vì một vài bệnh tật nhất thời mà phủ quyết năng lực công tác nhiều năm của cán bộ. Đồng chí Hà Tiến Trung đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Công an lâu năm, là người có cống hiến giúp thành phố La Nam bảo đảm tính ổn định xã hội, thành tích là quá rõ ràng. Đối với những đồng chí nhiệt tình thế này thì chúng ta cần đẩy mạnh bồi dưỡng, sử dụng mạnh tay, không thể vì chút tì vết mà chối bỏ khả năng công tác của đồng chí, không thể vì chút bệnh tật mà không bồi dưỡng đồng chí của mình. Vương Tử Quân nói thật sự rất dõng dạc, nghe qua thật sự nghĩ rằng hắn và Hà Tiến Trung là anh em ruột thịt vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.